Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Châu Review. Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé. Phương Trần quét qua toàn trường, thu hết phản ứng của mọi người vào đáy mắt. Hắn đã hiểu rõ viên hạo và phí võ từ lâu cho nên hắn trực tiếp lướt qua hai người bọn hắn. Chỉ lên tiếng chào hỏi Thiệu Tâm Hà và Khương Ngưng Y cuối cùng tò mò nhìn thoáng qua huynh đệ song sinh kia. Thấy hai người họ sau khi nhìn mình thì đều nhắm mắt lại, Phương Trần không khỏi sừng sốt. Xảy ra chuyện gì vậy? bị mù vì sự đẹp trai của mình sao? Sau đó, Phương Trần liền hành lễ với Dư Bạch Diễm nói, bái kiến tông chủ, ngô mị run rẩy hành lễ một cái. Bái kiến tông chủ, tôn đàm ngoan ngoãn làm theo, vào đi. Dư Bạch Diễm thu ánh mắt khỏi chiếc chuông lớn, nói, vâng, ba người ngoan ngoãn bước vào. Sau đó, Dư Bạch Diễm liếc nhìn Phương Trần, trong đôi mắt đen vốn không có gợn sóng xuất hiện mấy phần ngốc trệ. Tốc độ tu hành này là cái phần trăm đô la thăng gì? Đây là kim đan tam phẩm, gặp quỷ rồi, cái tư chất này rốt cuộc là dạng gì? Đã có tư chất này, vậy tại sao lần trước uống linh trà của ta lại không có chút phản ứng gì? Dư Bạch Diễm nghĩ đến linh trà 10 vạn linh thạch vào đêm đó. Không có tác dụng gì, trong lòng liền thấy rất đau đớn. Chẳng qua, tuy trong lòng Dư Bạch Diễm đang sóng lớn mãnh liệt, nhưng ngoài mặt vẫn mặt hồ tĩnh lặng như cũ. Sau khi hắn quay người, liền lời ít ý nhiều nói, đây là gõ chuông chuông chân truyền. Vốn cũng không phải chuyện to tát gì, thường không gõ đến được 9 lần, trên thực tế các ngươi đều không đến được thật ra ba tháng một lần theo thời gian của tu sĩ làm tiêu chuẩn mà nói việc này giống như bài kiểm tra định kỳ căn bản không phải chuyện quan trọng gì vì vậy lăng tu nguyên và dư bạch diễm không thông báo trước cho phương trần chỉ cần tới khi thời gian đến nếu không phải phương trần mới đến lần này thì dư bạch diễm chẳng muốn ra sân bình thường đều là để trưởng lão luân phiên trực qua loa cho xong mà thôi bây giờ đang là phiên hoàng trạch trực cho nên mấy năm nay đều là thiệu tâm hà lẻ loi một mình chơi trọi gõ chuông ở điện đạm nhiên dư bạch diễm tiếp tục nói như lý do ta gọi các ngươi tới là muốn để các ngươi làm quen với tân thiên kiêu mới được tấn chức của núi xích tôn phương trần hy vọng sau này các ngươi có thể chung sống hòa thuận tình như thủ túc tất cả đệ tử đều cúi đầu nghe dư bạch diễm dạy bảo sau khi nói dứt câu dư bạch diễm công nói nhảm nữa giơ tay lên nhân tiện nói được rồi bắt đầu gõ chuông vừa mới nói xong một lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng bay đến cuối cùng tụ lại thành một cái chày chuông lơ lửng giữa không trung rồi đập mạnh vào chuông chân truyền sau khi chuông chảy va chạm liền biến thành điểm sáng màu mực tiêu tán giữa không trung ngay sau đó chuông chân truyền bắt đầu rung lên vang vọng đông 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 lúc mọi người đều bảo trì trầm mặc trang nghiêm nghiêm túc trong khi chờ đợi chuông chân truyền đã gõ đến lần thứ 9. 9 lần thấy thế phi võ vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu lên lần này dễ dàng như vậy sao sắc mặt như người khác không thay đổi nhưng đều hơi kinh ngạc chỉ có mấy người không quá ngạc nhiên một là thiệu tâm hà khóe miệng hắn hơi nhếch lên hài lòng nhìn phương trần Phương Sư Đệ là người có tốc độ đột phá nhanh nhất, phương thức đột phá kỳ lạ nhất mà hắn đã từng gặp. Người thứ hai là Dư Bạch Diễm, thấy vậy, hắn khẽ gật đầu, cũng không ngạc nhiên. Hắn thấy, Phương Trần có thể được hóa thân tổ tiên quỳ bái, một cái chung chân truyền nho nhỏ khẳng định cũng sẽ vang lên 9 lần vì Phương Trần. Từ nãy đến giờ, hắn chỉ lo lắng một chuyện, khí linh trong chung chân truyền có bay ra ngoài để quỳ lại Phương Trần, trực tiếp dùng hai tay dâng lên ấn chân truyền đạm nhiên hay không mà thôi. Ba là Khương Ngưng Y, không vì lý do gì, chỉ là tin tưởng dư bạch diễm đợi hồi âm của tiếng chuông chậm rãi tiêu tán sau đó mở miệng nói vì chuông chân truyền đã gõ vang chín lần vậy tranh giành chân truyền chính thức bắt đầu bây giờ các ngươi suy nghĩ xem có nên tham gia tranh giành chân truyền hay không tranh giành chân truyền không phải ai cũng bị buộc phải tham gia ví dụ như khi khương ngưng y cạnh tranh chân truyền lúc trước viên hạo và phí võ đã là kim đan đã chủ động rút lui viên hạo nói rằng mình không muốn bắt nạt sư đệ sư muội trúc cơ Kỳ thực đã bí mật nói với Khương Ngưng Y là mình vì nàng nên mới rút lui. Khương Ngưng Y nghe xong buồn nôn mấy ngày, nàng cảm thấy sự cố gắng luyện kiếm của mình đều bị tên này vũ nhục, cho nên Dư Bạch Diễm đương nhiên phải thường xuyên hỏi theo phép. Ai muốn tham gia, ai không? Mà lúc Dư Bạch Diễm vừa dứt lời, tôn đàm là người đầu tiên dơ nắm đấm lên, tông chủ ta muốn tham gia. Huynh đệ song sinh nhấc tay nói, tông chủ bọn ta không tham gia. Phương Trần liếc mắt nhìn bọn họ, hai người đều là trúc cơ ngũ phẩm, hang chót toàn trường. Rút lui là hợp lý, mà Ngô Mi thì lập tức giơ tay, nói: "Tông chủ, ta tham gia." Khiến Phương Trần ngạc nhiên là, phí võ tham gia, nhưng Viên Hạo lại rút lui. Lúc rút lui, Viên Hạo nhìn Phương Trần thật sâu, chợt cười nói: "Tông chủ, ta không tham gia." Dư Bạch Diễm khẽ gật đầu, cuối cùng nhìn Phương Trần. Phương Trần thấy thế, vội ho một tiếng, có chút do dự, cuối cùng vẫn quyết định không gây rắc rối, nói: "Ta tham gia." Thật ra, Phương Trần đang tự hỏi cái chung chân truyền này có phải là một cái củ cải hố pháp bảo hay không nói cách khác nó không phải là chọn thời cơ mà vang nó là chọn người mà gõ vang nếu thiệu tâm hà và khương ngưng y không xuất hiện có khả năng tên này trăm năm cũng sẽ không vang một lần mà bây giờ cũng giống vậy nếu mình không gia nhập cái chung chân truyền này có phải cũng sẽ không vang hay không nghĩ đến đây phương trần liền có một chú ý đã như vậy nếu hắn không tham gia tranh giành chân truyền vậy danh ngạch chân truyền chẳng phải là sẽ rơi vào tay người khác sao vậy ba tháng sau mình quay lại. Liệu trung chân truyền có vang lên nữa không? Nếu lại vang lên, Phương Trần cảm thấy mình có thể bắt đầu buôn bán danh ngạch chân truyền. Giúp tôn đàm gõ vang một lần, sau đó không tham gia cạnh tranh, thu phí 100 vạn linh thạch, giúp ngô mị gõ vang một lần. Thu phí một vạn linh thạch, giúp viên hạo gõ vang một lần, sau đó tham gia cạnh tranh, chơi chết hắn sau đó thua người khác. Cuối cùng, trong tay mỗi người ở núi Xích Tôn đều có một cái pháp bảo chân truyền, người người đều là chân truyền. Về phần mình, thì thu hoạch được một lượng lớn tài nguyên với thân phận là đệ tử duy nhất của núi xích tôn chờ đợi người hữu duyên tiếp theo đến tuy nhiên phương trần cho rằng ý tưởng này chỉ có thể xuất hiện trong đầu hắn là được rồi không thể làm lớn như vậy được nếu không sẽ chết người thấy phương trần như vậy dư bạch diễm nheo mắt lại trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái tên này đang lên ý tưởng xấu gì vậy dư bạch diễm lập tức thu hồi suy nghĩ nói được rồi hiện tại danh ngạch cạnh tranh đã quyết định xong mấy người các ngươi kế tiếp hãy chuẩn bị thật tốt. Nghe vậy, mấy người quyết định tham gia tranh giành chân truyền lập tức nói, vâng. Sau đó, Dư Bạch Diễm rời đi, thấy thế, phi võ khiêu khích nhìn thoáng qua Phương Trần, rồi đi theo viên hạo, mà lúc này, hai tên song sinh lập tức tiếp cận Phương Trần. Phương Trần căn bản không phát hiện ra phi võ nhìn mình, sau khi Dư Bạch Diễm rời đi lực chú ý của hắn chuyển về phía Thiệu Tâm Hà, định ở đây hỏi thăm Thiệu Sư Huynh về quy tắc của tranh giành chân truyền. Tuy nhiên, lúc thấy huynh đệ song sinh chủ động tiếp cận, Phương Trần liền chuyển sự chú ý đến trên người bọn hắn. Mà cùng lúc đó, Khương Ngưng Y cũng muốn đến gần, nhưng thấy cặp song sinh đi trước một bước, thì quay người đi đến bên cạnh tôn đảm. Sau khi huynh đệ song sinh đến trước mặt Phương Trần, liền hành lễ nói, Phương Sư Huynh. Trong đó, có một thiếu niên cao hơn một chút nói, chúng ta là cặp song sinh, ta là ca ca Phạm Trinh. Người kia nói, ta là đệ đệ chu trừ. Xin chào. Chu Sư Đệ, Phạm Sư Đệ. Phương Trần ôm quyền cười nói, cười xong hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ huynh đệ song sinh vì sao lại có hai họ song sinh khác cha khác mẹ phải không phương trần không khỏi do dự thử dò hỏi các ngươi họ này là phạm trinh thuần thục cười đáp ta cùng họ mẫu thân đệ đệ cùng họ phụ thân rất rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên hắn trả lời vấn đề này ồ phương trần giật mình lập tức cười ngượng nói là sư huynh thất lễ rồi sư huynh đừng để bụng đây là chuyện bình thường thôi phạm trinh lắc đầu sau đó nói phương sư huynh hai huynh đệ chúng ta vừa rồi có giao chiến với ngài phát hiện thực lực của ngài quá mạnh, hai huynh đệ chúng ta không cách nào địch nổi, thật sự rất bội phục. Phương Trần, ba mươi mấy, mấy chữ ngắn ngủi của Phạm Trinh, trực tiếp khiến Phương Trần bối rối. Đây, trầm mặc mấy giây, Phương Trần do dự hỏi, Phạm Sư Đệ, vừa rồi chúng ta có ra chiến sao? Có chứ, Chu Trừ ở một bên không chút do dự nói, Phương Trần không khỏi im lặng hít một hơi. Sau đó suy nghĩ một lát, sờ mũi, sau đó lại nhìn khuôn mặt giống nhau như đúc của hai sư đệ vừa nói lời thể son sắt. Cuối cùng từ bỏ suy nghĩ, quay đầu nhìn ngô mị ngô sư đệ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì mà ta không biết sao ngô mị cười thảm tựa như ánh sáng phản chiếu nói sư huynh vừa rồi không xảy ra chuyện gì mà huynh không biết cả hai vị sư đệ là đấu với ngươi trong đầu không phải trên thực tế giao thủ với ngươi phương trần sửng sốt có ý gì phạm trinh và chu trừ nói đúng vậy phương sư huynh vừa rồi chúng ta đánh một trận với ngươi trong đầu phương trần ngơ ngác nói đánh như thế nào chính là như vậy phạm trinh nói một câu liếc nhìn chu trừ sau đó nhắm mắt lại, cảnh tượng này khiến Phương Trần bỗng nhiên nhớ đến, lúc nãy hai người này thấy mình chẳng phải cũng nhắm mắt lại sao? Trong lòng hắn không khỏi lộ ra có chút mới lạ, đây chính là ý của đánh một trận sao? Ngay sau đó, Phương Trần còn chưa kịp hết tò mò, xuất hiện một hình ảnh khiến hắn cực chấn động. Sau khi hai người nhắm mắt lại, cùng hành lễ với không khí nói: "Phương sư huynh, xin chỉ giáo." Phương Trần vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lúc nhất thời không biết mình có nên giơ tay chào hỏi bọn hắn không, không chờ hắn phản ứng, Phạm Trinh đã đầy năng lượng quát to một tiếng, "Phương sư huynh, vậy đắc tội rồi, ý chí vô song, ta đến rồi." Phương Trần nhớ muôn công pháp này, nó có thể khiến người ta tăng chiến lực trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, sau khi Phạm Trinh hô xong, cơ thể hắn cũng không có bất kỳ dấu hiệu tăng ký tức, ngay sau đó, Chu Trử lại quát nói, "Phương sư huynh, chiêu này là kiếm khí quyết trảm thủy, xin chỉ giáo." Vừa mới nói xong, Chu Trử đột nhiên giơ tay lên, trong tay không có linh lực ngưng tụ, cũng không có khí thế cường đại chỉ có một cơn gió bão xấu hổ tụ tập mạnh đến mức phương trần cảm thấy không khí đều đọng lại mà sau khi hai người nói xong toàn bộ điện đạm nhiên đều im lặng tất cả mọi người mím môi nín cười ánh mắt đều tập trung vào ba người bọn hắn hai huynh đệ này không cảm nhận được nụ cười không thể kiềm chế được kia nhưng phương trần đã bắt đầu không còn luyến tiếc điều gì trong sự mất mặt rồi khoảnh khắc tiếp theo phạm trinh và chu trừ đồng thanh hét lên xông lên phương trần chỉ ngây ngốc nhìn hai huynh đệ không có chút khí tức chập trùng nào vẫn đang nhắm mắt hô to mặt mày vô cùng lộn lộ xộn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cả cuộc đời sao? Đúng lúc này. À, Chu chử đột nhiên hét lên đau đớn, khóe miệng vô cớ chan ra máu, hít một hơi khí lạnh. Ý, nguy rồi, ca ca, lần này Phương Sư Huynh dùng thực lực chân chính rồi. Mà Phạm Trinh lập tức nói, Phương Sư Huynh, hai huynh đệ chúng ta cam bái hạ phong. Nhận thua, nói xong, hai người cùng mở mắt. Chu chử lâu máu ở khóe miệng, nhìn Phương Trần trong mắt đầy kính sợ. Phương Sư Huynh, thực lực của ngươi quả nhiên cường đại. Phạm Trinh cũng kính sợ nói, lúc nãy lần đầu tiên chúng ta gặp ngươi, chưa hiểu rõ thực lực của ngươi. Còn có thể đánh qua hai chiêu với ngươi, bây giờ sau khi tiếp xúc với ngươi lâu hơn, chúng ta mới phát hiện, thực lực của ngươi thực sự là mạnh đến mức hai huynh đệ chúng ta không cách nào địch nổi. Phương Trần, ta còn chưa thể hiện ra chiêu của ta. Sao các ngươi biết ta mạnh đến mới các ngươi không thể địch nổi? Không phải. Phương Trần trầm mặc lúc lâu gãi đầu một cái, sau đó cuối cùng không nhịn được phun ra câu hỏi thứ nhất, các ngươi. Đây là cái gì? hai mắt Phạm Trinh và Chu Trử sáng ngời nói. Luận bàn đó, Phương Trần, ngươi hắn, ngươi và hắn thực sự sẽ nói chuyện phiếm. Phương Trần thật không biết phải làm sao để giao tiếp với hai vị tiểu khả ái này. Chẳng lẽ thần hồn cũng bị hỗn loạn rồi, âm thanh của Thiệu Tâm Hà đột nhiên chuyển đến. Được rồi, không nên quấy giày Phương Sư Huynh, Phạm Sư Đệ, ngươi đưa Chu Sư Đệ xuống trị thương đi. Phạm Trinh và Chu Trử thấy thế, lập tức chăm miệng một lời, vâng, Thiệu Sư Huynh. Sau đó, trước khi chia tay, Phạm Trinh còn cười ha hả nói với Phương Trần. Phương Sư Huynh, chúng ta cũng sẽ đến xem trận tranh giành chân truyền sắp tới. Hy vọng ngươi có thể toàn lực chiến đấu, chúng ta cũng muốn học hỏi từ ngươi. Phương Trần thầm nghĩ lĩnh giáo trong hư không đúng không? Sau đó, hắn cười khan một tiếng. Ha, 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 được. Phạm Trinh thấy Phương Trần đồng ý, tràn ngập niềm vui dìu chu trừ bị Phương Trần đả thương rời đi. Chờ sau khi bọn họ rời đi, Thiệu Tâm Hà từ chỗ chuông lớn đi đến, cười nói, Phương Sư Đệ, thế mà bị dọa rồi sao, phương trần do dự một chút nói không chỉ là có chút mới lạ thôi chứng kiến sư phụ hồi sinh sau cắt chân tay lý sư huynh cưỡi ngựa du khởi muốn rời khỏi ảo cảnh thì tình huống của phạm trinh và chu trừ ngược lại không hề đáng sợ chút nào chỉ là có chút xấu hổ không biết phải làm sao ha ha vừa nói ra lời này thiệu tâm hà không khỏi bật cười nhìn ba người còn lại nói học tập phương sư huynh câu trả lời của hắn rất thích hợp đặc biệt là ngươi tôn đàm ngươi quá đáng nhất ngươi gọi bọn phạm trinh sư đệ là kẻ điên tôn đàm lập tức cúi đầu im lặng sau đó thiệu tâm hà nói với phương trần hai người bọn hắn cũng là bởi vì môn tuyệt kỹ độc môn này được thu vào núi xích tôn phương trần không khỏi sửng sốt đây là tuyệt kỹ độc môn sao đúng vậy thiệu tâm hà gật đầu nói sư tôn của hai người bọn hắn là trưởng lão an huệ ngươi có nhớ trưởng lão an huệ không phương trần trả lời ta nhớ là an trưởng lão nói chuyện với tốc độ cực kỳ nhanh đúng đó cũng chính là an trưởng lão sở hữu huyễn thuật với mức độ cực kỳ cao thiệu tâm hà cười Hắn đổi giọng nói tiếp, vậy bây giờ ngươi đã biết độc môn tuyệt kỹ mà hai người đó nắm trong tay là gì hay chưa? Phương Trần nhất thời nhíu mày lại, sư huynh, ý của ngươi là bọn hắn đang học huyễn thuật hay sao? Đúng vậy, thiệu tâm hà gật đầu. Phương Trần nghe thế thì rơi vào trầm tư, sau đó hắn do dự nói, sư huynh, không phải là ta đang chê bai gì bọn hắn đâu, cũng không phải là ý ta nói an trưởng lão là đồ vô dụng. Ý của ta muốn nói đó là, hình như cái huyễn thuật này chỉ có thể lừa được chính bản thân bọn hắn mà thôi ấy, Khương Ngưng Y nghe thế thì nàng bật cười. Quay đi quẩn lại nhiều như vậy, đến cuối cùng thì Phương Trần vẫn là có ý chê bai mà. Đúng, cái cần thiết ở đây chính là để tự lừa bản thân bọn hắn. Thiệu Tâm Hà nghiêm túc gật đầu nói, trên thực tế, bọn hắn còn không hề biết rằng bản thân đang tu luyện huyễn thuật. Phương Trần. Thiệu Tâm Hà tiếp tục nói, Phạm Trinh và Chu Chử là hai cô nhi mà năm xưa An Trưởng Lão nhặt về. Khi được nhặt về, hai bọn hắn mới có sáu tuổi, còn không phải là song sinh. Phương Trần, hắn ta có biết hắn ta đang nói cái gì không hả? Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Phương Trần, Thiệu Tâm Hà kho khan một tiếng rồi tiếp tục nói, theo như những gì An trưởng lão nói thì lúc nhặt được hai người bọn hắn, vẻ ngoài của hai người bọn hắn hoàn toàn khác nhau, không hề có liên quan huyết thống gì hết. Trước khi An trưởng lão tìm thấy bọn hắn, bọn hắn đã sống hai tháng lưu vong cùng với một đàn châu điên ở trong núi. Đến khi An trưởng lão cứu được bọn hắn, bọn hắn liền rơi vào hôn mê. Đến khi bọn hắn tỉnh lại, An trưởng lão liền bất ngờ phát hiện ra ngũ quan của hai người bọn hắn xảy ra thay đổi rất lớn, hai bọn hắn càng ngày càng giống nhau, còn tên thật của bọn hắn thì là do An trưởng lão thấy ở trên ngọc bội nên mới biết tên thật của bọn hắn là gì. Còn việc bọn hắn có tên không giống nhau thì được đưa ra giải thích là do một người theo họ cha, một người theo họ mẹ. Phương Trần nghe vậy thì rơi vào im lặng. Hóa ra bọn hắn thật sự là anh em sinh đôi khác cha khác mẹ ư? Thiệu Tâm Hà tiếp tục nói, trưởng lão An Huệ từng nói sau khi nàng nhìn thấy chuyện này xảy ra thì đã bất ngờ đến mức không thốt lên lời chỉ vì bây giờ đang ở đạm nhiên điện nên phương trần mới kìm nén cảm giác muốn chửi thề lại hắn thầm nghĩ trong lòng không thốt lên lời ư nói đùa cái gì vậy dựa theo tính cách của trưởng lão an huệ kiểu gì mà nàng chẳng nói liên thoáng liên tục không ngắt câu không lấy hơi nửa canh giờ thiệu tâm hà tiếp tục nói vì để tìm hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra trên người hai người bọn hắn nên trưởng lão an huệ mới dùng huyễn thuật với bọn hắn Nàng muốn tìm đáp án với tiền đề là không làm hại đến hai người bọn hắn cũng như không đánh thức ký ức quá khứ đau khổ đối với bọn hắn. Dưới sự thăm dò không ngừng của trưởng lão An Huệ, cuối cùng nàng cũng tìm ra được vài dấu vết. Hình như trong lúc bọn hắn lưu vong đã từng lập một lời thề, rằng nếu như có kiếp sau thì hai người bọn hắn nguyện làm huynh đệ đồng sinh cộng tử với nhau. Có lẽ vì nỗi hận lớn đến như vậy nên hai người bọn hắn mới xảy ra thay đổi. Phương Trần hít một hơi thật sâu, như hắn muốn làm cho cơ thể ấm lên một chút mà kể từ khi trưởng lão an huệ đưa hai người bọn hắn vào tông môn hai người cũng không hề thể hiện ra thiên phú gì đó hơn người chỉ có phương thức tu luyện của hai người bọn hắn hơi kỳ lạ mà thôi thiệu tâm hà nói bọn hắn hoàn toàn không hề tu luyện tất cả các tư nguyên mà trưởng lão an huệ đem về cho bọn hắn đều không hề dùng đến việc hàng ngày mà hai người làm chính là mắt đối mắt sau đó tu luyện ở trong đầu mà chuyện làm cho ta cảm thấy sợ hãi chính là ta đã tận mắt nhìn thấy tu vi của hai người họ tăng lên trong lúc bọn họ nhắm mắt nói đến đây Thiệu Tâm Hà trở nên im lặng. Trên thực tế, Thiệu Tâm Hà cảm thấy bản thân là bán yêu cũng đã được tính là một sự tồn tại đặc biệt ở trong Sích Tôn Sơn rồi. Nhưng sau này, thời gian trôi qua càng nhiều, trong đầu Thiệu Tâm Hà trầm chậm, chậm xuất hiện một suy nghĩ. Phương Trần cực kỳ kinh ngạc, đây thật sự không phải là ăn không nói có hay sao. Dựa theo thiết lập của hai người này thì đây chắc phải là vận khí chi tử rồi chứ. Vậy thì tại sao đến bây giờ hệ thống vẫn im lặng như vậy? Có lẽ vậy đi, Thiệu Tâm Hà cười. Phương Trần nhịn không được hỏi, vậy thì thực lực chiến đấu trên thực tế của hai người bọn hắn như thế nào thiệu tâm hà nói giọng hắn lộ ra vài phần cảm thán rất không tồi khi ở trên thang trời xích tôn sơn và bức họa đạm nhiên hai người đều thể hiện được lực chiến đấu không thể coi thường phương trần tỏ ra ngưỡng mộ nhưng hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện sau đó hắn tò mò hỏi nhưng sư huynh ta có một nghi vấn ngươi nói đi có lẽ bọn hắn chưa từng nhìn thấy ta ra tay chứ nhỉ chắc là chưa đâu thiệu tâm hà suy nghĩ một lát rồi nói Ngươi chưa từng ra tay công khai ở Đạm Nhiên Tông bao giờ, vậy nên có lẽ bọn hắn chưa thấy qua đâu." Phương Trần nói, "Vậy thì trong huyễn tưởng của bọn họ, ta đánh thắng bọn họ như thế nào?" Thiệu Tâm Hà nói, "Có lẽ là ngươi tay không tấc sắt cũng đánh thắng được bọn họ chăng? Thật ra đến bây giờ ta vẫn không hiểu chuyện tại sao trong huyễn cảnh của bọn họ, bọn họ lại bị chúng ta lần lượt thay phiên nhau đánh bại đâu." Phương Trần, người huynh đệ này thật là kỳ lạ." Thiệu Tâm Hà thay đổi cách nói chuyện, hắn ta cười nói, "Được rồi, để giải thích chuyện của phạm trinh và chu trừ thì hơi huyền ảo một chút tạm thời chúng ta không nhắc đến họ nữa bây giờ để ta nói sơ qua về quy tắc tranh vị trí chân truyền với ngươi đi phương trần nghe vậy thì cực kỳ vui mừng mong sư huynh chỉ dạy người hiểu hắn cũng chỉ có tâm hà mà vẫn là người huynh đệ này có tâm với hắn thiệu tâm hà nói quy tắc tranh vị trí chân truyền chính là luật thủ lôi đài khi ngươi trở thành lôi chủ thì cần phải chịu được ba người tấn công lôi đài chỉ khi ngươi thủ lôi đài thành công thì ngươi mới có thể trở thành chân truyền ví dụ bây giờ sư muội tôn đàm là lôi chủ nếu như phương sư đệ có thể tấn công lôi đài thành công thì ngươi còn phải đánh một trận với tôn sư muội ngô sư đệ phí sư đệ hơn nữa ngươi đều phải thắng thì ngươi mới trở thành chân truyền trong lúc đấu bất kỳ đệ tử nào của sích tôn sơn cũng có thể đến chỗ trưởng lão lấy đan dược để khôi phục lại trạng thái tốt nhất sau đó tiếp tục thi đấu còn về phương thức chấp nhận thắng cuộc thì phải hoặc là đánh đối phương bay ra khỏi lôi đài hoặc là để cho đối phương chủ động nhận thua phương trần vừa nghe trong đầu hắn liền hiện ra vô số cách để ăn gian hắn hỏi quy tắc như này không phải là có rất nhiều lỗ hổng hay sao thiệu tâm hà bật cười không đâu bởi vì tất cả những quyền lợi giải thích về mấy nguyên tắc này đều nằm trong tay tông chủ cả phương trần hắn hiểu rồi ánh mắt của thiệu tâm hà lướt qua tất cả mọi người một lượt sau đó hắn ta nói nhớ rõ này các ngươi đừng sử dụng những pháp bảo hoặc phù chú vượt quá tu vi của bản thân nếu không tông chủ sẽ hủy tư cách tham gia của các ngươi ngay tại chỗ đó tôn đàm và ngô mị cùng lúc đáp lời vâng đã rõ ạ à. thiệu tâm hà cười vỗ vai phương trần hắn ta nói với vẻ mong đợi được sư đệ ngươi về nghỉ ngơi đi ngày mai ngươi đến đạm nhiên điện tỷ thí là được rồi phương trần ôm quyền nói cảm ơn thiệu sư huynh sau đó thiệu tâm hà liền rời đi trước trước khi đi ánh mắt hắn còn nhìn lướt qua xích tôn chỉ trên tay phương trần và khương ngưng y trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt sau đó hắn đi ra khỏi đạm nhiên điện sau khi thiệu tâm hà rời đi tôn đàm nhìn lướt qua phương trần rồi lạnh giọng nói ngươi chuẩn bị cho tốt đi Lần này ta sẽ không để chức chân truyền vụt mất một lần nữa đâu." Phương Trần mỉm cười không nói, hắn giơ tay tỏ ý mời nàng ta rời đi. Tôn Đàm hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi, còn Ngô Mị thì quay qua nói với Phương Trần và Khương Ngưng Y, "Khương sư tỷ, Phương sư huynh, ngày mai gặp." Nhìn quầng thâm mắt của Ngô Mị, Phương Trần nói với giọng lo lắng, "Ngày mai gặp, ngươi nghỉ ngơi cho tốt nhé." Gương mặt trắng bệch của Ngô Mị lộ ra nụ cười như sắp chết, "Huynh yên tâm, vì để thắng được sư huynh, đêm nay ta sẽ không nghỉ ngơi đâu." Nói xong, hắn liền mang dáng vẻ cực kỳ thảm hại đi ra ngoài. Phương Trần, sau khi bọn họ đều rời đi, đạm nhiên điện trở về với dáng vẻ cực kỳ yên tĩnh của nó. Lúc này trong điện chỉ còn lại Phương Trần và Khương Ngưng Y, giờ phút này, sau khi kết thúc sự ồn ào lúc đông người, đạm nhiên điện trở nên cực kỳ yên tĩnh, vì khung cảnh trong điện cực kỳ im lặng mà Phương Trần còn sở hữu thính lực kinh người của tu tiên giả. Thế nên bây giờ ngay cả thanh âm mây mù ngoài điện bị gió thổi tan hắn cũng có thể nghe rõ được. Ánh nắng ấm áp trong suốt, sáng ngời mà không trói mắt mang theo sự ấm áp dọi vào trong điện ánh nắng phân thành từng tầng từng tầng nhỏ mong manh rơi trên người phương trần và khương ngưng y phương trần nhìn về phía khương ngưng y hắn ho khan một tiếng sau đó hắn nghiêm túc nói sư muội ngươi đến cũng đúng lúc lắm sư huynh bây giờ cũng có một chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi khuôn mặt khương ngưng y căng thẳng nàng nghiêm túc nói sư huynh xin cứ nói phương trần hỏi tôi muốn biết thực lực của phí võ tôn đàm và ngô sư đệ rốt cục là như thế nào chuyện này hai người vừa nói vừa cùng nhau đi về phía cửa điện sau khi đi ra khỏi cửa điện khương ngưng y vốn định trả lời trực tiếp câu hỏi của phương trần nhưng khi nàng nhìn khuôn mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc của hắn không biết vì sao lời nói đến bên miệng rồi nàng lại đột nhiên bật cười nhìn nụ cười dạng dỡ của khương ngưng y dưới ánh mặt trời phương trần tỏ ra khó hiểu hắn nhíu mày hỏi ngươi cười chuyện gì vậy khương ngưng y nhếch khóe miệng nghiêm túc giải thích không gì cả chỉ là rất ít khi ta được nhìn thấy bộ dạng đứng đắn như khi nãy của sư huynh trong mắt của Khương Ngưng Y, dáng vẻ nghiêm túc đặt câu hỏi khi nãy của Phương Trần thật sự không giống anh một chút nào. Nghe vậy, Phương Trần nhất thời cảm thấy hơi buồn bực, bình thường trông ta không đứng đắn hay sao. Khương Ngưng Y phát huy thiên phú của một kiếm tu, nàng quả quyết nhanh chóng phủ nhận, không phải. Nhưng ngay sau đó, nàng mỉm cười, uyển chuyển nói. Theo quan điểm của ta thì sư huynh là một người rất dễ tính, dễ gần. Phương Trần, rực hung, ngươi mau mang nhất thiên tam tới đây học e quy của người ta đi. Thấy Phương Trần trầm mặc, Khương Ngưng Y thu lại ý cười, nàng lại nghiêm túc gật đầu. Trong lòng ta thật sự nghĩ như vậy đó, vẻ đứng đắn trong điện đạm nhiên khi nãy mà Phương Trần giả bộ bị Khương Ngưng Y làm cho tiêu tan, hắn khoát tay áo, thả lòng nói, được rồi được rồi, ta cũng không phải kẻ ngốc, thấy bước chân Phương Trần trở nên lười biếng. Khương Ngưng Y đi theo bên cạnh Phương Trần, nàng cũng bước chân chậm lại rồi nói, sư huynh, ngươi muốn hỏi thăm xem sở trường của bọn họ là cái gì có đúng không? Phương Trần gật đầu, Khương Ngưng Y suy nghĩ một lát, sau đó nàng nói, linh lực của phí võ trời sinh đã cực kỳ thích hợp tu luyện phù tu hắn ta cực kỳ am hiểu chuyện lấy phù chú để đối địch phương trần nghe vậy không khỏi sửng sốt người này lớn lên giống như một viên đá granite thô vậy mơ thế mà không ngờ hắn ta lại là phù tu hắn vẫn cho rằng tên của tên nhóc này có chữ võ hơn nữa dáng người khôi ngô khả năng cao hắn ta sẽ là một thể tu nhưng hắn không nghĩ tới chuyện hóa ra tên này lại là phù tu chuyện này có vẻ hơi khó hiểu đá granite thô là gì vậy khương ngưng y bị phép so sánh của hắn chọc cười nàng nói tiếp hắn không giống những phù tu bình thường khác phù tu bình thường thường lấy năng lực ứng biến khi lâm trận làm trọng tâm bởi vì nếu ngân hàng sử dụng linh phù công kích một cách mù quáng thì sẽ là một gánh nặng cực kỳ lớn đối với thần hồn chính vì thế nên khi bọn họ đối địch cần phải suy nghĩ đến việc phối hợp một cách nhuần nhuyễn công kích linh phù phòng ngự linh phù cùng với khống chế linh phù cần tính toán sao cho dùng lượng tiêu hao nhỏ nhất mà vẫn bắt được địch nhân nhưng linh lực của phí võ cực kỳ cường thịnh hơn nữa năng lực ứng biến khi lâm trận của hắn ta hình như hơi có một chút khuyết điểm cho nên cái hắn ta am hiểu nhất chính là dùng lượng lớn linh phù công kích để áp chế địch nhân nghe vậy phương trần sửng sốt năng lực ứng biến khi lâm trận của hắn ta có chút khuyết điểm ư phương trần bỗng bừng tỉnh hắn hiểu rồi điều này có nghĩa là tuy rằng phí võ có thiên phú tốt nhưng hắn ta quá ngu dốt thế nên hắn ta chỉ có thể dựa vào hỏa lực áp chế đối phương khương ngưng y nói hiện giờ mặc dù tu vi của phí võ là kim đan nhu phẩm nhưng nếu sư huynh muốn đánh bại được phí vũ thì ta nghĩ hẳn đó cũng không quá nhiều sức lực đâu nàng cũng đã thấy được tu vi kim đan tam phẩm cực kỳ mạnh mẽ trên người phương trần mặc dù nói tốc độ đột phá của tu vi như vậy là cực kỳ lạ lùng nhưng khương ngưng y nghĩ đến tốc độ đột phá tu vi của bản thân nàng cũng không khác mấy thế nên nàng cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa phương trần đồng tình gật đầu quả thật là như thế khương ngưng y tiếp tục nói còn nói về tôn đàm thì nàng ta là người duy nhất am hiểu về đánh cận chiến trong xích tôn sơn chúng ta năng lực thể tu của nàng ta cực kỳ mạnh chiêu thức công kích mạnh nhất chính là nắm đấm của nàng ta việc chiến thắng nàng ta thì ta cảm thấy hẳn là không khó phương trần gật đầu lúc trước khi tu vi của hắn còn ở trúc cơ thì hắn vẫn chưa đủ khả năng đánh lại nàng ta nhưng hiện tại thì chắn chắn hắn đánh một trận sẽ không cần tốn nhiều sức lực lúc này giọng điệu của khương ngưng y trở nên hơi nặng nề còn về phần ngô mị đạo pháp mà hắn ta am hiểu tên là vong mị đao ngươi đừng thấy tu vi ngô mị mới chỉ dừng ở trúc cơ đỉnh phong mà coi thường nếu như hắn ta đã sớm có chuẩn bị, ngày mai chỉ sợ hắn ta có thể bộc phát ra chiến lực cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên, khả năng hắn ta cũng có một hai đao mà thôi. Nhưng nếu như ngươi sơ xuất thì cũng có khả năng thất bại. Phương Trần sửng sốt, ngô sư đệ này lợi hại như vậy sao? Rốt cục vong mị đao này của hắn là thứ gì vậy? Giờ bỗng nhiên nhớ tới đôi mắt đen láy trên gương mặt trắng bệch của ngô mị, Phương Trần cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Chưa xét đến những cái khác, mới chỉ xét riêng vẻ ngoài này của hắn ta thôi cũng đủ tạo thành công kích tinh thần cho đối phương rồi. U mờ mờ, nghe Phương Trần hỏi như thế, phản ứng đầu tiên của Khương Ngưng Y là trầm ngâm, sau đó vẻ mặt nàng tỏ ra hơi cổ quái. Nàng nói: Kỳ thật rất nhiều người lén lút gọi môn đao pháp Vong Mị Đao này là đao pháp ngủ không ngon. Phương Trần hửng, ngươi nói như vậy có nghĩa là như thế nào? Khương Ngưng Y nói: Sư tôn ta đã từng nói với ta khi hám trưởng lão ngộ ra môn đao pháp này là lúc hắn ta còn đàn ở luyện khí kỳ bởi vì lúc chúng ta còn ở luyện khí kỳ thì chúng ta vẫn cần phải dùng giấc ngủ để tĩnh dưỡng cho nên khi đó hám trưởng lão thường xuyên ngủ cho đến một ngày đêm trước trận đấu cuối cùng của hắn ta ở ngoại môn đại hội hắn ta căng thẳng quá mức không có cách nào tĩnh tâm nhập định tu luyện mà cũng không ngủ được đến tận khi bình minh ló dạng hắn ta mới nửa tỉnh nửa mê man mà ngủ mới vào giấc ngủ không bao lâu hám trưởng lão liền bị người khác đến đánh thức lôi hắn ta đi tham gia đại hội ngoại môn mà khi đó dưới tình huống ngủ không đủ hám trưởng lão rơi vào một loại trạng thái cực kỳ nóng này vì thế mỗi một đao hắn ta chém ra đều bộc phát ra sức mạnh kinh người cuối cùng dễ dàng đoạt được thắng lợi chính vì thế bắt đầu từ giây phút đó dường như hám trưởng lão đã tìm ra được phương thức tu luyện đao đạo hoàn toàn mới hắn ta thường xuyên để cho bản thân rơi vào tình trạng tinh thần suy sụp sau đó mới tiến hành luyện đao mỗi đao đều mang theo một sức mạnh phi thường cũng vì nguyên nhân này mà từ đó trở đi tu vi của hắn cũng tiến vào một trạng thái tiến bộ nhanh đến chóng mặt sau khi nghe khương ngưng y kể phương trần cảm thấy cực kỳ chấn động khó có thể tin được mẹ no chứ hóa ra trạng thái tinh thần làm người ta dùng mình của hám vô miên và ngô mị là như vậy mà thành hay sao cái này gọi là vong mị đao ư đây rõ ràng nên gọi là đao pháp gắt ngủ mà trong lòng phương trần hiểu rõ nếu như hắn cũng mang theo một bụng sự tức giận gắt ngủ lúc nghỉ ngơi không tốt thì đừng nói đối thủ là ai đến cả đạm nhiên tông hắn cũng chém thành hai nửa cho coi các tu tiên giả bình thường đều là dựa vào nhập định tu luyện để điều dưỡng tinh thần của bản thân. Khi hấp thu linh khí, tinh thần của họ cũng sẽ dần dần hòa hoãn. Tuy rằng giấc ngủ cũng có thể điều dưỡng tinh thần, nhưng không thể hấp thu linh khí. Chính vì lý do này mà nhiều người dần dần từ bỏ lựa chọn lãng phí thời gian để đi ngủ. Cũng chỉ có những kẻ như Dực Hung và Phương Trần, một kẻ dựa vào huyết mạch, một người dựa vào hệ thống mới có thể ngày nào cũng đi ngủ như vậy. Nhưng Phương Trần không nghĩ tới Hám Vô Miên lại tàn nhẫn đến như vậy, hắn ta không tu tiên không ngủ, ngày nào cũng thức đêm luyện đao đúng không? Khó trách mỗi ngày trông hai người đó đều giống như người chết vậy. Phương Trần ngừng rung động, nhịn không được bắt đầu suy tư, hỏi, như vậy. Cách này có từng được phổ cập cho toàn bộ tông môn chưa? Khương Ngưng Y trầm mặc một lát, lập tức nói, có một bộ phận đệ tử đã từng chủ động yêu cầu tu luyện, nhưng hiệu quả không tốt. Trước tiên không đề cập tới tu vi có tiến triển hay không, dù sao nghe sư phụ ta nói, sau khi bọn họ luyện ba ngày, tinh thần đều tan rã như bị thiên ma chiếm hữu, trước mắt chỉ có ngô mị còn có thể duy trì trạng thái như người bình thường phương trần nghe nói như thế suýt chút thì căng thẳng ngay cả dáng vẻ như tính mạng ngàn cân treo sợi tóc của ngô mị cũng có thể gọi là người bình thường sao khương ngưng y hiển nhiên cũng cuồng ma thích tu luyện nàng nói ta đã từng muốn thử tu luyện tuy nhiên sư phụ của ta nói ta không nên lãng phí thời gian phương trần khoát khoát tay lời nói thấm thía đích thật là lãng phí thời gian có một số phương thức tu luyện không bình thường không được thử thiên tài kiếm đạo tu luyện vong mị đao làm cái gì đây là tự hủy tương lai trên gương mặt xinh đẹp của khương ngưng y lộ ra vẻ rất tán thành gật đầu nói đúng có điều tuy nói phương thức tu luyện của hám trưởng lão có hơi kỳ lạ nhưng thực tế thì cũng không tính là quá bất bình thường phương trần kinh ngạc nói như vậy còn chưa tính là không bình thường sao khương ngưng y ử một tiếng ta nghe qua phương thức tu luyện càng không bình thường phương thức gì phương trần xứng sở khương ngưng y nhìn phương trần lộ ra vẻ cổ quái nói ta từng nghe người ta nói qua ở nhược nguyệt cốc có một lão giả thần hồn hỗn loạn cả ngày hỏi thăm người khác có thể mọc lại tứ chi hay không nói phải xé bỏ tứ chi tiến hành luyện thể như vậy mới có thể thành tựu đại đạo phương trần khương ngưng y còn tưởng rằng phương trần cũng bị phương thức tu luyện này kỳ hoa hù dọa bật cười nói có phải so sánh với cái này thì vong mị đao của hám trưởng lão cũng khá bình thường không phương trần đúng khương ngưng y thấy sắc mặt của phương trần có vẻ hơi ngơ ngác nhịn không được bật cười sư huynh ngươi bị cách này làm khiếp sợ sao Phương Trần gượng cười hai tiếng, ha ha, ha, xem như thế đi. Khương Ngưng Y tiếp tục nói, ta từng muốn đi nhược nguyệt cốc kiến thức một chút. Nhưng sư phụ ta bảo ta đừng đi, nói đừng đi quấy dày vị tiền bối thần bí này. Còn nói bọn họ từng muốn liên thủ xua đuổi vị tiền bối này, nhưng tổ sư từng phát lệnh, bất kỳ người nào cũng không được ra tay với vị lão giả thần bí này. Còn nói hắn là một nhân vật hết sức mạnh mẽ, chỉ là hiện nay đang rơi vào hỗn loạn mà thôi. Khi đó ta liền biết, chỉ sợ vị tiền bối này có uy năng lớn lao, Công pháp trong miệng ông ấy nói không chừng cũng là thật, chỉ là không phải những người bình thường như chúng ta không thể tu luyện mà thôi. Nghe đến đó, Phương Trần không nhịn được phụ họa, đúng vậy, trong mắt của ta. Nếu thực sự có người có thể tu luyện loại công pháp yêu cầu nắm giữ năng lực mọc lại tứ chi bực này, nhất định là một thiên tài tuyệt thế vô song. Khương Ngưng Y không có phát giác cái gì không đúng. Gật đầu theo, hẳn là như thế. Sau khi hai người nói xong đề tài về lễ phục, đã dần dần đi tới giữa sườn núi, động phủ của Phương Trần đã đập vào mi mắt đã đi tới đây, Phương Trần không có lý do không mời đối phương, muốn đi vào ngồi một chút không? Được, Khương Ngưng Y gật đầu, nàng cũng không phải là chưa từng tới, đẩy cửa ra, hai người sóng vai đi vào. Phương Trần cười híp mắt nói, đợi lát nữa, ta có thể cho sủng thú của ta lấy linh trà mà tổ sư cho nó ra cho người uống. Khương Ngưng Y sững sờ, không nhịn được hỏi, sủng thú. Sư huynh nói là con hổ yêu hung tàn kia sao? Đúng, chính là nó, nó tên là Dực Hung. Phương Trần hơi do dự trả lời, nghĩ thầm, đã rất lâu không có ai liên hệ hai từ hung tàn này với dực hung khương ngưng y giật mình lập tức lộ ra vẻ mặt có vẻ không thiện cảm cho lắm ấn tượng của nàng về dực hung còn dừng lại ở hình ảnh lần trước đối phương đã thương phương trần đối với nàng chuyện dực hung mai phục mình chỉ là chuyện nhỏ nếu không có âm dương lô dực hung có chín cái mạng cũng không đủ cho nàng giết nhưng hình ảnh dực hung từ trên trời giáng xuống vỗ một trưởng vào người phương trần đến bây giờ nàng vẫn khó có thể quên đây cũng là lý do tại sao thần sắc của nàng lại bất thiện nhưng nếu muốn nàng đằng đằng sắc khí báo thù vậy cũng không thể nào bây giờ dực hung đã là sủng thú của phương trần nàng hiển nhiên sẽ không rút kiếm đối mặt trên gương mặt xinh đẹp của khương ngưng y lộ ra vẻ hiếu kỳ dò hỏi có điều là vị tổ sư nào cho dực hung linh trà phương trần lăng tổ sư khương ngưng y kinh ngạc phụ thân của uyển nhi sao đúng phương trần gật đầu đồng thời thầm nghĩ khương ngưng y cũng biết vậy xem ra chỉ có mỗi mình lăng uyển nhi là không biết mình bị lừa sao thợ mỏ này thật không biết làm người mà. Sau đó, Khương Ngưng Y đột nhiên sùng bái nói, có điều, sư huynh, lần trước ta đã muốn nói, ngươi thật lợi hại. Ừm, Phương Trần sững sờ, lập tức cái eo vô ý thức thẳng tắp, hiếu kỳ và kiêu ngạo hỏi. Ta lợi hại chỗ nào? Khương Ngưng Y nói, nghe kiếm tổ sư và sư phụ ta, còn có hoa trưởng lão nhất trí đánh giá, bọn họ đều nói, tính cách của lăng tổ sư không tốt nắm lấy, thích cố lộng huyền hư, hỉ nộ vô thường. Phương Trần, Ngưng Y à, hiện ta thật sự muốn chặn miệng của ngươi lại đây là đạm nhiên tông ngươi đừng đùa với lửa khương ngưng y tiếp tục nói hơn trăm năm nay trên dưới cả tông cơ hồ không có ai có thể vào pháp nhãn của tổ sư không nghĩ tới sư huynh ngươi vậy mà có thể được tổ sư tán thành ngay cả sủng thú cũng có thể được ban thưởng linh trà có thể hiểu được sư huynh ngươi đến cùng lợi hại đến mức nào lời này của khương ngưng y là phát ra từ phế phủ ai cũng biết lăng tu nguyên nhìn như hiền hòa không cổ quái vô thường giống như tổ sư khác nhưng kỳ thực nhất là người khó đoán nhất nghe người ta nói còn hơi thù dai nhưng phương trần có thể được lăng tu nguyên coi trọng như thế đủ để chứng minh thiên phú của phương trần đến cùng lợi hại đến mức nào phương trần xoa xoa mồ hôi đổ trên thái dương cười khan một tiếng may mắn may mắn có thể là bởi vì ta vừa văn gặp phải lăng tổ sư lúc ngài ấy có tâm trạng tốt trong lòng của hắn có chút buồn bực lăng tổ sư ưa thích làm ra vẻ cao siêu sao nhưng mỗi lần giải thích chuyện cho mình đều giải thích rất rõ ràng nha cũng có khả năng khương ngưng y gật đầu như có điều suy nghĩ có thể là uyển nhi ra đời hắn trở nên nhân từ rộng lượng được rồi chúng ta không đề cập tới hắn tiến đến ngồi đi phương trần vì phòng ngừa khương ngưng y tiếp tục nghị luận về tổ sư đẩy nàng tiến vào đại sảnh đi vào phòng khách chính phương trần nói rực hung vừa mới nói xong trong đại sảnh yên tĩnh đi đâu rồi lông mày của phương trần nhất thời nhíu lại đang định dùng thú nô ấn cưỡng ép gọi đối phương tới nhưng lúc này một nhánh cây đột nhiên nhảy tới từ dưới đất phương trần nhất thiên tam đến rồi thấy nhất thiên tam Khương Ngưng Y lập tức ý thức được đây là một thụ yêu tàn khuyết. Trực kinh ngạc nói, Phương Sư Huynh, đây cũng là sủng thú của ngươi sao. Phương Trần nói, đúng, đây là nhất thiên tam, nhất thiên tam, tên thật kỳ cục. Khương Ngưng Y nở nụ cười, tới gần nhất thiên tam, do hỏi, chào ngươi, nhất thiên tam, nhất thiên tam rất lễ phép hỏi thăm. Chào ngươi, xin hỏi ngươi là ai? Khương Ngưng Y bị sự chân thành không hề ẩn giấu trong lời nói của nhất thiên tam đả động, lại cảm thấy đối phương có vẻ đáng yêu, không nhịn được mặt mày vui vẻ đáp lại ta tên là khương ngưng y ta là sư muội của phương sư huynh nhất thiên tam lập tức sửa lời nói chào ngươi khương ngưng y xin hỏi phương sư huynh là ai khương ngưng y sững sờ hả à, phương trần hậm hực đi tới phương sư huynh là ta nàng là sư muội của ta nói xong hắn nói với khương ngưng y sủng thú này của ta vừa mới tỉnh lại chưa được mấy ngày không được bình thường thật có lỗi trên gương mặt xinh đẹp của khương ngưng y lộ vẻ giật mình thì ra là thế a à, nhất thiên tam bừng tỉnh đại ngộ cũng nói với khương ngưng y thật có lỗi khương ngưng y ta vừa tỉnh lại chưa được mấy ngày không được bình thường phương trần hiện tại hắn cực độ hoài nghi nhất thiên tam căn bản không biết mình không bình thường chẳng qua là vì theo mình nên mới nói như vậy khương ngưng y thấy nhất thiên tam nói như thế không khỏi bật cười nói nhất thiên tam không sao còn có ngươi gọi ta là khương khương là được rồi tiểu hoa vương cũng gọi nàng là khương khương nàng cảm thấy nhất thiên tam cũng có thể xưng hô với mình như vậy mà nhất thiên tam nghe nói như thế nhất thời sững sờ không nhịn được hỏi tại sao ta phải gọi ngươi là khương khương không phải ngươi tên là khương ngưng y sao khương ngưng y khương ngưng y không nghĩ tới nhất thiên tam không được bình thường trong miệng phương trần vậy mà lại không bình thường đến như vậy phương trần đi đến bên cạnh khương ngưng y trên miệng nói khương khương là tên mụ của ngưng y nàng bảo ngươi gọi tên mụ của nàng đại biểu cho nàng muốn làm bạn tốt với ngươi biết không nhất thiên tam bừng tỉnh đại ngộ thì ra là như vậy sau đó hắn cao hứng bừng bừng nói với khương ngưng y ta đã biết khương khương bây giờ ta và ngươi là bạn tốt vậy là tốt rồi khương ngưng y mỉm cười tuy quá trình trao đổi này có chút long đong nhưng kết quả vẫn rất tốt lúc này nhất thiên tam lại nói vậy ta muốn đặt tên mụ cho mình được không các ngươi đều là dùng chữ thứ nhất trong tên làm tên mụ vậy ta gọi là nhất nhất khương ngưng y mỉm cười nhất nhất chào ngươi nhất thiên tam cũng rất vui vẻ khương khương chào ngươi phương trần bĩu môi không nói chuyện kỳ thật hắn cảm thấy nhất thiên tam càng tốt hơn lúc này nhất thiên tam lại hỏi phương trần phương trần ta có thể gọi ngươi là phương phương không phương trần nghe vậy thì như là gặp phải quỷ toàn thân đều để lộ ra bộ dạng kháng cự không thể vì sao ngươi lại gọi ta như vậy nhất thiên tam hỏi bởi vì không phải gọi tên mụ đại biểu cho bằng hữu tốt sao phương trần không đổi sắc mặt nói tên mụ của ta không phải phương phương nhất thiên tam nghi hoặc hỏi như vậy tên mụ của ngươi là cái gì trần trần sao phương trần không nên ác tâm như vậy, tên mụ của ta cũng là Phương Trần. Nhất thiên tam bừng tỉnh đại ngộ, ồ, thì ra tên và tên mụ cũng có thể giống nhau sao? Vậy ta đã hiểu, sau khi nhất thiên tam ghi lại thứ kiến thức không nhất định sẽ hữu dụng này xong, hắn lại tiếp tục suy một ra ba hỏi thăm, như vậy rực hung thì sao? Tên mụ của hắn là rực rực, hay là hung hung, hay cũng giống như người? Phương Trần thuận miệng qua loa nói, tên mụ của hắn là rực mưu. Nhất thiên tam lại tăng thêm kiến thức, thì ra là thế, tên mụ còn có thể là tên khác lúc nhất thiên tam đang học tập phương trần đã ngồi xuống cùng khương ngưng y khương ngưng y tiện tay đặt yên cảnh ở trên mặt bàn mà nhất thiên tam đang đứng lúc hai người dự định tiếp tục nói chuyện trời đất nhất thiên tam đột nhiên nhìn yên cảnh tò mò hỏi ngươi tên là gì khương ngưng y thấy thế thì nhịn không được cười khẽ nhất thiên tam tuy có vẻ hơi thiên chân vô tà nhưng lại thật sự là một thụ yêu yêu quý giao hữu đối xử với thế giới bằng thái độ hữu hảo và chân thành so sánh với những tiền bối thụ tinh chỉ muốn đuổi người ra khỏi vườn hoa cỏ mà nàng từng thấy Thái độ của Nhất Thiên Tam với con người thật sự tốt hơn rất nhiều. Sau đó, Khương Ngưng Y đang định tự giới thiệu cho phi kiếm của mình. Ai ngờ, sau khi Nhất Thiên Tam nói xong, bên ngoài hắn bỗng nhiên lóe qua một tia sáng nhàn nhạt, nhạt, ngay sau đó hưu một tiếng bay ra từ bên ngoài thân thể Nhất Thiên Tam, hóa thành ánh sáng. Ngay sau đó lại hòa vào bên trong yên cảnh bằng tốc độ mà ai cũng không kịp phản ứng. Tình cảnh này rơi vào trong mắt Phương Trần và Khương Ngưng Y, lập tức khiến sắc mặt hai người đại biến. Tình huống như thế nào? Phương Trần kinh ngạc. Đây chính là phi kiếm của Khương Ngưng Y, Nhất Thiên Tam làm cái gì với nó? Nếu thanh phi kiếm bị hư thì sao bây giờ? Khương Ngưng Y cũng kinh ngạc, đây chính là phi kiếm của mình, sát tính cực nặng. Nếu bị dọa đến mức một kiếm bay ra ngoài chặt Nhất Thiên Tam thành hai khúc thì sao bây giờ? Nhưng trong lúc hai người lo lắng, Yên Cảnh lại đột nhiên hơi ra khỏi vỏ, chỉ lộ ra gần nửa đoạn lưỡi kiếm sáng như tuyết, lúc lưỡi kiếm nhô ra, trong đó đồng thời truyền đến một âm thanh hời hợt, ta tên là Yên Cảnh. Khương Ngưng Y thấy thế thì đồng tử co rụt lại khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi, chuyện này, đây là kiếm linh của Yên Cảnh ra đời ư? Nhưng, sư phụ rõ ràng đã nói với mình, bây giờ tuy Yên Cảnh đã có linh tính, nhưng nếu muốn sinh ra kiếm linh chính thức, ít nhất còn cần 50 năm tế kiếm, dưỡng kiếm, hơn nữa, chuyện 50 năm có thể xuất hiện kiếm linh, còn là trong tình huống vận khí vô cùng tốt mới xảy ra. Nhưng bây giờ, sau dưới một tia sáng của nhất thiên tam, Yên Cảnh lại xuất hiện kiếm linh rồi, chuyện này không khỏi quá mức kinh người. Mà Phương Trần cũng khiếp sợ chừng lớn hai mắt lúc trước khương ngưng y từng nói với hắn linh tính của yên cảnh đã dần dần đủ còn từng biểu đạt ý nghĩ muốn được ra ngoài hít không khí với khương ngưng y cho nên hắn cũng biết kiếm này sẽ sinh ra kiếm linh nhưng theo tình cảnh trước mắt rất hiển nhiên là nhất thiên tam đẩy nhanh quá trình thành thục của yên cảnh chuyện này khiến phương trần cảm thấy cực kỳ thật không thể tin được thì ra nhất thiên tam hình như thật sự có tác dụng nhất thiên tam không có phát hiện hai người khiếp sợ chỉ vui vẻ nói với yên cảnh yên cảnh chào ngươi giọng điệu của yên cảnh vẫn hời hợt như cũ chào ngươi nhất thiên tam nhất thiên tam lại là tò mò hỏi ta còn chưa có tự giới thiệu đâu vì sao ngươi biết ta tên là nhất thiên tam yên cảnh trả lời vừa rồi ta nghe được thì ra là thế nhất thiên tam bừng tỉnh đại ngộ chợt nói vậy chúng ta có thể trở thành bạn bè không nếu chúng ta là bạn tốt ngươi sẽ có thể gọi tên mụ của ta nhất nhất ta cũng có thể gọi tên mụ của ngươi ừm yên cảnh tên mụ của ngươi là gì yên cảnh trả lời chúng ta có thể trở thành bạn tốt, nhất nhất, tuy nhiên ta không có tên mụ, ngươi gọi ta yên cảnh là được. Kỳ thật, gọi tên thật cũng có thể là bạn tốt, nhất thiên tam nói. Thì ra là thế, Phương Trần thấy nhất thiên tam lại học được kiến thức mới, nhất thời bị trần kinh. Yên cảnh này thật sự là vừa sinh ra sao? Trả lời đâu ra đấy như vậy, IQ này tựa hồ còn cao hơn nhất thiên tam không ít. Lúc này, yên cảnh vừa cảm kích nói, cảm tạ ngươi, nhất nhất, cảm ơn ngươi trợ giúp ta linh tính của ta vốn còn cần chủ nhân dưỡng dục rất lâu nhưng bởi vì sự trợ giúp của ngươi ta ra đời linh trí sớm hơn nhất thiên tam nghe nói như thế thì sững sờ nói ta trợ giúp ngươi sao yên cảnh trầm mặc nửa ngày chợt ngẩn ngơ nói không phải ngươi trợ giúp ta sao nhất thiên tam mơ màng nói không có ta có làm cái gì à yên cảnh nó đột nhiên nói không nên lời phương trần thấy kiếm cũng phải im lặng vì nhất thiên tam bỗng cảm giác đau đầu vuốt vuốt mi tâm cái tên này không có phát hiện mình giúp in cảnh ra đời linh trí sao lúc này khương ngưng y đột nhiên truyền âm nói phương sư huynh chẳng lẽ là nhất thiên tam tạm thời không có phát hiện mình có năng lực phương diện này phương trần mơ hồ truyền âm nói lời này của ngươi ý nói là vừa rồi hắn là không để ý một chút đã gọi kiếm linh ra rồi khương ngưng y nghe nói như thế thì trầm mặc nửa ngày lại truyền âm nói có lẽ là vậy phương trần hắn nghe qua câu làm việc tốt không lưu danh nhưng hắn là lần đầu gặp phải làm việc tốt không chú ý lúc này sau khi Nhất Thiên Tam suy tư nửa ngày, nói với Yên Cảnh: "Yên Cảnh, ta nghĩ không ra ta đến cùng làm cái gì, cho nên ta không thể nhận lời cảm ơn của ngươi, mời ngươi thu lại đi." Giọng nói Yên Cảnh mê mang: "Thu lại? Cũng không cần thu lại chứ." Nhất Thiên Tam cự tuyệt: "Không được, ta không thể không công nhận lấy bất luận một câu cảm ơn nào, như vậy ta sẽ bất an." Yên Cảnh đành phải theo Nhất Thiên Tam, nói: "Như vậy nhất nhất, ta thu hồi lời cảm ơn của ta, như thế ngươi an lòng chưa?" Nhất Thiên Tam vui vẻ nói: cảm ơn ngươi yên cảnh yên cảnh không cần cảm ơn phương trần nghe xong lần đối thoại này trong lúc nhất thời lại không biết nên dùng từ ngữ gì để mô tả nhất thiên tam vì phòng ngừa nhất thiên tam tiếp tục nổi điên ở chỗ này hắn nói nhất thiên tam hiện tại ta cho ngươi một nhiệm vụ ngươi đi tìm dực hung nhất thiên tam nói dực hung nói hắn không ở nơi này phương trần khương ngưng y được rồi nghĩ đến tên dực hung này có thể là không dám gặp khương ngưng y phương trần cũng không tiện cưỡng ép dực hung đi ra rồi nói được rồi ta đã biết, vậy bây giờ ngươi trở về phía sau tắm suối nước nóng nghỉ ngơi đi, nhất thiên tam, được, cảm ơn Phương Trần. Nói xong, hắn vừa định đi, lại dừng lại, hỏi, vậy Phương Trần, Khương Khương, Yên Cảnh, các ngươi muốn tắm suối nước nóng không? Chúng ta có thể cùng đi, gương mặt của Khương Ngưng Y lập tức đỏ lên phôn phốt, ánh mắt nhịn không được nhìn thoáng qua Phương Trần. Lời này sẽ không phải là sư huynh dạy hắn nói chứ. Chẳng lẽ sư huynh mời ta vào phủ cũng là vì ý nghĩ thế này? Phương Trần cảm giác nhạy bén, cũng chú ý tới ánh mắt của Khương Ngưng Y. Giờ khắc này, hắn lập tức ý thức được cái gì, sắc mặt tái xanh. Vội vàng nói, nhất thiên tam chính là như vậy, quá hiếu khách, mỗi lần có chuyện tốt gì đều sẽ nghĩ đến mọi người cùng nhau tận hưởng. Khương Ngưng Y nghe vậy, gương mặt xinh đẹp càng đỏ hơn, vội vàng phụ họa nói, đúng vậy, ta thấy nhất thiên tam xác thực đối xử với người rất tốt. Đồng thời, trong nội tâm nàng âm thần tự mắng mình một hồi, sao có thể phỏng đoán sư huynh như thế chứ? Nhất thiên tam không biết hai người suy nghĩ gì, chỉ vui mừng nói, cảm ơn các người khích lệ. Vậy chúng ta có cùng đi không? Hai người cùng nhau cự tuyệt nói, không cần. Lúc này Nhất Thiên Tam mới giật giật trên mặt đất nhảy đi xuống suối nước nóng ở hậu viện. Khi đến bên cạnh ao suối nước nóng, Nhất Thiên Tam trực tiếp nhảy vào. Lúc rơi vào đáy ao ấm áp, Nhất Thiên Tam lập tức phát hiện một lão hổ hai màu trắng đen đang hầm hầm nhìn mình. Ách, Nhất Thiên Tam vừa định nói chuyện, Dực Hung đã trực tiếp ôm lấy toàn thân của hắn. Hắn không biết miệng của Nhất Thiên Tam ở nơi nào, cho nên che không được miệng của hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này ngăn cản hắn phát ra tiếng để phòng ngừa khiến cho hai người bên ngoài chú ý sau khi dực hung ôm lấy nhất thiên tam lập tức cắn răng nghiến lợi truyền âm nói truyền âm cho ta vừa rồi ta đã dạy cho ngươi bây giờ nhất thiên tam đã có tu vi truyền âm là không có vấn đề lúc này nhất thiên tam mới ngoan ngoãn truyền âm nói dực mưu tại sao ngươi lại nhìn ta tức giận như vậy dực hung nghiến răng nghiến lợi nói cút đừng gọi ta dực mưu tên phương trần khốn kiếp này thật quá đáng nhất thiên tam nhất thời ủy khuất nói đây không phải tên mụ của ngươi sao dực hung hừ một tiếng tên mụ của ta không phải dực mưu tên mụ của ta là hổ đế phẩm uy mãnh vô song đệ nhị tổ tương lai của yêu giới nhất thiên tam cả kinh nói ồ tên mụ còn có thể dài như vậy sao có thể ngắn một chút không ngươi cảm thấy hổ tổ thế nào dực hung vốn cảm thấy con hàng này quá khinh người tên mụ còn có thể rút ngắn sao nhưng sau khi nghe đến hổ tổ hắn nhất thời sững sờ chờ thân sắc bất thiện nói được nhất thiên tam lập tức vui vẻ nói hổ tổ dực hung thỏa mãn khẽ vuốt cằm chợt cảm thấy không đúng nhất thời giận dữ nói đừng tưởng rằng ngươi gọi ta như vậy thì ta sẽ vui vẻ ta không để yên cho ngươi ai bảo ngươi nói với phương trần ta nói ta không ở đây dực hung muốn trốn đi là bởi vì sợ hãi khương ngưng y dù sao thì đó cũng là người mà hắn đã từng muốn giết cho nên hắn lập tức trốn đi mà bây giờ hắn đã là kim đan dưới tình huống khương ngưng y và phương trần không có đào sâu ba thước đất vậy thì muốn tìm thấy hắn là chuyện không thể nào. Cho nên, Dực Hung cảm thấy mình trốn đi không có vấn đề. Chỉ là phòng ngừa Phương Trần tìm đến, đây mới là lý do hắn phái tiểu đệ nhất thiên tam của mình ra ứng phó Phương Trần. Ai biết nhất thiên tam lại không hợp thói thường như thế. Nhất thiên tam thấy Dực Hung chất vấn mình thì sững sờ. Nói, không phải ngươi sao, Dực Hung cảm giác mình sắp điên như tiền bối lệ phục. Ta bảo ngươi nói với hắn ta không ở đây, không có bảo ngươi nói những lời này là ta nói. Lúc này nhất thiên tam mới cả kinh nói, những lời này là ngươi nói. Không thể nói điều này sao, vậy ta ra ngoài nói lại với Phương Trần một lần nữa. Nhất Thiên Tam nói xong, vừa định đi ra, đã bị Dực Hung cưỡng ép kéo lại. Dực Hung chừng mắt liếc hắn một cái, đủ rồi, thành thành thật thật đợi ở chỗ này cho ta. Nhất Thiên Tam nói, được rồi, hổ tổ, tuy nhiên ngươi không cảm thấy tiếc nuối sao. Bên ngoài có bạn mới, là Khương Khương và Yên Cảnh. Ta có thể giới thiệu cho ngươi biết, Dực Hung cự tuyệt, không muốn. Nhất Thiên Tam, vì sao, Ngươi không thích kết giao bằng hữu sao? Dực Hung nghe mà phiền, cả giận nói, ngươi lại nói tiếp thử xem. Nhất Thiên Tam nghi ngờ nói, ta không nói chuyện nha, ta đang truyền âm. Dực Hung nhất thời lộ ra thần sắc thống khổ, đại sảnh. Sau khi Nhất Thiên Tam rời đi, Khương Ngưng y lại nhịn không được nhìn thoáng qua Phương Trần. Thân thể mềm mại ngồi thẳng có vẻ hơi lúng túng căng thẳng, nói, Nhất Thiên Tam thật đặc biệt, phỏng đoán Phương Trần như thế khiến cho nàng có chút xấu hổ. Ha ha, đúng vậy. Phương Trần hít một hơi, nói sang chuyện khác đặt câu hỏi với Yên Cảnh. Đúng rồi, Yên Cảnh, ngươi biết vừa rồi xảy ra chuyện gì không? Tuy Yên Cảnh vừa mới sinh ra, nhưng đầu óc thật sự tốt hơn Nhất Thiên Tam rất nhiều. Vừa xuất hiện, đã biết là Nhất Thiên Tam trợ giúp mình. Hỏi Yên Cảnh, khả năng càng ổn thỏa hơn hỏi Nhất Thiên Tam. Phương Trần đầu tiên là dùng lý do tìm dực hung rồi sử dụng lý do tắm suối nước nóng để đuổi Nhất Thiên Tam đi. Là vì sợ Nhất Thiên Tam ở chỗ này thêm chút nữa sẽ hỏi ra 10 vạn câu hỏi vì sao, cho nên để cho tên này rời đi sớm. Yên Cảnh nói, Phương Sư Huynh, ta biết một chút. Phương Trần sững sờ, ngạc nhiên nói, tại sao ngươi lại xưng hô ta như vậy? Yên cảnh chậm rãi nói, chủ nhân gọi ngài là Sư Huynh, ta là kiếm linh của chủ nhân, dĩ nhiên cũng phải gọi theo chủ nhân. Thấy Yên cảnh hiểu chuyện như thế, Khương Ngưng y nhị không được lộ ra vẻ kinh ngạc, lại vui sướng vì sự may mắn của mình. Nghe sư phụ nói, xem như là kiếm linh, cũng có phân chia cao thấp. Một số phi kiếm, dù cho sinh ra kiếm linh, nhưng bởi vì kiếm linh ngu dốt, sau khi sinh ra có lẽ còn cần được chủ nhân dốc lòng dạy bảo mới có thể trưởng thành trở thành kiếm linh thông tuệ nhưng có một số phi kiếm vận may vô cùng tốt kiếm linh của nó lại có thể bắt đầu học tập trong quá trình chủ nhân bồi dưỡng nó sau khi triệt để sinh ra kiếm linh này không cần bất luận sự dạy bảo gì đã có thể trưởng thành cùng chủ nhân chiến đấu rất hiển nhiên yên cảnh là loại thứ hai phương trần cũng hâm mộ yên cảnh này quá thông minh không chỉ cao hơn nhất thiên tam một cấp bậc hắn nhịn không được nói vì sao ngươi có thể thông minh như vậy nhất thiên tam nhà ta cũng không được như vậy khương ngưng y thấy thế nhị không được nói chuyện vì nhất thiên tam sư huynh tình huống của hắn khác với yên cảnh yên cảnh kỳ thật cũng là trải qua trải qua thời gian bồi dưỡng rất lâu mới được như thế nói xong khương ngưng y lại giải thích sự khác nhau của kiếm linh cho phương trần sau khi nghe xong phương trần ngẫm nghĩ nếu yên cảnh đã học tập thời gian dài hơn nhất thiên tam như vậy vậy thì có được trí thông minh như thế cũng không phải là không thể lý giải nghĩ tới đây nội tâm của phương trần được an ủi phần nào lập tức hắn lại hỏi thăm yên cảnh vậy yên cảnh vừa rồi nhất thiên tam đã làm gì với ngươi yên cảnh trả lời nhất thiên tam điểm hóa ta phương trần kinh ngạc điểm hóa thật sao thật yên cảnh nói mặc dù chính hắn cũng không phát hiện nhưng ta có thể cảm nhận được quả thực có công lao của hắn nghe được lời này phương trần lập tức cảm động dù tận mắt nhìn thấy những đốm sáng phát ra từ cơ thể nhất thiên tam nhưng hắn vẫn không thể tin rằng đây là điều mà nhất thiên tam có thể làm được điểm hóa là thứ có thể mở ra linh khí của pháp bảo là thuật pháp thần thông khiến cho hoa cỏ cây cối biến thành yêu ma tinh quái ở thế giới tu tiên điểm hóa có không ít thuật pháp thần thông cũng có rất nhiều loại năng lực chẳng hạn như sư tôn của khương ngưng y để cho khương ngưng y nuôi dưỡng yên cảnh đây chính là một thuật pháp của điểm hóa chỉ là cần rất nhiều thời gian mà chỉ có thể điểm hóa với pháp bảo bản mệnh của chính mình mà cường giả ở cảnh giới càng cao đương nhiên sẽ có phương pháp gia tăng tốc độ khiến cho pháp bảo có linh tính và linh trí nhưng những điều này đòi hỏi rất nhiều tâm huyết cùng những yêu cầu hà khắc, tựa như những pháp bảo không có chút linh khí nào căn bản không thể nào điểm hóa, mà theo lời đồn, đỉnh cao của năng lực điểm hóa do thế giới chi thụ chưa bị đốn hạ vào năm đó nắm giữ. Năng lực điểm hóa của thế giới chi thụ mạnh đến khó tin, một đóa hoa không có chút linh khí nào, một con dao làm bếp mục nát làm bằng sắt, đều có khả năng hấp thụ ánh sáng điểm hóa của thế giới chi thụ hóa thành yêu, hóa thành khí linh. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là sau khi điểm hóa sẽ lập tức bất khả chiến bại bọn họ vẫn cần phải rèn luyện bản thân để trở nên mạnh hơn. Tuy nhiên, năng lực điểm hóa có thể giúp cho rất nhiều pháp bảo mạnh sản sinh linh khí, mà sản sinh linh khí có thể khiến cho bất kỳ pháp bảo tăng thêm một cấp, vậy là đủ để chứng minh giá trị của nó rồi. Vì điều này, Phương Trần đã rất cảm động sau khi nhận ra rằng người thiểu năng trí tuệ ngoại trừ đặt câu hỏi thì vô dụng lại có kỹ năng này. Sau khi cảm động, Phương Trần bắt đầu mơ màng, lẩm bẩm, nếu là như vậy, chẳng lẽ nhất thiên tam với thế giới chi thụ có chút quan hệ sao? Ngươi là cây, ta cũng là cây ngươi có thể điểm hoa, ta cũng có thể điểm hóa. Bốn bỏ lên năm cũng không khác mấy, Phương Trần nghĩ đến đây nhất thời kích động. Tác dụng của thế giới chi thụ rất lớn, điểm hóa chỉ là một trong những tác dụng của nó. Tác dụng lớn nhất của nó chính là giúp con người trở thành tiên. Có tin đồn rằng, nhiều năm trước đây chỉ cần treo lên thế giới chi thụ là có thể trực tiếp đến được tiên giới. Thậm chí còn không cần độ lôi kiếp, Phương Trần cảm thấy nếu nhất thiên tam có quan hệ với thế giới chi thụ thì chẳng phải sau này có thể thông qua thứ này để đến tiên giới sao. Trong lúc Phương Trần đang hoang tưởng, Khương Ngưng Y nhỏ giọng nói, Sư Huynh, ảo tưởng quá mức như vậy có khả năng nảy sinh tâm ma. Phương Trần bị kéo về hiện thực, liếc nhìn nàng, lạnh lùng nói, ngươi nói hay thật. Khương Ngưng Y vừa như không nghe ra âm dương quái khí trong lời của Phương Trần, mỉm cười nói. Đa tạ Sư Huynh khen ngợi, trên thực tế, khả năng nắm giữ điểm hóa của nhất thiên tam thật sự làm người khác kinh ngạc. Nhưng vẫn chưa đạt đến cấp độ toàn thân phát ra tiên quang, điểm hóa chúng sinh như thế giới tri thụ. Người ta truyền rằng khi thế giới chi thụ còn là cây non đã có tu vi đại thừa đỉnh phong. Sau đó trong 7 ngày phá đất xuyên mây, thân cây rộng lớn vô biên, thương cổ bất tử, xuyên qua hai giới. Mà ba, bốn ngày trước nhất Thiên Tam tỉnh lại, khi trở về vẫn chỉ là một cây con, thậm chí năng lực mà mình đang nắm giữ còn không rõ. Sự chênh lệch này quả thật hơi lớn, được rồi, tạm thời không nhắc đến hắn nữa. Phương Trần tạm thời gác lại kỳ vọng nhìn thấy nhất Thiên Tam thành cây, sau đó hỏi yên cảnh, ngươi vừa mới thức tỉnh, có cần nuôi dưỡng không? Yên Cảnh đáp, "Không cần. Hôm qua chủ nhân ngộ ra tuyệt mệnh kiếm ý Kim Đan đỉnh phong, trợ giúp rất lớn với ta, cho nên trạng thái hiện giờ của ta rất tốt." Phương Trần, hắn không nhịn được nhìn Khương Ngưng Y, hai mắt trợn to, "Kim Đan đỉnh phong? Nghe vậy, trên khuôn mặt trắng nõn của Khương Ngưng Y hiện vài phần xấu hổ hiếm thấy, "Không, sư huynh, ngươi đừng nghe Yên Cảnh nói bậy, kiếm ý tuyệt mệnh vẫn còn sơ khai, còn chưa đạt đến trình độ Kim Đan đỉnh phong." Yên Cảnh bắt đầu sửa lỗi, "Đúng, chắc là khoảng chừng Kim Đan bát phẩm." chưa thắng được sự tồn tại của kim đan đỉnh phong nghe thấy những lời này khiến khương ngưng y muốn chết nàng không phải là người thích khoe khoang nàng chỉ có thể nhét in cảnh về vỏ kiếm cười khan với phương trần nói sư huynh ngươi đừng nghe nàng nói bậy kỳ thật kiếm ý của ta chỉ có thể coi là tầm thường phổ thông mà thôi phương trần ngươi có thành kiến với tầm thường phổ thông đúng không lập tức phương trần bỗng nhiên cảm thấy tổn thương và phiền muộn khương ngưng y đột phá kim đan chưa đầy 10 ngày phải không chiến lực lập tức tăng như vũ bão lên bát phẩm làm ẩu như thế sao còn có thiên lý sao thiên đạo không quản sao à đây là con gái của thiên đạo vậy thì coi như tôi chưa nói gì sau đó phương trần đột nhiên nhớ đến một chuyện lúc dực hung được hệ thống nhận định là khí vận chi tử hệ thống đã thông báo cho hắn biết kết cục vận mệnh ban đầu có thể phát sinh của dực hung lúc đó hệ thống từng nói sau khi khương ngưng y và dực hung lưỡng bại câu thương dực hung sẽ bị ám ảnh thiên ma thôn phệ hoàn toàn biến thành ma hổ mà vì để giết ma hổ khương ngưng y sẽ kích hoạt tuyệt mệnh kiếm ý nói cách khác. Kỳ thực, nếu như không phải mình gặp cơ duyên đánh bại rực hung, cứu được Khương Ngưng Y. Vậy có lẽ Khương Ngưng Y cần phải đạt được tuyệt mệnh kiếm ý cảnh giới kim đan trước 20 ngày. Nghĩ đến đây, Phương Trần càng thêm trầm mặc vì cảm giác mình là người kéo chân người khác. Hắn đột nhiên hiểu cảm giác cực kỳ mãnh liệt của người khác khi thấy tu vi của mình đột phá. Đám thiên kiêu này, thật quá đáng, không như mình, thủ đoạn thiếu thốn, tiến độ tu vi cực kỳ chậm chạp. Ngoài việc nắm giữ thuật phục sinh tự bạo cảnh giới đại thừa đánh cũng không chết, thần binh độ ách có khả năng giúp cường giả độ kiếp đuổi kiếp lực một diều đánh dưới nguyên anh trên nguyên anh thì dựa vào tự bạo đánh không lại thì gọi tiên hào ra quả thật không còn gì khác trong lúc phương trần im lặng khương ngưng y đang truyền âm với yên cảnh ngươi đừng nói hao a à, nói vượn nữa vừa rồi ngươi nói thẳng là ngươi không cần nuôi dưỡng là được rồi vì sao còn phải nhắc đến tuyệt mệnh kiếm ý khương ngưng y sợ hành động lần này của yên cảnh sẽ đà kích đến phương trần cũng sợ phương trần hiểu lầm mình là người thích khoe khoang từ đó sinh ra ác cảm yên cảnh lại truyền âm nói chủ nhân ta cố ý nhắc đến tuyệt mệnh kiếm ý tuyệt mệnh kiếm ý là kiếm ý được công nhận là khó lĩnh ngộ nhất ở dưới cảnh giới phản hư cần phải bị đặt vào tuyệt cảnh sinh tử mới có thể lĩnh ngộ lĩnh ngộ được kiếm ý này cũng đại biểu là cửa ải sinh tử từ hóa thần đến phản hư đã bị ngài khám phá ra nhưng ta nhắc đến đạo kiếm ý này không phải để khoe khoang mà chỉ là để phương sư huynh biết sự nỗ lực của ngài ở đằng sau mà thôi ngài lĩnh ngộ được đạo kiếm ý này chỉ là ai nấy vì ngày hôm đó không thể bảo vệ được Phương Sư Huynh, sợ hãi tương lai sẽ lại phát sinh những chuyện tương tự, mới liều chết bế quan tu luyện để đột phá, lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm ý này, mặc dù đến từ sinh tử, đặt tên theo tử vong, nhưng lại đầy yêu thương mỹ lệ, không đáng nhắc đến sao. Yên cảnh nói xong, lại sinh ra chút cảm giác rõng rạc. Điều này khiến Khương Ngưng Y nhất thời lúng túng, ngươi bình tĩnh một chút, đây chỉ là đạo kiếm ý giết người mà thôi. Yên cảnh dùng điệu vịnh than chậm rãi tụng. Kiếm này ý giết người, nhưng bao hàm chân tình, quả thật lần này yên cảnh không truyền âm nữa mà trực tiếp mở miệng nói điều này khiến phương trần chịu đủ đả kích tinh thần giật mình một cái sự thật cái gì khương ngưng y cực kỳ sợ hãi đủ rồi im miệng nàng thấy yên cảnh bắt đầu nổi điên không khỏi choáng váng không phải đã nhét nó vào vỏ kiếm rồi sao vì sao vẫn còn có thể nói chuyện yên cảnh lập tức dừng lại nói được rồi chủ nhân phương trần thấy thế có chút không hiểu cho lắm xảy ra chuyện gì khương ngưng y chột dạ dơ yên cảnh lên đồng thời hỏi vì sao ngươi vẫn có thể nói chuyện không phải đã nhét ngươi về vỏ rồi sao yên cảnh tò mò hỏi nhét về vỏ kiếm vì sao ta không thể nói chuyện khương ngưng y sửng sốt không phải sau khi ngươi ra khỏi vỏ kiếm mới có thể bắt đầu nói chuyện sao yên cảnh cẩn thận giải thích nói không ta ra khỏi vỏ kiếm chỉ là vì muốn biểu thị chân thành cảm tạ với nhất thiên tam mà thôi lời nói giấu ở trong vỏ kiếm luôn có cảm giác vô lễ không muốn lộ danh tính cho người khác vậy nếu chỉ là muốn nói chuyện ta cũng có thể nói chuyện như thế này Khương Ngưng Y chợt nhận ra, Phương Trần ở một bên gần như hâm mộ đến phát khóc, khí linh trải qua thời gian già dưỡng thai đúng là có học thuật hơn nhất thiên tam mọc hoàng. Sau đó, Phương Trần thu hồi tâm tình hâm mộ, hỏi Khương Ngưng Y, vậy ngươi đã lĩnh ngộ được tuyệt mệnh kiếm ý, sao không nói cho ta biết, ta có thể vì ngươi ăn mừng một trận. Khương Ngưng Y lắc đầu từ chối, cảm tạ ý tốt của sư huynh. Nhưng đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, không cần quan tâm. Yên cảnh truyền âm, giọng nói mang vẻ nghiêm túc, nói, ngài ở bên trong kiếm quật chỉ kém một hơi liền chết đây thật chỉ là việc nhỏ thôi sao ở bên trong đạm nhiên tông có một nơi tên là kiếm quật phương pháp lập ra kiếm quật cực kỳ đơn giản thô bạo kiếm tổ sư người dùng kiếm mức độ cao nhất ở đạm nhiên tông ném tất cả những kiếm ý hung tàn sắc bén vô cùng còn lưu lại mà hắn đã từng thấy qua vào trong đó kiếm ý tập hợp lại với nhau cuối cùng tạo thành kiếm quật động phủ của khương ngưng y cũng là được dựng lên theo phương pháp dựng kiếm quật kiếm ý trong động phủ của khương ngưng y so với kiếm quật đều tương đối ôn hòa thường chỉ bị thương nhẹ nặng nhất chỉ khiến người khác trọng thương mấy tháng mà thôi đến bây giờ khương ngưng y đã có thể ở trong động phủ của minh mình mà không bị thương tích gì nhưng kiếm quật lại hung tàn hơn động phủ của khương ngưng y gấp mấy trăm lần vừa ra khỏi kiếm quật thì khương ngưng y lĩnh ngộ tuyệt mệnh kiếm ý cũng là lần đầu tiên chính diện tiếp nhận sự giày xéo của kiếm ý kiếm ý không giày xéo thân thể chỉ giày xéo thần hồn vì vậy vừa tiến vào kiếm quật thần hồn của Khương Ngưng Y đã trọng thương. Nếu không lĩnh ngộ được tuyệt mệnh kiếm ý chắc chắn sẽ chết trong đó. Yên Cảnh thấy chuyện lớn như vậy nhất định phải nói cho Phương Trần biết. Nhưng Khương Ngưng Y lại truyền âm cho Yên Cảnh. Mặc dù vì Phương Sư Huynh ta mới mạo hiểm lĩnh ngộ tuyệt mệnh kiếm ý, nhưng không phải chỉ vì mình hắn. Người ta muốn bảo vệ không chỉ có Sư Huynh, còn có Uyển Nhi và Sư Tôn, bây giờ còn có người. Nếu ngươi nói cho hắn, thứ nhất sẽ làm tăng thêm gánh nặng cho hắn, thứ hai cũng sẽ khiến các ngươi có vẻ vô dụng, biết chưa? Yên cảnh nghe xong trầm mặc nửa ngày mới lên tiếng, "Chủ nhân, là ta nông cạn, hiểu nhầm ngươi." Khương Ngưng Y không trả lời mà dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve an ủi hắn. Phương thức lĩnh ngộ kiếm ý của nàng thực sự làm càn. Sau khi kết thúc, nàng bị Tiêm Vân Tiên tử mắng nàng sao lại nóng vội như vậy nửa canh giờ. Nhưng chỉ có trong lòng Khương Ngưng Y hiểu rõ, bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng, trong mộng cảnh đều là ánh mắt lơ đãng và cơ thể đang dần mất đi hơi ấm của tỷ tỷ. Nhiều năm chịu đựng, hối hận và tự trách bản thân nàng không muốn sự tình năm đó tái diễn nàng muốn nhanh chóng có đủ sức mạnh để bảo vệ mọi thứ mà nàng quý trọng phương trần không biết nội dung khương ngưng y và yên cảnh bí mật truyền âm thấy khương ngưng y từ chối mình chỉ có thể nói được có điều thiên phú kiếm thuật của nàng quả thực lợi hại khương ngưng y khiêm tốn cười có thể vào xích tôn sơn đều là người xuất sắc của đạm nhiên tông không chỉ ta sư huynh ngươi không phải cũng là thần tướng đạo cốt khiến hoa trưởng lão khiếp sợ không thôi sao nghe vậy phương trần không lên tiếng mà đột nhiên đưa tay sờ đầu Khương Ngưng Y, bàn tay to nhẹ nhàng bao trùm trên đầu Khương Ngưng Y, thượng cổ thần khu của Phương Trần quả thực không phải chỉ dùng để trưng cho đẹp. Lúc này ra tay, dựa vào phản ứng của Khương Ngưng Y thậm chí còn không tránh đi, Phương Trần đột nhiên tới gần. Đôi mắt không một gợn sóng của Khương Ngưng Y hơi mở to, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra chút kinh ngạc cùng khó tin, lúng túng nhìn Phương Trần, "Sư huynh?" Nhìn thấy cảnh tượng này, yên cảnh hưng phấn truyền âm, chủ nhân có phải hắn phát hiện ra sự đặc biệt của tuyệt mệnh kiếm ý nên cảm động sao lúc này khương ngưng y cũng không để ý đến yên cảnh ở bên cạnh chỉ cảm thấy khó tin cảm thấy mặt mình có chút nóng phương sư huynh đây là thế nào chẳng lẽ hắn sau khi phương trần sờ đầu khương ngưng y ngồi xuống trầm ngâm một lúc chậm rãi nói không nàng không xuất sắc khương ngưng y nhiệt ý trong mắt nàng trong nháy mắt bị những trò đùa lạnh lùng của phương trần xua tan khương ngưng y gượng cười sư huynh ngươi quả thật có chút khôi hài yên cảnh xấu tính nói đúng vậy hạn thật khôi hài khó trách nhiều năm như vậy ngay cả đạo sĩ đồng hành cũng không có hắn chỉ dùng tính hài hước của mình để mua vui phải không phương trần gật đầu ha ha đúng vậy mặt khương ngưng y hiện lên vẻ u sầu hiếm thấy lập tức bị nàng xua tan nói đúng rồi sư huynh ta cần luyện kiếm ta đi trước phương trần sửng sốt nàng không ngồi một lát sao khương ngưng y lắc đầu không cần vậy được rồi ta tiễn nàng phương trần đứng dậy đi từ đại sảnh đến cửa chính cuối cùng khương ngưng y cùng điều chỉnh lại tâm tình thay đổi thất thường vừa rồi sau đó đứng cạnh linh thạch sư tử xoay người đối mặt với phương trần khương ngưng y nói phương sư huynh ngươi tiễn ta đến đây thôi phương trần thấy vậy cũng không cưỡng cầu cười nói được vậy trên đường cẩn thận chút sau đó khương ngưng y đột nhiên lấy thứ gì đó ra từ nhẫn chữ vật nói đúng rồi sư huynh cái này cho ngươi mục đích khương ngưng y đến điện đạm nhiên là muốn tìm phương trần và tặng đồ cho hắn phương trần sửng sốt cái gì vậy đây là lễ vật chúc mừng ngươi trở thành đệ tử xích tôn sơn khương ngưng y vừa nói vừa lấy ra một túi thơm màu trắng đưa cho phương trần trên mặt nàng mang theo vài phần khẩn trương nàng sợ phương trần không hài lòng với lễ vật của mình thấy chiếc túi thơm cực kỳ tinh xảo sợi tơ phát sáng rõ ràng dùng nhiều tâm tư để làm phương trần chưa bao giờ được nhận vật phẩm thủ công như vậy vô cùng kinh hỉ nói oa wow, cái túi thơm này ngầu quá đẹp quá khương ngưng y nghe thấy vậy liền vui mừng phương trần hài lòng với lễ vật của nàng sau khi phương trần cầm túi thơm vô ý thức hỏi cái này là nàng làm sao khương ngưng y vừa vui mừng đột nhiên cứng lại không phải cái này là ta mua thời gian luyện kiếm nàng còn không có lấy đâu thời gian học cái này phương trần hắn muốn tát cho mình vài cái cái ấm nào không mở đạp cái ấm đó phải không hắn vội vàng nói không sao không sao ta rất hài lòng cảm ơn lễ vật của nàng khương ngưng y ngượng ngùng nói mặc dù túi thơm là ta mua nhưng kiếm ý bên trong là của ta nếu sư huynh gặp phải đối thủ ngang sức có thể khởi động thủ ấn quyết này phóng thích kiếm khí trong túi thơm dù là đánh lén hay trực diện đều có thể đạt được hiệu quả khương ngưng y không trông cậy vào đồ vật của mình có thể cứu được phương trần nếu có thể lấy ra để đối địch đã không tồi rồi nói xong khương ngưng y lấy một miếng ngọc giản có phong ấn bên trong đưa cho phương trần sau khi nhận ngọc giản phương trần không nhìn mà hỏi sau khi thi triển thủ ấn quyết cái túi này có bị phá hủy không khương ngưng y sửng sốt ách sẽ kiếm khí hung mãnh như vậy Tự nhiên sẽ phá hủy túi thơm này, ánh mắt Phương Trần lóe lên, mỉm cười nói, "Được, ta đã biết." Nói xong, Phương Trần liền bóp nát ngọc giản. Hoa, ngọc giản hóa thành bột phấn bay đi, Khương Ngưng Y sững sờ nhìn bột phấn bay qua. "Phương sư huynh, ngươi còn chưa học thủ ấn quyết, phong ấn trên túi không phải muốn giải là giải được, không có ấn quyết, kiếm khí có lẽ sẽ bị phong ấn cả đời." Nhưng Khương Ngưng Y còn chưa kịp lo lắng, Yên Cảnh đã hưng phấn nói: vậy mà hắn lại dùng cách này để thể hiện rằng hắn trân trọng lễ vật của ngươi như thế nào xem ra hắn khá hiểu phong tình nha mà động tác bóp nát ngọc giản quả thật rất đẹp mắt so với dáng chủ nhân một kiếm cứu hắn là ngang tài ngang sức không tệ không tệ nhìn thấy yên cảnh mừng như điên khương ngưng y sững sờ là vậy sao nàng nhìn phương trần lúc này phương trần đang đeo túi thơm vỗ nhẹ nó cười với khương ngưng y nói yên tâm túi thơm này sẽ bên ta thật tốt ta sẽ bảo vệ nó thật tốt Khương Ngưng Y mở to mắt, nhìn Phương Trần dưới ánh hoàng hôn, nụ cười kia làm tim nàng đập rộn lên. Trong tình cảnh này, Khương Ngưng Y không khỏi hít một hơi thật sâu. Nói với Phương Trần, không muốn ngươi bảo vệ ta, là vì muốn ngươi dùng nó, ngươi bị ngốc phải không? Nụ cười của Phương Trần cứng lại, được rồi, ta đi đây. Nói xong, Khương Ngưng Y không để ý Phương Trần đang đờ người, quay người rời đi. Vừa đi nàng vừa chắp tay sau lưng, đối mặt với ánh chiều tà vàng rực tràn ngập con đường, bước nhẹ nhàng trên bậc đá của Sích Tôn Sơn, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Hừ, đáng đời vừa nãy ngươi đối với ta như vậy. Phương Trần đứng cạnh linh thạch sư tử nhìn bóng lưng thiếu nữ rời đi. Nhìn từng sợi tóc của nàng tung bay theo gió, giây phút này hắn bỗng hiểu ra trong lời nói của thiếu nữ không hiểu phong tình kia có ý muốn trả thù. Còn về đối tượng trả thù của nàng thì chắc chắn là hắn người đã làm ra hành động xoa đầu. Phương Trần nhìn bàn tay của mình ngẩn người một lát, sau đó hắn thở dài, quay người về phủ. Ít nhiều gì hắn cũng sống hai kiếp người rồi, làm sao mà hắn có thể là một cậu trai thật thà thẳng tính không hiểu sự đời cho được khi phương trần quay trở lại hậu viện dực hung biến mất bây giờ đã nổi lên mặt nước hắn ta đang cắm nhất thiên tam xuống mặt đất tiến hành dạy dỗ phương trần thấy vậy thì cực kỳ vui mừng sau đó hắn bày tỏ muốn dực hung đẩy nhanh tiến độ mong rằng trong hai ngày tới hắn ta có thể dạy dỗ nhất thiên tam làm sao để nhất thiên tam có được một nửa sự nham hiểm và mưu kế của dực hung là được rồi nếu như hắn ta có thể hoàn thành mục tiêu thì có lẽ Phương Trần sẽ đưa cho hắn ta nửa cân linh trà. Đồng chí Dực Hung nghe vậy thì tỏ ra cực kỳ khiển trách, hắn ta mạnh mẽ lên án hành vi làm ô nhục tài trí và sự thông minh của hắn ta mà Phương Trần đang làm. Hắn ta yêu cầu Phương Trần phải dùng một cân lá trà của Trọng Vân Phong để xin lỗi, đồng thời xoa bóp cho hắn ta. Phương Trần bày tỏ những lời Dực Hung nói đều là lời nói nhảm, bây giờ hắn sẽ đem Dực Hung đi trồng, dùng phân và nước tiểu để bón. Năm sau hắn sẽ thu được 108 huyết mạch hổ tộc khác. Dực hung nghe vậy thì vội vàng nhiệt tình bày tỏ xin lỗi nhất thiên tam đứng ở một bên học lỏng ngày thứ hai tại đạm nhiên điện ngoài những người hôm qua đã có mặt ra thì còn có cả dư bạch diễm đang thành thơi pha trà không để ai vào mắt đứng bên cạnh hắn còn có một người giấy đầu tròn chân tay thon dài mặt không biểu cảm đứng đó đây chính là tiểu chỉ phương trần nhìn tiểu chỉ sau đó hắn thăm dò giơ tay lên vẫy vẫy tiểu chỉ thấy vậy thì lập tức trở nên cực kỳ hưng phấn vẫy tay với hắn phương trần cười cười sau đó hành lễ nói, đệ tử Phương Trần bái kiến tông chủ. Dư Bạch Diễm gật gật đầu, "Ừm, ngươi ở đó đợi một lát đi." "Vâng." Phương Trần không biết bản thân phải đợi cái gì, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn nghe lệnh đứng ra một bên. Bởi vì không nhìn thấy Ngô Mị nên hắn đi đến đứng cạnh Thiệu Tâm Hà. "Đại sư huynh." Thiệu Tâm Hà cười ôn hòa, "Phương sư đệ." Hai người đứng đó hàn huyên vài câu, sau đó Phương Trần quét mắt nhìn khắp điện một lượt. Trong điện mới dựng một lôi đài rất to lớn, trôi nổi trên không trung. Đây chắc chắn là lôi đài mà lát nữa bọn họ sẽ phải thi đấu, nhưng mà không khí trong điện vẫn cực kỳ vắng lặng, không hề có kiểu thi đấu võ đài sẽ có cả trăm người vây xem ồn ào náo nhiệt giống như trong tiểu thuyết mà hắn đọc ở kiếp trước. Điều này làm cho Phương Trần cảm thấy cực kỳ tiếc nuối, hắn cũng muốn trải nghiệm cảm giác bị cả ngàn người trào phúng chê cười, cảm nhận thử cảm giác giả heo ăn thịt hổ. Nghĩ tới đây, Phương Trần không tự chủ được mà quay ra hỏi Thiệu Tâm Hà, "Sư huynh, vì sao trận chiến tranh giành trước chân truyền của chúng ta quan trọng như vậy mà lại không có đệ tử nào đến xem vậy? Thiệu Tâm Hà nói, khen thưởng của trận chiến chân truyền này chỉ liên quan đến chân truyền ấn, là nội bộ của Sích Tôn Sơn. Nó không giống với thánh tử thánh nữ, liên quan đến quyền lợi của cả tông. Thế nên trận chiến này cũng không cần những người khác đến chứng kiến để thể hiện sự công bằng, Phương Trần hiểu ra. Nhưng mà mặc dù trong đạm nhiên điện không có ai đến xem cả, nhưng mà cũng ồn ào náo nhiệt hơn hôm qua một chút. Hôm nay có thêm hám vô miên và lăng uyển nhi đến hám vô miên đang nhắm mắt một tay hắn vịn lên quan tài còn lăng uyển nhi thì đang đứng cùng khương ngưng y ở cách đó không xa phương trần thấy thế thì chào hỏi khương sư muội lăng sư muội khương ngưng y vẫn lạnh nhạt như bình thường nàng chào lại rất khách sáo chào sư huynh dáng vẻ này của nàng làm cho người ta không thể nhìn ra được gì cả không hề giống với dáng vẻ thân thiết của nàng với phương trần ngày hôm qua lăng uyển nhi nghiêng đầu cười sư huynh hôm nay ta đến đây thay mặt cho tiêu thanh ca ca để cổ vũ cho ngươi hy vọng là ngươi sẽ tranh được vị trí chân truyền phương trần cười nói được ngươi về nói với tiêu thanh ca ca của ngươi bảo hắn thi đấu ở bách phong cũng cố lên lăng uyển nhi gật đầu vâng sau đó phương trần lại xem qua một vòng hắn nhìn thấy tôn đàm phạm trinh và chu trừ chỉ còn duy nhất ngô mị là chưa thấy đâu hắn giữ người sau đó quay qua hỏi thăm thiệu tâm hà sư huynh ngô sư đệ vẫn chưa tới à đến cả sư tôn của hắn ta là hám vô miên cũng đến rồi vậy vì sao hắn ta còn chưa tới thiệu tâm hà cười truyền âm trả lời. Ngô sư đệ đã tới từ lâu rồi, hắn ta đang ở trong quan tài của Hám trưởng lão. Phương Trần im lặng, sau đó nhìn về phía quan tài của Hám Vô Miên. Hắn nghiêm túc quan sát một hồi thì cũng phát hiện ra hình như vách quan tài nhìn giống như bị nhâng lên, lộ ra một khe hở, giống như có cảm giác sắp ép lại không được vậy. Mà lúc quan tài sắp bị nhâng lên thì Hám Vô Miên lại kịp thời ấn nó xuống, làm cho quan tài khép kín trở lại. Phương Trần bất ngờ hỏi, bọn hắn đang làm gì vậy? Tất nhiên, vì để tránh mạo phạm Hám Vô Miên hắn đã dùng truyền âm để nói chuyện với Thiệu Tâm Hà. Thiệu Tâm Hà giải thích, tối hôm qua, nghe nói vì để trở nên mạnh hơn mà ngô sư đệ tự ép bản thân tỉnh lại ngay lúc đang ngủ ngon nhất. Tinh thần hắn ta bị dày vò, mục đích là muốn đạt được đến trạng thái tốt nhất. Nhưng mà vì ngô sư đệ muốn phải thật hoàn hảo, thế nên qua khoảng 10 lần, hám trưởng lão đã cố ý áp chế tu vi đang tăng xuống để giúp hắn có thể kết đan hoàn mỹ nhất. Bây giờ cũng đang bắt đầu kết đan rồi, vì để không phí phạm tâm huyết lúc trước, bây giờ hám trưởng lão đành phải nhốt ngô sư đệ vào trong quan tài tiến hành cưỡng ép áp chế bây giờ chúng ta đang đợi tu vi của ngô sư đệ bị áp về trúc cơ đỉnh phong sau đó mới bắt đầu luận võ nhưng mà phương sư đệ ngươi phải cẩn thận đó khi kết đan là lúc tâm trạng của tu sĩ vui vẻ nhất nhưng bây giờ ngô sư đệ bị cưỡng ép áp chế tu vi xuống điều này dễ làm cho uy lực đao pháp của hắn ta được tăng lên ngươi chú ý một chút nhé phương trần đây chính là cái không nghỉ ngơi mà ngô mị nói tới đó ư nếu như hắn ta muốn trước chân truyền thì cứ nói một tiếng, hắn có thể bán cho hắn ta luôn mà. Có đến mức mà hắn ta phải dày vò bản thân đến như vậy hay không? Sau khi kinh ngạc qua đi, Phương Trần vô thức hỏi, nhưng vì sao mà hắn ta phải dùng đến chiếc quan tài này? Thiệu Tâm Hà giải thích, quan tài của hám trưởng lão chính là pháp bảo đỉnh cấp tu dưỡng thần hồn. Bây giờ hắn ta đang cưỡng ép áp chế tu vi của ngô sư đệ xuống. Điều này sẽ làm cho thần hồn của ngô sư đệ bị tổn thương, thế nên mới cần sự phối hợp của chiếc quan tài này. Phương Trần A một tiếng, "Chiếc quan tài này tu dưỡng thần hồn như thế nào?" Thiệu Tâm Hà nói, "Trong phương pháp tu hành của Hám trưởng lão, hắn ta cho rằng giấc ngủ là phương pháp trị liệu tốt nhất, mà trên thế giới này, giấc ngủ đỉnh cao nhất chính là tử vong. Trong trạng thái tử vong, thân hồn của bất kỳ ai đều sẽ có được cảm giác rất yên ổn. Quan tài trường miên của hắn ta có thể làm cho người dùng tiến đến gần cảm giác tử vong nhất, làm cho người đó có thể thiếp đi một cách an ổn." Phương Trần hám trưởng lão đúng là hiểu về giấc ngủ dài sau khi chết thật đấy thiệu tâm hà nhưng mà khi bị quám dậy từ quan tài trường miên vì giấc ngủ an ổn bất chợt bị đứt đoạn thế nên người dùng sẽ sinh ra sát ý rất mạnh mẽ từ đó cũng có thể đề cao năng lực chiến đấu của người đó phương trần cái tính gất ngủ bị hám trưởng lão tận dụng triệt để thật đấy sau đó phương trần bỗng hiểu ra chẳng trách mà lần trước khi hám vô miên tấn công vĩ thiện những chiếc đao đó lại bay từ trong quan tài bay ra đó là vì hắn ta để cho mấy cái đao này ngủ trong quan tài, sau đó để chúng mang theo cảm giác gắt ngủ đến chém vĩ thiện có đúng không? Sau khi cảm giác bất ngờ qua đi, trong lòng Phương Trần bỗng hiểu ra, hóa ra ngô mị sớm đã tu luyện đến tu vi kim đan rồi. Nhưng do có sự giúp đỡ đè ép của hám vô miên thế nên hắn ta mãi vẫn chưa thể kết đan. Nghĩ tới đây, ánh mắt Phương Trần nhìn thiệu tâm hà biến đổi hoàn toàn. Người ta muốn đột phá kim đan cũng cần sư phụ giúp đè ép tu vi xuống mới làm được. Vậy mà hắn ta có thể dừng mãi ở Tu Vi Kim Đan đỉnh phong nhiều năm như vậy, chỉ dựa vào bản thân thôi mà cũng có thể đè ép Tu Vi không lên ngưng anh một cách nhẹ nhàng như vậy. Thiệu sư huynh này quả là một tên biến thái mà. Đúng lúc này, bùm. Cuối cùng vách quan tài cũng không đè ép được nữa mà nổ tung bắn ra ngoài. Mà lúc này, Ngô Mị chậm chậm dùng cả tay cả chân, chật vật đi từ trong quan tài đi ra. Sau khi leo ra, hắn suy yếu đến mức đứng không vững, trực tiếp ngã xuống nền đất. Sau khi ngã xuống, ngô mị bỗng nhiên đứng bật dậy ngẩng mặt lên trời hét lên giận dữ ai là người gọi ta khỏi giường a a a a vừa moi a à, dứt lời một luồng khí sắc bén như đao mạnh mẽ phóng lên tận trời sau đó liền hóa thành vô số đao khí lao thẳng về hướng của tất cả mọi người trong điện trong đó có hai luồng khí mạnh nhất phóng về phía của hám vô miên và dư bạch diễm phương trần thấy thế thì trợn mắt há hốc mồm thì ra ngô sư đệ dũng cảm như vậy sao thiệu tâm hà giải thích cái chết là sự an ổn vĩnh hằng hơn nữa bao nhiêu năm nay ngô sư đệ không được nghỉ ngơi tốt bây giờ lại còn bị hám trưởng lão đánh thức chắc chắn điều đó sẽ làm cho hắn bộc phát rồi phương trần hít sâu một hơi khi hai người đang trao đổi nói chuyện với nhau đao khí dùng tốc độ cực kỳ nhanh tiếp cận mọi người trong điện nhưng hám vô miên vẫn không hề nhúc nhích thậm chí ngay cả ánh mắt của hắn ta cũng không hề mở ra khi đao khí sắp bay tới nơi tấm ván của quan tài bỗng quay trở về thu lại tất cả giao khí đồng thời phát ra những âm thanh yên bình khiến người nghe muốn trở về giấc mộng âm thanh này giống như có tiếng nước chảy lại giống như có tiếng đàn đánh đàn lại vừa giống như có tiếng chim hót mỗi người ở đây đều nghe thấy những âm thanh khác nhau nhưng tất cả mọi người đều có một cùng một cảm giác là muốn ngủ phương trần thấy thế đồng tử của hắn mở to kinh ngạc sắc mặt tỏ ra kinh hãi cái quan tài này còn có chức năng giúp ngủ ngon à dầm cuối cùng hám vô miên trực tiếp đưa tay ấn tấm ván quan tài trở về chỗ cũ mà đồng thời khi tấm ván quan tài rơi xuống một luồng đao khí khác bay về phía dư bạch diễm nhưng nếu như khi nãy hám vô miên không động đậy gì cả vậy thì tất nhiên dư bạch diễm chắc chắn cũng không bao giờ động đậy hắn ta vẫn tiếp tục uống trà một cách chậm rãi chỉ thấy tiểu trích ngoan ngoãn tiến lên thay dư bạch diễm đánh luồng đao khí đi nơi khác mục đích mà hắn ta xuất hiện ở đây ngày hôm nay chính là đừng để bất kỳ thứ gì làm ảnh hưởng đến phong phạm cao thủ của dư bạch diễm trong khi đó phạm trinh và chu trừ cùng lúc hét lớn linh lực toàn thân của hai bọn hắn bộc phát sau đó cả hai cắn răng liên thủ ngăn cản hai luồng đao khí sau khi ngăn cản thành công khóe miệng của hai người tràn máu cả hai lập tức nhìn nhau cười khổ còn phí võ thì dùng linh phù ngăn cản tôn đàm thì đánh ra một quyền tất cả nguyên lực bên ngoài và linh lực đều được dùng đến cùng một lúc sau đó nàng ta lại dùng thêm một quyền đánh nát đao khí chỉ là sau khi ngăn cản đao khí một cách dễ dàng xong vẻ mặt hai người đều lộ ra vẻ nghiêm túc luồng đao khí này không phải nhắm tới bọn họ vậy mà bọn họ đã phải nghiêm túc ngăn chặn rồi nếu như tiếp theo ngô mị vẫn giữ nguyên trạng thái này chỉ sợ bọn hắn không phải là đối thủ của Ngô Mị được. Quả nhiên Ngô Mị không làm hổ danh là kẻ đứng vị trí thứ ba ở Sích Tôn Sơn. Còn về phía viên hạo, hắn ta mặt không đổi sắc mở từng tầng khiên ra chắn. Còn Khương Ngưng Y thì nghiêm túc nhìn, sau đó nàng đánh ra một luồng kiếm khí. Đầu tiên là nàng dùng luồng kiếm khí này để tiêu diệt đao khí của Ngô Mị. Sau đó nàng đồng thời dùng dư âm của kiếm khí còn nghiền nát đao khí đang nhắm vào Lăng Uyển Nhi. Thiệu Tâm Hà thì đánh ra một luồng linh khí màu tím một cách nhẹ nhàng luồng linh khí bay nhảy giữa không trung vài cái sau đó nhẹ nhàng đánh tan luồng kiếm khí còn kẻ cuối cùng nên đón đao quang chính là phương trần tầm mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người hắn nhưng thấy luồng đao ý mang đầy vẻ bạo ngược phương trần kinh hãi thất sắc hắn vội vàng dùng hai ngón tay kẹp nát đao khí lạch cạch luồng đao khí bỗng tư tán như băng vỡ vụn trong thoáng chốc thấy cảnh này đồng tử của tất cả mọi người đều co rụt lại lộ ra vẻ hoảng sợ tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng phương trần không hề dùng bất kỳ một tia linh lực nguyên lực nào cả tên này đơn giản chỉ là lấy thân thể chống lại đao khí mặc dù đao khí mà ngô mị đánh ra phân tán uy lực không giống như đao khí khi được ngưng tụ lại không được mạnh mẽ lắm nếu là một người nghiêm túc rèn luyện thân thể thì cũng có thể chống đỡ được nhưng điều kiện tiên quyết này là người đó phải vận dụng nguyên lực để chống đỡ lại thế mà phương trần lại chỉ dựa vào hai ngón tay đây là thân thể hắn đã mạnh đến mức nào cơ chứ Dư Bạch Diễm đang uống trà. Nét mặt hắn ta tỏ ra vui mừng, khó trách ngày đó Lăng Tổ Sư lại nói không ai có thể dạy hắn, con đường tu luyện của hắn và tất cả trưởng lão ở Sích Tôn Sơn không hề giống nhau chút nào. Đây có thể sẽ là chân truyền đặc biệt nhất của Sích Tôn Sơn từ trước đến nay. Nhưng, sau khi vui mừng, Dư Bạch Diễm nhìn lại nhìn đến dáng vẻ còn tỏ ra kinh hãi đến mức sắc mặt trắng bệch của Phương Trần. Hắn ta thật sự rất muốn mắng Phương Trần một trận. Thiên phú xuất chúng nhất mà tên này có được chính là làm cho người khác tức giận đúng không? Dư Bạch Diễm đột nhiên cảm thấy cực kỳ hối hận vì do bản thân hắn ta muốn nhìn thử thực lực của các đệ tử, nên hắn ta mới cố ý không ra tay ngăn chặn đao khí. Đúng ra hắn ta không nên cho Phương Trần cơ hội này. Sắc mặt của Viên Hạo thì trở nên thâm trầm, lần này lại để cho tên này chiếm lấy sự nổi bật rồi. Còn Khương Ngưng Y sau khi thấy tất cả mọi chuyện thì nàng mỉm cười. Lăng Uyển Nhi ở bên cạnh sau nàng, sau khi trải qua sự khiếp sợ vô cùng sợ hãi thì nàng lấy lại cảm thấy vừa sợ hãi vừa may mắn. May mà Phương Sư Huynh và Tiêu Thanh ca ca không đánh một trận sinh tử đấu thật cùng nhau, nếu không, chỉ sợ Tiêu Thanh ca ca sẽ thật sự xảy ra chuyện mất. Nếu chuyện đó xảy ra thật, thì dự vào xuất thân bần hàn của nàng ấy. Nàng ấy cũng không biết nên cầu cứu ai cả. Còn Phương Trần, thân là người trong cuộc, sau khi kẹp nát đao khí, vẻ mặt hắn tỏ ra kinh hãi. Hắn nói, ngô sư đệ mạnh thật đấy, tất cả mọi người, kể cả người luôn trầm ổn như thiệu tâm hà người luôn đối xử thân thiện với người khác mà ngay giờ phút này hắn ta cũng không khỏi cảm thấy hít thở không thông phương trần thấy thế thì nghiêm túc giải thích các vị đừng hiểu lầm không phải là ta đang khoe khoang đâu chỉ là do ta thán phục thực lực mạnh mẽ của ngô sư đệ mà thôi chỉ là đao khí phân tán mà còn có thể có uy lực như thế nếu như hắn ta dùng toàn lực đấu mà chỉ đánh một mình ta thì chẳng phải là ta sẽ lập tức trọng thương hay sao thiệu tâm hà cũng muốn nói thay phương trần để cứu vãn tình hình một chút ha ha lời này sư đệ nói cũng có lý Tôi cũng nghĩ như vậy, những người khác. Lúc này, Tôn Đàm nhìn Phương Trần, vẻ mặt nàng ta tỏ ra khiếp sợ hỏi: "Hóa ra ngươi cũng là thể tu sao?" "Đúng vậy." Phương Trần gật đầu. Tôn Đàm cực kỳ kinh ngạc. Lần trước khi nàng ta thấy Phương Trần lấy Diều Long ám ra, hắn tỏ ra cực kỳ quen thuộc đánh ra hơn 10 phát toàn tâm lão nha thì nàng ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới tên này có một chút liên quan gì với mấy thứ như thể tu hay đánh cận chiến cả. "Đợi đã." Tôn Đàm đột nhiên nhớ ra, lúc trước khi nàng ta tìm Phương Trần để luận võ chút giận hình như Phương Trần có dùng nắm đấm. Nhưng do sau đó toàn tâm lão nha của Phương Trần thu hút sự chú ý của nàng ta quá nhiều, đến nỗi làm cho nàng ta bỏ qua hết những điều này. Bây giờ suy ngẫm kỹ lại thì công kích mạnh nhất của tên này rõ ràng là từ thể tu mà. Nghĩ tới đây, trong lòng tôn đàm nghẹn lại đến khó chịu. Không ngờ Phương Trần lại có được thiên phú thể tu đỉnh cấp. Nếu như năng lực thể tu này của Phương Trần mà chuyển cho nàng ta thì tốt biết bao. Trong lúc tôn đàm còn đang khiếp sợ, thì sau khi ngô mị phát tiết một trận, hắn ta đang lẳng lặng đứng yên tại chỗ mắt hắn ta đỏ như máu hốc mắt đen tím độ lõm ngang hàng với hố xì sơn mà phương trần làm nổ ra hắn ta im lặng đứng một lúc lâu sau đó hắn ta bắt đầu phục hồi lại tinh thần hắn ta về phía bốn phía sắc mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc và hoảng hốt hắn ta nói tông chủ các vị xin lỗi ta không cố ý đâu đồng thời hám vô miên cũng mở mắt ra hắn ta nhìn mọi người trên mặt lộ ra nụ cười thảm thiết như phản chiếu ánh sáng hắn vịn vào ván quan tài đứng dậy nói một cách hấp hối xin lỗi đã gây thêm phiền toái cho các vị rồi thấy khuôn mặt của hai thầy trò bọn hắn trắng bệch môi tím tái sinh mệnh mỏng như tơ nhện mà vẫn còn đang run rẩy xin lỗi tất cả mọi người đều như nghẹn lại lúc này bọn họ đều cảm thấy nếu như còn trách cứ hai thầy trò này thì người có tội lại chính là bọn họ mới đúng dư bạch diễm xua tay không sao chỉ là các người hãy bồi thường một chút linh thạch và đan dược cho phạm trinh và chu chử là được rồi còn về những người còn lại nhất là người cực kỳ xuất chúng ưu tú thì các ngươi không cần áy náy xin lỗi làm gì phương trần truyền âm với thiệu tâm hà sư huynh tông chủ đang nhắm vào ngươi đó thiệu tâm hà nghe được thì bật cười đúng vậy đúng là nhắm vào ta sau đó dư bạch diễm lại nói nếu như ngươi đã tỉnh lại rồi thì chuẩn bị một chút đi sau đó chúng ta bắt đầu trận chiến chân truyền ngô mị ngươi có cần nghỉ ngơi không ngô mị mang sắc mặt tái mét lấy thanh đao to ra hắn ta chậm rãi tháo lỏng tấm vải trắng quấn trên đó ra rồi nói tông chủ ta không cần nghỉ ngơi đâu. Bây giờ trạng thái của ta đang ở đỉnh cao nhất. Tấm vải trắng được tháo lòng ra. Một thanh đao to lớn lộ ra trước mắt mọi người. Giờ phút này trong mắt Ngô Mị ngập tràn vẻ chờ mong. Hắn ta chưa từng được thấy Phương Trần ra tay bao giờ, nhưng trực giác của hắn ta nói cho hắn ta biết Phương Trần rất mạnh, cho nên hắn ta mới phải chuẩn bị nhiều thứ như vậy. Tất cả chỉ vì hắn ta muốn thoải mái đánh một trận cùng Phương Trần mà thôi. Dư Bạch Diễm nhìn về phía ba người còn lại. Được, vậy thì vẫn theo quy tắc cũ tất cả rút thăm đi, người rút thăm chúng sẽ là người đầu tiên thủ lôi đài. Mặc dù trận chiến mà hắn ta mong đợi nhất trong lòng là trận giữa Phương Trần và Ngô Mị, nhất là khi Hám Vô Miên luôn cứ làm nhảm về thần tướng đạo cốt, điều này càng làm cho hắn ta chờ mong Ngô Mị có thể mau chóng giao thủ với Phương Trần. Dù sao thì Ngô Mị cũng không giống với những người khác, thời gian trôi qua càng lâu, do cơ chế tự khôi phục thế nên tình trạng thân thể của Ngô Mị sẽ càng ngày càng tốt lên, từ đó mà trạng thái chiến đấu của hắn ta cũng sẽ càng ngày càng kém đi. Nhưng Dư Bạch Diễm không muốn phá hỏng quy củ, cho nên hắn vẫn hy vọng vận may của Phương Trần tốt hơn một chút. Có thể trở thành lôi chủ, để cho Ngô Mị là người đầu tiên lên đấu đi. Bốn người cùng ôm quyền nói, vâng, Thiệu Tâm Hà lập tức lấy ống trúc ra, để cho bốn người lấy thăm. Đợi sau khi xem xét kết quả xong, Phương Trần nhấc chân cất bước. Hắn đi lên lôi đài nhanh như một tia sét. Thấy thế, cả Dư Bạch Diễm và Hám Vô Miên đều lộ ra nụ cười. Sau khi bước vào trong lôi đài, ánh mắt Phương Trần liếc qua tất cả mọi người trong điện khắp cơ thể hắn tràn ra luồng xương màu đỏ, dòng xương đỏ như dòng nước xiết tuôn ra khắp nơi, bao phủ toàn thân hắn. Ánh mắt hắn liếc qua Phí Võ, Tôn Đàm và Ngô Mị, ai lên trước? Cả Tôn Đàm và Phí Võ đều nhìn về phía Ngô Mị, đây chính là lúc Ngô Mị suy yếu nhất, lực chiến của hắn ta cũng đang đạt mức đỉnh cao, thế nên tất nhiên bọn hắn muốn nhường cho Ngô Mị đánh với Phương Trần xong rồi tính. Ngô Mị cười thảm, "Phương sư huynh, ta lên trước." Vừa dứt lời, hắn ta liền nhảy lên giữa không trung, thân hình nhanh như gió làn áo đen tốc lên ầm hai chân ngô mị đạp xuống đất trong mắt hắn lộ ra sự hưng phấn điên cuồng thanh đao to lớn vung lên trời đao mang màu đen bóng trong thân thể hắn toát ra một luồng khí thế hủy diệt mạnh mẽ mà cùng lúc đó bên ngoài cơ thể phương trần cũng ngưng tụ lại khải giáp thần tướng xong giáp như bao phủ toàn thân hắn chỉ lộ ra con ngươi rất bình tĩnh một khắc sau sau khi thấy hai bên đều đã chuẩn bị xong dư bạch diễm liền thản nhiên nói bắt đầu đi khoảnh khắc lâm dư bạch phát ra âm thanh thì phương trần và ngô mị cùng di chuyển thạch đài khổng lồ như một bàn cờ ngọc bạch lơ lửng trên không trung mà trên bàn cờ có hai bóng người màu đỏ và đen đang lao về phía nhau lúc này phương trần một thân thần tướng khải vẫn bình tĩnh tay trái và tay phải không biết từ lúc nào xuất hiện chiếc diều long ám mới cùng xương đỏ ngưng tụ tạo thành lưỡi diều chiến màu đỏ diều chiến xương mù đỏ đang nhanh chóng dung hợp với diều long ám mới với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy đây chính là thần tướng dung bình dưới sự dung hợp của xương mù đỏ những viên đá rơi xuống từ đại ngộ đạo tiên thạch đều nhuốm màu đỏ như máu rất chói mắt khiến khí thế càng thêm cuồn cuộn và hùng vĩ phương trần cầm chiếc diều chiến sương mù đỏ như tia chớp đỏ tiếp cận ngô mị hai người đồng thời tiến công nhưng tốc độ của phương trần nhanh hơn thấy vây ngô mị không hề ngạc nhiên mà vô cùng hưng phấn đôi mắt đen trũng sâu hừng hực ý chí chiến đấu dường như rất sung sức khi phương trần từ không trung tiến gần ngô mị vốn đang giơ cao cánh cửa đại đao chĩa vào háng phương trần hắn không chút do dự lập tức chém tới thấy vậy sắc mặt phương trần không đổi chiếc diều chiến sương mù đỏ cũng có khí thế vô cùng hung hãn trực tiếp chặn đứng cánh cửa đại đao màu đen ẩm xương đỏ cùng ánh đen của đao kịch liệt va chạm hai luồng lực lượng hung mãnh va chạm chấn động lấy hai người làm tâm điểm nổ tung một tiếng đinh tai nhức óc vang vọng toàn bộ đại điện nhưng sau tiếng nổ kinh hoàng như vậy thân hình của phương trần vẫn không có chút run rẩy hay lùi về sau thay vào đó hơn chục chiếc diều với tốc độ vũ bão chém vào ngô mị không chút do dự chỉ với một đao mà muốn hắn lùi bước chưa đủ đoang 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 ngô mị nhất thời không thể phản kích chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ thấy vậy sắc mặt mọi người ngưng trọng giao đấu với một tên điên giám đổ lỗi cho người khác trong khi rõ ràng hắn đã chủ động ít quan khởi sàng mà phương trần lại có thể hung mãnh áp chế hắn như vậy quả nhiên không thể khinh thường thực lực của phương trần nhưng khi ngô mị sắp bị chém thành từng mảnh hám vô miên không chút lo lắng ngược lại càng ngày càng cao hứng cùng với sắc mặt tái nhợt tựa như tâm nguyện trước khi lâm chung của hắn đã được thực hiện lẩm bẩm nói đủ rồi sau trận chiến này có thể kết đan rồi. Phạm Trinh và Chu Trử thấy thế, thân sắc không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn cực độ, vội vàng lấy ngọc giản ra, ghi lại phương thức chiến đấu của Phương Trần, chờ về tiếp tục thảo luận. Sau hơn chục chiếc rìu, Phương Trần vẫn không dừng lại, hắn trực tiếp nắm bắt sơ hở và đá vào ngực Ngô Mị. Hắn có ấn tượng tốt đối với Ngô Mị, vì vậy, để thể hiện sự tôn trọng đối với Ngô sư đệ, hắn quyết định chỉ dùng thần tướng khải từ thần tướng đạo cốt, tuyệt không sử dụng sức mạnh của thượng cổ thần khu nhưng cho dù chỉ có sức mạnh của thần tướng khải thì ngô mị cũng không thể chịu được ngô mị bị đá mạnh đến mức không còn khí lực để cầm đao phương trần thấy vậy ánh mắt bình tĩnh xoay chiếc rìu trong tay phát ra tiếng gió rít rất đáng sợ sau khi xoay người dơ cao chiếc rìu ánh đỏ bùng cháy trên thân rìu một giây sau ầm tụ lực xong phương trần không nói một lời trực tiếp chém một rìu về phía ngô mị đang không chút phòng bị đúng lúc này ngô mị đột nhiên ngẩng đầu đôi mắt đen bỗng nhiên lộ vẻ hưng phấn trong miệng phun ra ngụm máu sau khi bị phương trần đá, hét lớn, đau yểm hóa y. vừa nói xong, toàn thân Ngô Mị phát ra vô số ánh đao màu đen. chẳng bao lâu, ánh đao biến thành hàng chục cánh cửa đại đao, những tiếng vù vù lần lượt vang lên, lao thẳng về phía chiếc rìu chiến Phương Trần chém xuống, đoàng đoàng đoàng. Phương Trần điên cuồng chém để chặn đại đao, nhưng sau khi giải quyết được làn sóng công kích này, hắn nhìn trạng thái của Ngô Mị, ánh mắt trầm xuống, chỉ thấy trên chiếc ngoại bào màu đen đang tỏa ra lớp ánh đen giống như dòng sông chảy trong đêm không trăng lưu chuyển vô tận sinh sôi không ngừng mà lớp ánh đen này giống như chiếc ngoại bào mà ngô mị mặc vào dần dần vừa khích cơ thể hắn phương trần thấy vậy nhíu mày cũng không vội di chuyển sau khi phủ thêm đao yểm y khí tức của ngô mị càng ngày càng u ám sắc mặt nhợt nhạt ngày càng rõ ràng hốc mắt dần chuyển sang màu tím đen như thể bị đấm vài phát sau khi ngô mị ngưng tụ đao yểm y liền nói đa tạ phương sư huynh trong khi phương trần đang không rõ sự tình dư bạch diễm ngồi trong đại điện trầm mặc dư bạch diễm nhìn về phía hám vô miên khi nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của hám vô miên dư bạch diễm không nói lên lời thực sự muốn thử tư vị của thứ này chính là học trộm xích sắc thần tướng khải đúng không trước đó ban đầu ở điện đạm nhiên hám vô miên gặp phương trần liền hưng phấn nói muốn xem thử tư vị của thần tướng đạo cốt còn nhắc nhở phương trần tu luyện thật tốt dư bạch diễm tưởng rằng hám vô miên muốn đánh với phương trần nhưng hiện tại sau khi nhìn vào phương pháp ngưng tụ tương tự giữa đao yểm y và xích sắc thần tướng khải mặc dù đặc thù bề ngoài khác biệt nhưng có một số điểm tương đồng và liên quan hắn rốt cuộc cũng hiểu ra hám vô miên rõ ràng muốn ngô mị đi theo con đường tương tự như trước đây và tiếp tục tạo ra các công pháp dựa trên thần tướng khải hám vô miên đã tạo ra công pháp của riêng mình tên là đao yểm y hám vô miên đã tạo ra công pháp này dựa trên thần tướng khải một vị bạn tốt của phương gia đương nhiên sự tham chiếu này không phải để nhìn vào công pháp mà là mô phỏng từ phương thức ngưng tụ sức mạnh. Mà bây giờ, khi Ngô Mị ngưng tụ đao yểm y, Hám Vô Miên muốn tìm cơ hội để Ngô Mị cùng Phương Trần đánh một trận. Xích sắc thần tướng khải là hình thái hoàn mỹ nhất của thần tướng khải. Nếu có thể mô phỏng theo XICH sắc thần tướng khải để ngưng tụ đao yểm y, Hám Vô Miên tin rằng điều đó sẽ có lợi hơn cho đồ đệ của hắn. Nhưng lần đầu hắn gặp Phương Trần, tu vi của Phương Trần không bằng Ngô Mị, cho nên Hám Vô Miên tha thiết hy vọng Phương Trần có thể nhanh chóng nâng cao tu vi thậm chí còn muốn thu nhận Phương Trần về môn phái của mình và để Phương Trần đối luyện cùng Ngô Mị. Quả nhiên, Phương Trần không làm hắn thất vọng, mấy ngày không gặp đã trực tiếp lên kim đan. Bởi vậy, Ngô Mị có thể cảm thụ được sự cường đại và hoàn mỹ của ngoại giáp thuật pháp ở cự ly gần. Rốt cuộc đó là tư thái gì, từ đó đột phá trở ngại cuối cùng của mình. Lúc này, sau khi đao yểm y của Ngô Mị hoàn thành, hắn nắm chặt cánh của đại đao màu đen, mỉm cười với Phương Trần, "Phương sư huynh, lần này chúng ta đánh một trận thật thống khoái đi." Vừa dứt lời, đao yểm y trên người ngô mị phát ra một loạt tiếng hét hốn 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 phương trần thấy thế đầu tiên là cảm thấy tiếng hét này có chút buồn cười nhưng sau khi cười xong trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu mong muốn mãnh liệt tìm được một chiếc giường lớn êm ái và ngủ một giấc ngủ ngon hắn nhất thời trợn mắt há hốc mồm ngọa tào hóa ra đao yểm y này dùng để truyền đạt cơn buồn ngủ và gắt ngủ mà khi đao yểm y hét lên không chỉ có phương trần tức giận đến mức muốn đi ngủ mà ngô mị cũng bị ảnh hưởng sâu sắc Gân xanh trên trán nổi lên, hai mắt gần như nhắm lại, hốc mắt hoàn toàn tím đen. Một giây sau, Ngô Mị tức giận gầm lên, "A a a a a." Trong tiếng gầm này, Ngô Mị vung ra một tia sáng màu đen, giống như một trận sấm sét ầm ầm vang tới. Bành, ánh đao giống như một quả pháo hoa màu đen nổ tung dữ dội giữa không trung. Sau khi ánh đao nổ tung, khói dày cuồn cuộn từ trên võ đài tản ra, che khuất tầm nhìn. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt tất cả đệ tử đều kinh hãi chẳng lẽ phương trần đã bị ngô mị điên cuồng này một đao chém chết sao cơn ác mộng đao của ngô mị không chỉ làm ô nhiễm tâm trí của chính hắn và phương trần mà còn khiến những người xung quanh chán nản không thôi đến mức trong nhất thời bọn họ không thể nhìn nhận chính xác tình hình của phương trần thiệu tâm hà thậm chí còn có ý kích động muốn lôi hoàng trạch đã ngủ ba ngày ra đánh một trận sau khi nảy sinh ý nghĩ này thiệu tâm hà dễ như chở bàn ta mà bóp chết suy nghĩ này nhưng trong lòng lại khẽ động một chút đao hiểm y này của ngô sư đệ quá mạnh rồi ngay cả chính mình cũng sẽ bị ảnh hưởng sao nhưng khi mọi người còn đang chấn kinh không biết là một đao uy lực điên cuồng của ngô mị có giết được phương trần hay không thì phát hiện dư bạch diễm và hám vô miên vẫn đang ngồi vững vàng tại vị trí cũ như những con chó giả cả một đám lập tức hiểu rõ trong lòng phương trần nhất định không chết về phần ngô mị thì vẫn cẩn thận đứng yên không đuổi về phía trước hắn không tin phương trần sẽ xảy ra chuyện hắn chỉ sợ nếu liều lĩnh lao tới có thể sẽ bị phương trần bắt được chém mà thôi sau khi ngô mị đợi vài hơi thở làn khói đen mới tan đi lúc mọi người thấy bộ dáng của phương trần đều nhịn không được lộ ra vẻ khiếp sợ lúc này lông tóc phương trần không hao tổn chút nào bóng người màu đỏ lẳng lặng đứng thẳng trước người là một tấm khiên màu đỏ tạo thành từ sương mù màu đỏ lặng lẽ lơ lửng trên bề mặt tấm khiên đỏ vết rách hình đao đang chậm rãi đóng lại đây là thần nguyên hộ hữu thuật pháp phòng ngự của xích sắc khải giáp thần tướng mà sau khi phương trần bắt đầu dùng thuật pháp này không khỏi cảm khải xích sắc khải giáp thần tướng không hổ là hàng tốt tinh phẩm chuẩn bị cho muội muội vô danh kia của mình năng lực của thuật pháp phòng ngự này gần bắt kịp nam thành thượng cổ thần khu của mình rồi trên thực tế hôm nay phương trần xem như đang chính thức tìm hiểu cách dùng của khải giáp thần tướng những kẻ địch trước kia không ai có thể cho hắn cơ hội chỉ sử dụng khải giáp thần tướng để ứng đối hoặc là tự bạo cho xong việc hoặc là sử dụng các loại sức mạnh sau đó phát động một diều giết trong nháy mắt căn bản không thể nào chỉ thí nghiệm giới hạn cao nhất của khải giáp thần tướng hiện tại Phương Trần coi như chính thức kiểm tra. Sau khi Phương Trần dùng một tấm khiên đỏ ngăn ánh đao, trong mắt Ngô Mị hiện lên chiến ý sôi trào, bên ngoài thân đao yểm y không ngừng rít lên như song biển liên miên bất tuyệt. Hàn nhấc đao với tư thái cuồng bạo phiền muộn gấp 10 lần so với vừa rồi, phóng về phía Phương Trần. Đối mặt với bộ dáng điên cuồng của Ngô Mị, Phương Trần đứng yên tại chỗ, bất động. Lần này khi đao yểm y của Ngô Mị sơ thành, cơn buồn ngủ tra tấn thần hồn đạt đến cực hạn, khí thế bên ngoài như lò luyện nổ vang, như núi lửa phun trào, như ngọn núi sụp đổ với sự bạo ngược vô biên và hung tàn khiến người khác kinh hãi run sợ bất an nhất là ánh sáng đen trên cánh cửa đại đao của ngô mị lúc này cũng đen như hốc mắt hắn âm thầm thăm thẳm tối tăm khó hiểu cảnh tượng này khiến sắc mặt tất cả mọi người đều nghiêm túc bọn họ biết trận đấu tiếp theo sẽ khốc liệt hơn vừa rồi không chỉ 100 lần công lực của ngô mị sẽ càng tăng lên với tiếng rít tăng lên của đao yểm y nhưng khi thấy ngô mị sắp đến gần mà phương trần vẫn còn bất động mọi người sửng sốt phương trần đang làm gì thế giữ thuật pháp sao trong khi mọi người đang bàng hoàng bối rối ngô mị cuối cùng cũng đến gần hắn đến trước mặt phương trần mang theo hung ý muốn chém núi xích tôn thành hai nửa dơ cao đại đao giống như hung thú tuyệt thế hạ xuống thế gian mang theo khí thế vạn quân bổ về phía phương trần mà lúc này phương trần bất động cuối cùng cũng đưa tay nguyên lực lúc này mới chậm rãi lưu chuyển vừa nhấc lên đại đao hung bạo như lũ quét ầm ầm kia liền bị hắn nhẹ nhàng linh hoạt cầm đao ý sao động toàn thân ngô mị liền bị vỡ tan dễ dàng như băng tan tiêu tán không còn trong khoảnh khắc phương trần nắm chặt đại đao ánh mắt của ngô mị ngẩn ngơ nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện đã cảm giác một trận đau đớn không thể giải thích được ở sau gáy ngay sau đó thân thể không tự chủ được ngã xuống thế giới dần dần trở lên tối tăm bành ngô mị ngã xuống đất toàn trường im lặng hắn dễ dàng bị đánh ngất bởi phương trần chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng chứng kiến trận chiến khốc liệt như thiên lôi đấu với địa lửa mà lại kết thúc bằng kết cục này chỉ vòng trong một tách trà tất cả mọi người đều lộ ra vẻ ngơ ngác ngắn ngủi Điều này, bọn họ tuyệt không nghĩ đến, Phương Trần đứng sau lưng Ngô Mị, sắc mặt bình tĩnh. Hắn vừa mới có một trận chiến nhẹ nhàng vui vẻ đầm điều với Ngô Mị, thứ nhất là để thử nghiệm uy lực của Khải Giáp Thần Tướng, thứ hai cũng là vì muốn giúp Ngô Mị hoàn thành tâm nguyện. Nếu có người thức suốt đêm, muốn miểu sát hắn như đã làm với Cửu Trảo Yêu Đế, Phương Trần sẽ cảm thấy mình quá vô nhân tính. Hiện tại đau yểm y đã thành, Phương Trần cảm thấy Ngô Mị đã được, nếu kịch liệt đánh tiếp, sẽ là không tôn trọng Cửu Trảo Yêu Đế bị một dìu chém chết người ta là yêu đế cũng không chịu nổi một dìu ngô mị đã ở đây đánh với mình đã được nửa canh giờ vậy thì suy ra chuyện ở dãy núi thương long có vô liêm sỉ hay không nếu cửu trảo ở dưới suối vàng biết được chỉ sợ sẽ tức giận đến mức sống lại sau đó báo thù mình và tự cho mình mạng sống thứ hai sau đó xương đỏ ngoài cơ thể phương trần tiêu tán thu hồi nguyên lực của thượng cổ thần khu cũng khiêng ngô mị đang hôn mê trong nháy mắt biến thành nằm ngáy o o ngủ cực kỳ ngon đi nhìn thấy ngô mị hai mắt đã nhắm lộ ra hốc mắt càng đen nhánh và khuôn mặt gầy gò trắng bệch Phương Tràn trầm mặc, đứa nhỏ này đến cùng là đã phải thức bao nhiêu đêm vậy. Dư Bạch Diễm thấy thế, mỉm cười, kết thúc, lập tức thở dài trong lòng. Phương Trần quả thật như lời đồn, nóng lòng giúp đỡ sư đệ sư muội. Rõ ràng là lúc đầu có thể trực tiếp đánh bại Ngô Mị, nhưng lại cố ý cho Ngô Mị cơ hội chính diện đối kháng kịch liệt để nâng cao tu vi, thực sự là dụng tâm lương khổ. Thiên Tư chắc tuyệt lại biết tùy thời diều dắt sư đệ sư muội bản môn, thật sự là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí thánh tử. Tuy nhiên mặc dù phẩm chất tốt đẹp nhưng tính cách lại hơi khiến người khác tức giận. Hy vọng tương lai có thể thu liễm một chút, ít nhất, đừng làm tông chủ này của hắn tức giận là được. Sau đó, Phương Trần rời khỏi võ đài, trong ánh mắt mừng rỡ, choáng váng, tán thưởng, sốc, tức giận, sung bái của một đám người đi đến trước mặt hám vô miên. Phương Trần nói, hám tưởng lão, đa tạ, Phương Trần, ngươi khiêm tốn rồi. Hám vô miên vịn quan tài, hấp hối cười nói, đa tạ ngươi đã chỉ điểm cho ngô mị, nếu sau này có cần gì, cứ việc đến tìm ta nói xong hám vô miên lấy ra một cái ngọc giản đưa cho phương trần đây là ngọc giản truyền tin của hắn thấy thế trong lòng phương trần sửng sốt lại còn có thu hoạch hắn từ chối nhận nói hám trưởng lão không cần như vậy đâu ta cũng học được rất nhiều từ ngô sư đệ không tính là chỉ điểm mà là đồng môn giao lưu hãy giữ thể diện cho sư đệ ngươi sau khi hám vô miên đưa ngọc giản ra cười rất miễn cưỡng đáp nụ cười này không phải nhằm vào phương trần chỉ là hắn mệt mỏi mà thôi sau đó hám vô miên mở vách quan tài hữu khí vô lực nói được rồi nếu hắn đã thua ngươi có thể để hắn vào quan tài phương trần đang khiêng ngô mị thật sự không có một từ may mắn nào trong lời nói của người hám trưởng lão sau khi phương trần đặt ngô mị vào quan tài hám vô miên không chút do dự đóng nắp quan tài cũng đóng đinh vào quan tài bằng 10 chiếc đinh dày bằng ngón tay phương trần không cần đâu hám trưởng lão hám vô miên cười thảm nói an hồn đinh đồ tốt có thể khiến hắn bình yên hơn phương trần vị sư tôn này thật là không nói lời nào tử tế cả một lát sau bên trong truyền ra tiếng ngáy của ngô mị dư bạch diễm thấy vậy nhân tiện nói được rồi tiếp tục trận thứ hai phương trần ngươi có cần nghỉ ngơi không dựa theo thông lệ cuộc tranh giành chân truyền có hỗ trợ nghỉ ngơi tuy nhiên phương trần từ chối hắn nhảy vào võ đài nói tiếp tục đi được dư bạch diễm thấy thế khẽ gật đầu chợt nhìn về phía phí võ và tôn đàm ta sẽ lên trước sắc mặt của phí võ nghiêm túc bộ dáng như thể sẵn sàng đón quân địch bước lên lôi đài khoảnh khắc dư bạch diễm tuyên bố bắt đầu bên ngoài cơ thể hắn bộc phát hàng trăm ánh sáng hỏa phù đây là sát chiêu mạnh nhất của hắn 500 đại viêm phù bắn liên tiếp loại đại viêm bạo phù này tu luyện phù kim đan bắn liên tục 100 phát đã cực kỳ khó khăn 200 phát đã vô cùng suy yếu 300 phát thì lác đác không có mấy ai tuy nhiên hắn có thể thực hiện 500 đạo liên tiếp không ngừng nghỉ sau 500 phát hắn còn chuẩn bị một sát chiêu khác cũng là 500 phát đại viêm bạo phù mà sau một nghìn phát hắn còn chuẩn bị sau khi hắn biết thực lực của phương trần đã chuẩn bị đầy đủ bí mật khởi động tất cả hỏa phù dưới đài vào lúc sáng sớm để có thể nhanh chóng tấn công phương trần khi hắn lên đài mà khi thân thể phí võ bạo phát ánh sáng phương trần liền dùng một chân dgap hắn ra ngoài về phần những hỏa phù bắn liên tiếp chuẩn bị vì phương trần thì tất cả đều bị bắn về phía dư bạch diễm dư bạch diễm bình tĩnh uống trà khiến tiểu trích đành phải chán nản tiến lên dùng hai cái ánh sáng hỏa phù nhỏ bé xóa tan tất cả bành hỏa phù bị xóa sạch, phi võ rơi xuống đài. Trận chiến kết thúc, Phương Trần mặt không đổi sắc nói, tiếp theo, mọi người, phi võ vốn là cường giả kim đan, sao có thể đến mức một chân đã bại ngay. Nhìn thấy màn này, tôn đàm nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt tái nhợt lên đài. Trong đầu đều là câu hôm qua mình nói với Phương Trần, hãy chuẩn bị sẵn sàng, lần này ta sẽ không lại mất đi vị trí chân truyền. Sau một khắc, tôn đàm cũng bay ra ngoài, sau khi trải qua ba trận chiến đấu khó khăn gian khổ, Phương Trần trở thành vị chân truyền thứ ba không thể nghi ngờ của núi Xích Tôn. Phương Trần nhảy từ trên lôi đài xuống, sau khi Dư Bạch Diễm phất tay lôi đài cũng tiêu tán biến mất. Dư Bạch Diễm nói, tranh đấu chân truyền đến đây là kết thúc. Chúc mừng Phương Trần trở thành vị chân truyền thứ ba của núi Xích Tôn. Mời chân truyền trung ban bảo vật, vừa mới nói xong. Dư Bạch Diễm gọi mệnh đăng hải ra, lấy ra mệnh đăng của Phương Trần đặt ở phía dưới chân truyền trung. Một lát sau, Dư Bạch Diễm đưa mệnh đăng của Phương Trần về mệnh đăng hải, còn chân truyền chung thì bắt đầu có chút chấn động rất hiển nhiên nó đang sáng tạo pháp bảo mới cho riêng phương trần lúc chân truyền chung lay động tôn đàm và phí võ bay ra ngoài đều mang theo mặt mũi thất hồn lạc phách đi trở về từ ngoài điện hai người biết mình thất bại nhưng không nghĩ tới sẽ thua theo phương thức này phương trần cho hai vị thiên tài này mỗi người một chân làm cho đạo tâm của bọn họ đều trực tiếp sụp đổ nhất là tôn đàm vẻ mặt của nàng hốt hoảng trong mắt đều là thất bại lần trước nhìn thấy phương trần phương trần còn cần dựa vào pháp bảo áp chế thấy tình thế không ổn còn sẽ lập tức mở huyền võ tráo ra. Nhưng chỉ mới mấy ngày mà thôi, thực lực giữa hai người đã khác biệt như ngày đêm, nhìn thấy một màn này. Lăng Uyển Nhi ở bên cạnh vụng trộm quan sát thật lâu không nhịn được nói khẽ với Khương Ngưng Y, sư tỷ, bọn họ thật thê thảm. Khương Ngưng Y cũng thở dài một hơi, đều là người tâm cao khí ngạo, bị phương sư huynh đạp như thế, có thể không thảm sao. Nói như vậy, ngô mị bị hám vô miên nhốt vào trong quan tài trái lại là may mắn nhất, chí ít hắn không có bị đà kích quá lớn. Thiệu Tâm Hà cách gần đó thì cười nói, "Con đường cầu đạo, gặp phải loại chuyện này không thể bình thường hơn được. Cho nên, lòng háo thắng phải có, nhưng lòng háo thắng này tốt nhất là chỉ so với chính mình hôm qua là đủ rồi." Lại nói, "Thời gian như sông, đằng đẵng thật dài, ai cũng không biết hôm nay ngươi mặc dù thất bại, nhưng mấy trăm năm sau, ngươi lại có thể trở thành người mạnh nhất bên trong cùng thế hệ cũng không nhất định." Lăng Uyển Nhi biểu thị thụ giáo, thật cảm tạ sư huynh chỉ điểm, Khương Ngưng Y cũng khẽ gật đầu mà phương trần thấy ba người đều có chút đồng tình với hai người kia, thì lập tức sung phong nhận việc nói vậy ta đi an ủi bọn họ một chút đi. Ba người nghe vậy thì sững sờ, chợt lộ ra mấy phần kính nể, tôn đàm và phi võ đều từng biểu lộ ra ác ý với phương trần, nhưng bây giờ phương trần lại muốn an ủi bọn họ, thật sự là lòng dạ rộng lớn, làm cho người kính trọng. viên hạo bên cạnh thấy thế thì cười lạnh, giả vờ cái gì? dư bạch diễm thì âm thầm gật đầu, lòng dạ như thế có thể làm thánh tử. lúc này. Phương Trần đi đến trước mặt Tôn Đàm và Phí Võ, quan tâm đầy đủ hỏi thăm, "Phí sư đệ, Tôn sư muội, ta là chân truyền mới của bản tông Phương Trần, có chuyện thương tâm gì có thể nói với ta?" Lời này vừa nói, tâm thái sắp sụp đổ của Phí Võ và Tôn Đàm trực tiếp nổ tung. "Mọi người, Dư Bạch Diễm mặt không thay đổi lau đi câu nói vừa nói ở trong lòng. Sau khi Phương Trần an ủi Phí Võ và Tôn Đàm, hắn bắt đầu chờ đợi chân truyền trung chế tạo xong ấn chân truyền đạm nhiên, chỉ là qua hơn nửa ngày, chân truyền trung này lại không đưa ra ấn chân truyền ngược lại là một mực chấn động không có chút dấu hiệu dừng lại nào thấy thế dư bạch diễm gắt gao nhăn lông mày lại chỉ khắc cái tên những năm qua đều là thời gian không đến mấy hơi là hoàn thành hiện tại cũng gần nửa ngày trôi qua chân truyền trung đang làm gì phương trần thấy chân truyền trung chậm chạp không có động tĩnh định đi hỏi thăm một chút hắn tò mò tiến đến bên cạnh thiệu tâm hà do hỏi thiệu sư huynh ấn chân truyền của ngươi như thế nào cho ta xem một chút thiệu tâm hà thấy thế thì lấy ấn chân truyền ra cười nói ngươi tự xem đi Ấn này là một khối ngọc trắng vuông vức, đại khái cỡ bàn tay người trưởng thành, viết chân truyền đạm nhiên, mà ở chính diện đại ấn thì khắc ba chữ to Thiệu Tâm Hà. Sau khi Phương Trần xem xong, phát giác thứ đồ chơi này cũng không có gì đặc biệt, bèn trả lại cho Thiệu Tâm Hà, lại nói Khương Ngưng Y lấy ấn chân truyền đạm nhiên của nàng ra. Sau khi lấy được đại ấn chân truyền đạm nhiên có khắc tên Khương Ngưng Y, Phương Trần trầm mặc, quả thật như Ngô Mị nói, những ấn chân truyền đạm nhiên này giống nhau như đúc, chỉ là khắc tên không giống nhau mà thôi. Sau đó phương trần trả lại ấn chân truyền của khương ngưng y hỏi thứ này có thể làm được gì thiệu tâm hà cười nói ấn này là căn cứ vào tư chất của mỗi vị chân truyền mà chế tạo có thể trợ giúp mỗi một vị chân truyền tăng lên năng lực ngộ đạo hám trưởng lão tông chủ mỗi người bọn họ năm đó đều là một đời chân truyền cũng có ấn chân truyền của mình cũng bởi vậy mượn dùng ấn chân truyền ngộ ra được đạo của mình thời của dư bạch diễm là thiệu ẩn làm thánh tử dư bạch diễm là chân truyền còn hoàng trạch thì có địa vị không khác phí võ lắm mà hám vô miên mặc dù là trưởng lão nhưng kỳ thực tuổi tác còn lớn hơn dư bạch diễm nhiều hắn cũng là chân truyền núi xích tôn vào thời của hắn nghe được thiệu tâm hà giới thiệu như thế phương trần nhất thời sững sờ chờ sắc mặt bắt đầu lộn xộn căn cứ tư chất chế tác phương trần tại chỗ chỉ có thể thăng a còng đô la hiện tại hắn có chút tê dại tư chất của mình dựa theo hệ thống thuyết pháp đạo cốt thần tướng là treo trên người mình chờ đưa cho chưa đặt tên vạn yêu tổ nguyên cùng với lực lượng thiên ma đương nhiên không cần phải nói cũng đều không phải là của mình mình tu luyện nửa đời vẫn chỉ là phế vật chân truyền chung này sẽ cho ra ấn chân truyền như thế nào khó trách chân truyền chung vẫn cứ chấn động lại không đưa ra ấn chân truyền đây là bởi vì tư chất hư vô của mình khiến cho khí linh của chân truyền chung cũng nghĩ nát óc cũng không biết nên làm sao thiệu tâm hà cười nói đồ vật mà chân truyền chung cho ra dĩ nhiên là trí bảo đỉnh cấp thế gian có ấn chân truyền này chắc hẳn sư đệ nhất định có thể nhanh chóng ngộ ra thuật pháp đỉnh phong thuộc về mình phương trần cười khan nói Ha ha, tốt nhất là vậy, chờ chút. Lúc này, Phương Trần gượng cười đột nhiên suy nghĩ khẽ động, dường như bị sét đánh trúng, hắn nhớ lại bức họa đạm nhiên. Cũng là dựa vào phương thức phán định tư chất để cho ra hóa thân của tổ tiên. Kết quả, ngày đó, núi Xích Tôn nên đón một buổi gặp mặt cả nhóm tổ tiên cực kỳ đặc biệt. Vậy bây giờ, Phương Trần không nhịn được chừng mắt nhìn về phía chân truyền trung còn đang hơi chấn động. Đối phương sẽ không đi ra quỳ xuống với mình đó chứ. Lúc trong đầu Phương Trần dâng lên ý nghĩ này, ong 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 chân truyền chung nửa ngày không có động tĩnh đột nhiên chấn động kịch liệt ong ong lên thanh âm giống như mấy vạn con con mũi đang đồng thời kêu to trong nháy mắt khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc phương trần giật mình tình huống như thế nào sẽ không phải thật sự ra quỷ chứ dư bạch diễm thì lập tức thối lui đến bên cạnh hám vô miên cũng bảo hộ tiểu chỉ ở phía sau mình lập tức ngưng trọng nói chân truyền chung có dị thường hám vô miên đập một trưởng vào quan tài để nó mang ngô mị rời đi cũng suy yếu mỉm cười nói đã nhìn ra khả năng do tư chất của phương chân truyền quá mạnh dẫn đến chân truyền chung cũng không biết như thế nào cho phải dư bạch diễm sầm mặt lại đến lúc nào rồi còn nói đùa chúng ta có nên mời tổ sư tới hay không hàm vô miên nghe vậy đang định nói chuyện một giọng nói mang cảm xúc bực bội cực độ lại đột nhiên vang lên không cần vừa mới nói xong chân truyền chung đang chấn động lập tức dừng lại thời khắc chấn động dừng lại tầm mắt của toàn bộ mọi người trong đạm nhiên điện đều cùng nhau tập trung ở nơi từng phát ra tiếng động chân truyền chung chỉ thấy phía trước chân truyền trung có một cái chân truyền trung hư huyễn giống nhau như đúc nổi lơ lửng chân truyền trung hư huyễn này nhỏ hơn chân truyền trung bản thể không ít câu không cần vừa rồi chính là xuất từ chân truyền trung hư huyễn này phương trần thấy thế thì đồng tử co rụt lại ý thức được cái gì nghĩ thầm đây là khí linh của chân truyền trung xuất hiện sao quả thật không sai sắc mặt của dư bạch diễm và hám vô miên lập tức từ ngưng trọng chuyển thành nghiêm nghị cũng cung kính hành lễ bái kiến tiền bối chân truyền trung các đệ tử bao gồm phương trần cũng đàng hoàng hành lễ chân truyền trung là pháp bảo đỉnh cấp của đạm nhiên tông tồn tại cấp bậc lão quái vật tuy tuổi tác của dư bạch diễm và hám vô miên cũng không nhỏ nhưng ở trước mặt chân truyền trung cũng phải ngoan ngoãn cung kính hành lễ ừm khí linh hư huyễn của chân truyền trung truyền đến một tiếng đáp lại không mặn không nhạt tiếng nói của hắn thanh tịnh giống như thiếu niên chỉ là mang theo sự bực bội nồng đậm hỏi dư bạch diễm ngươi là tông chủ đương nhiệm đúng không đúng dư bạch diễm gật đầu chân truyền trung hỏi tông chủ vậy phương trần này là ai dư bạch diễm là đệ tử chân truyền mới của núi Xích Tôn hôm nay, hắn ở đâu? Tại đây. Dư Bạch Diễm đi đến bên cạnh Phương Trần, sóng vai cùng đứng với Phương Trần. Dư Bạch Diễm sợ Phương Trần đơn độc đối mặt chân truyền chung sẽ có áp lực tâm lý, mình là tông chủ dĩ nhiên phải đứng chung một chỗ cùng với hắn, giảm bớt áp lực cho hắn. Sau khi đứng vững, Dư Bạch Diễm truyền âm cho Phương Trần, hành lễ với tiền bối, làm theo quy củ. Đã nhiều năm như vậy, ta cũng là lần đầu tiên giao lưu với hắn, không biết tính nết hắn như thế nào, không cần dư bạch diễm đề điểm phương trần cũng hiểu biết tính nết của chân truyền chung này xem ra cực kỳ không tốt lập tức cung kính cúi đầu đệ tử phương trần bái kiến tiền bối nhìn thấy phương trần giọng nói của khí linh chân truyền chung lập tức liền trở nên phiền não là tiểu tử ngươi khiến cho bản tọa ngủ cũng không yên đúng không phương trần vãn bối không dám khí linh chân truyền chung buồn bực nói ngươi là không dám nhưng mệnh đăng của ngươi dám bản tọa rất buồn bực trước khi bản tọa ngủ say đã làm ra một nhóm ấn chân truyền chống không bất luận kẻ nào chỉ cần mang mệnh đăng tới bản thể của bản tọa sẽ dựa theo thuật pháp bản tọa bày ra khắc khí tức cùng với tên của mệnh đăng lên ấn chân truyền chế tạo pháp bảo thay các ngươi nhưng hôm nay sao lại cổ quái như vậy tên của ngươi sao lại khó khắc xuống như vậy khí linh chân truyền chung sao lại bị phương trần đánh thức cũng là bởi vì chân truyền chung chậm chạp không cách nào khắc tên lên ấn chân truyền càng không cách nào khác bản thể của chân truyền chung sẽ chấn động càng lợi hại đến sau cùng khí linh bị ép tỉnh lại từ trong trạng thái ngủ say đã lâu dẫn đến gián đoạn tu luyện. Bởi vậy, lúc này trong lòng hắn bực bội không kém hơn Ngô Mị vừa mới vén quan tài leo lên là bao nhiêu. Mọi người nghe vậy thì đều im lặng, nhưng bọn hắn không có ai để ý chân truyền chung bực bội. Tất cả mọi người bao gồm cả Dư Bạch Diễm đều đang điên cuồng chửi mẹ trong lòng. Đến cùng là tên khốn nạn nào tại tuyên truyền sau khi trở thành chân truyền sẽ được khí linh chân truyền trung chế tạo pháp bảo. Con hàng này rõ ràng vẫn luôn ngủ say. Sau đó, khí linh chân truyền chung lại nói, ấn chân truyền của bản tọa là trí bảo ngộ đạo phía dưới độ kiếp chất liệu đặc thù theo lý mà nói người có mệnh đang không khắc được ấn chân truyền ấn hoặc là chân truyền ấn xảy ra vấn đề hoặc là tư chất của người này quá kém tông chủ ta muốn hỏi một chút là bản tọa xảy ra vấn đề hay là tư chất của chân truyền phương trần này quá kém nói xong lời cuối cùng giọng nói của khí linh chân truyền trung bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc rõ ràng có ý hỏi tội đây là vạn hỏi dư bạch diễm tuy khí linh vừa tỉnh nhưng đầu óc vẫn là còn rất minh mẫn nếu tư chất của phương trần có thể kém mức không khác được ấn chấn truyền vậy mang ý nghĩa đạm nhiên tông đã xuất hiện rất nhiều vấn đề loại thời điểm này người nên bị chất vấn nhất cũng là tông chủ đương nhiệm lúc tiếng vang quát chói tai của khí linh chân truyền trung vang vọng toàn đại điện ngoại trừ dư bạch diễm hám vô miên và phương trần ra thì tất cả mọi người đều luống cuống nếu khí linh chân truyền trung nổi trận lôi đình rất có thể sẽ khiến cho núi xích tôn dung chuyển sắc mặt của khương ngưng y và thiệu tâm hà càng khó coi bọn họ đều quan tâm phương trần dĩ nhiên là lo lắng nhất nhưng hai người bọn họ đều rõ ràng loại thời điểm này ngoại trừ dư bạch diễm không ai có thể nói chuyện thay phương trần nếu không thì chính là đi quá giới hạn như vậy sẽ càng củng cố tội danh đạm nhiên tông xảy ra vấn đề tuy nhiên mấy tiểu bối rất hoảng dư bạch diễm vẫn bình chân như vậy lăng tu nguyên còn chưa có đi bế quan đâu gấp cái gì có lăng tu nguyên thiên ma cuột sập cũng có thể khiến cho người nào đó cùng với uyên vân sách của đức thánh tông cõng nổi một chân truyền chung không đủ gây náo loạn sau khi nghe khí linh nghiêm nghị chỉ trích dư bạch diễm cung kính lại ung dung nói tiền bối vãn bối cả gan phản bác trong mắt của ta ấn chân truyền của ngài không thể nào có vấn đề nhiều năm qua ngài tận hết sức lực cân nhắc vì đệ tử đời sau mỗi một ấn chân truyền đều là pháp bảo đỉnh cấp do ngài đã phí sức lo lắng mới có được huống chi những năm gần đây ấn chân truyền mang đến trợ giúp cỡ nào cho chân truyền của tông môn tin tưởng các vị tổ tiên các vị đồng môn đều rõ như ban ngày hết lòng vì hậu thế như vậy dạng dỡ tổ tông như vậy có thể xưng là công lại thiên cổ bất hủ như vậy ấn chân truyền làm sao có thể có vấn đề gì chứ nghe xong phương trần không khỏi sững sờ chật hít một hơi khí lạnh Ê, dư tông chủ năng lực dùng từ đặt câu này có thể tương xứng với hệ thống tông chủ đạm nhiên tông quả thật thâm tàng bất lộ khủng bố như vậy khí linh chân truyền trung thản nhiên nói nếu như ấn chân truyền không có vấn đề vậy ngươi đang thừa nhận tư chất của phương chân truyền thật quá kém dư bạch diễm không kiêu ngạo không tự ti mỉm cười cũng không phải thực lực của phương chân truyền rất cường đại người mang đạo cốt thần tướng đã là chuyện mọi người đều biết thể phách cường kiện tiêu chuẩn thể tu này có thể xưng là cường giả mạnh nhất trong tất cả đệ tử núi xích tôn từ khi lập tông đến nay cho nên càng không có khả năng là do tư chất cực kém giọng điệu của khí linh chân truyền chung trở nên nóng này vậy ngươi nói vấn đề đến cùng xuất hiện ở đây dư bạch diễm nói vãn bối không biết chân truyền chung âm trầm nói vậy ngươi nói nhiều như vậy chỉ là vì nịnh nọt ta lừa gạt cho qua chuyện sao dĩ nhiên không phải dư bạch diễm lắc đầu đột nhiên nói tuy vãn bối không biết đáp án cho vấn đề này nhưng ta nghĩ nếu ta nói tỉ mỉ con đường mà phương trần trải qua cho ngài ngài hẳn sẽ hiểu chân truyền trung sững sờ có ý tứ gì lúc này trong điện trầm mặc một người một trung đổi thành truyền âm giao lưu dư bạch diễm thô sơ giản lược nói một lần chuyện hôm đó hóa thân của tổ tiên trong bức họa đạm nhiên đoàn tụ tại từ đường sau khi nghe xong chân truyền trung cũng trầm mặc một lát sau hắn nhịn không được trần chờ truyền âm xác nhận nói thật thật sự đều quỳ ư dư bạch diễm trả lời đều quỳ toàn bộ toàn bộ giọng nói của chân truyền trung bắt đầu run rẩy kịch liệt như vậy xích tôn đại nhân đâu cũng ở trong đó à dư bạch diễm trầm mặc thật lâu nói vãn bối không xác định vì người quỳ khi đó thực sự nhiều lắm chân truyền trung ngươi không có lừa gạt bản tọa chứ dư bạch diễm lúc ấy cũng có tổ sư ở đó hiện tại hắn vẫn chưa bế quan nếu ngài không tin có thể mời tổ sư hỏi ý tổ sư nào lăng tu nguyên tổ sư hắn giọng của chân truyền trung biến đổi lập tức kinh ngạc nói vậy hắn cũng quỳ sao dư bạch diễm trầm mặc một lát nói vãn bối không dám nói tiền bối có thể tự mình hỏi ý chân truyền trung cân nhắc liên tục cuối cùng vẫn nói được rồi tu nguyên tư chất xuất chúng công việc phức tạp bản tọa không nên quấy rầy hắn tiểu tông chủ nguyên nói chuyện cũng thành khẩn bản tọa tin ngươi hắn cảm thấy dư bạch diễm hẳn là không có lá gan lấy hóa thân của tổ tiên lừa gạt mình hẳn là không cần xác nhận tuy nói chân truyền trung có bối phận cực cao lăng tu nguyên nhìn thấy hắn cũng phải kêu tiền bối nhưng đây chỉ là lăng tu nguyên lễ phép tôn trọng với người già trong tông môn mà thôi thật luận tu vi chân truyền trung vẫn không sánh bằng lăng tu nguyên hắn cũng không muốn vì những lời nói có xác suất là thật cực cao này của dư bạch diễm mà đắc tội lăng tu nguyên trong đại điện trầm tĩnh mọi người sợ hãi lo lắng trong lòng một lúc lâu chân truyền trung rốt cục lại mở miệng Lần này, hắn nói Phương Trần cực kỳ ôn hòa, ngươi chính là thiên tài mới của bản tông, Phương Phương Trần chân truyền, đúng không? Bản Tọa thấy ngươi cực kỳ thân thiết, chúng ta tựa hồ hữu duyên, tới, để Bản Tọa nhìn xem khoảng cách gần." Nói xong, cả tòa Đạm Nhiên Điện lập tức im lặng im ắng, hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người, tất cả mọi người không khỏi trợn mắt há mùng khi nhìn thấy khí linh của Chung Chân Truyền thay đổi sắc mặt sau cuộc trao đổi ngắn ngủi với Dư Bạch Diễm. Năng lực xem xét thời thế này quá cường đại rồi đây chính là giá trị của lão tiền bối trong tông môn sao phương trần thành thật tiến lên vâng tiền bối khi hắn đi đến trước mặt trung chân truyền khí linh của trung chân truyền khẽ gật đầu tựa như đang ngắm nghía phương trần một lúc sau hắn nói không tệ hoa nhường nguyệt thạnh mắt ngọc mày ngài không hổ là thiên kiêu của tông ta phương trần ngươi nghe xem đây là đang khen ta sao những người còn lại trung chân truyền tiền bối này biết khen ngợi người khác nhưng hình như chỉ biết một chút phương trần chỉ có thể nhắm mắt nói đa tạ tiền bối khen ngợi nhưng vãn bối không đảm đương được lời tán thưởng này thật sự là nhận lấy thì ngại truyền đi cũng chỉ bị chỉ trích thôi trung chân truyền thản nhiên nói không sao cả ta nói ngươi hoa nhiều nguyệt thẹn. thì ngươi chính là hoa nhiều nguyệt thẹn. những người còn lại trong tông môn chắc hẳn sẽ không có ý kiến phản đối phương trần những người còn lại đã có chút không kiềm được cách tán dương chi tử này trung chân truyền tiền bối thực sự là học được quá nhiều rồi khương ngưng y không khỏi mím môi sợ mình bật cười phương sư huynh hoa nhiều nguyệt thạnh ở trong mắt trung chân truyền tu sĩ nhân tộc, nam hay nữ đều giống nhau, đều là hai mắt một mũi, không có gì khác biệt. Cho nên, Trung Chân Truyền cho rằng hoa nhiều nguyệt thẹn là dùng để khen ngợi vẻ ngoài của con người, vậy nên cũng lấy ra để khen ngợi Phương Trần. Hoàn toàn không có bệnh, trên thực tế, logic của hắn gần giống cách nhân tộc đối đãi với yêu thú. Ở trong mắt Phương Trần, kỳ thật kim hổ trong dãy núi Thương Long và rực hung ngoại trừ bộ da lông khác nhau ra, thì những cái khác đều giống nhau. Cả hai con hổ đều lớn lên trông rất hung hãn, nhưng kim hổ trong suy nghĩ của dực hung, thì lại là một đại mỹ hổ thông bình xinh đẹp chỉ xét về tướng mạo trong số những con hổ cái mà dực hung từng thấy bao gồm cả mười mấy tỷ muội hổ của hắn cũng như những yêu thú khác trong hổ tộc miêu tộc thì có thể xếp vào top 5. trung chân truyền cảm thấy rằng mình chủ động khen ngợi phương trần cũng coi là đã cho phương trần đủ thể diện hóa giải việc xấu hổ vừa rồi khi mình mới ra sân đã chất vấn mọi người chợt trung chân truyền đi thẳng vào vấn đề nói đúng rồi ngươi đối với pháp bảo chân truyền của ngươi có yêu cầu gì không bởi vì hóa thân tổ tiên đã quỳ lại, trung chân truyền đã lười biếng nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng được tùy chỉnh lần đầu tiên. phương trần nghe vậy, nhất thời lộ ra một tia kích động, nói: tiền bối, vãn bối cả gan, muốn thỉnh giáo một chút, ngài am hiểu về những loại pháp bảo nào ạ? À? trung chân truyền ngạo nghễ nói: thứ duy nhất ta biết và am hiểu đương nhiên là luyện chế pháp bảo ngộ đạo. phương trần giật mình, thì ra là một cái trung chân truyền thích mò cá lại còn học lệch môn nghiêm trọng nha. chợt, phương trần rơi vào trầm mặc. Trung chân truyền chỉ biết chế tạo pháp bảo ngộ đạo, sự giúp đỡ này cho mình thực sự là rất ít. Tuy nhiên, Phương Trần có thể hiểu được sự kiêu ngạo của Trung chân truyền. Trong Đạm Nhiên Tông khắp nơi đều có người biết luyện chế pháp bảo, nhưng hiện tại xem ra chỉ có Trung chân truyền biết luyện chế pháp bảo ngộ đạo. Với trình độ kỹ thuật cao như này, không trách người ta kiêu ngạo mà đi mò cá. Phương Trần liền nói, "Vậy xin phiền tiền bối chế tạo cho ta một cái pháp bảo ngộ đạo đi." Nhưng Trung chân truyền vừa rồi còn nói một cách kiêu ngạo, lập tức si hơi hắn bắt đầu tính chiến thuật trầm mặc ừm lúc này hiện trường lại quay về điểm xuất phát ban đầu lúng túng nó nói thì kiêu ngạo như thế nhưng hắn thật không biết làm sao giúp phương trần luyện chế pháp bảo ngộ đạo tục ngữ có câu gỗ mục không thể đẽo đá cứng không thể luyện bùn nhão thì không thể chát tường nhưng tình huống của phương trần so với gỗ mục và đá cứng còn đáng sợ hơn vấn đề không phải là tư chất của hắn có kém hay không vấn đề của hắn là không có tư chất khí linh của trung chân truyền sắp bị bản thể của chính mình nôn ra bởi vì thật sự là không kiểm tra ra được tư chất của Phương Trần. Tư chất của tên này như quỷ vậy, trên thế giới này không có người nào như vậy, khiến đến trung chân truyền cũng bị tê, mà trung chân truyền càng trầm mặc thì điện đạm nhiên càng xấu hổ. Lúc trung chân truyền mò cá nhiều năm sắp mất mặt thì mọi người đều đã xấu hổ cục ngón chân. Tất cả mọi người đều không phải kẻ ngốc, đều rõ ràng trung chân truyền là bởi vì không luyện được nên mới không dám trả lời những bọn hắn không ai dám nói rõ chuyện này. Nếu không phải bây giờ khó rời đi, ai lại muốn ở đây nhìn lão gia hỏa mất mặt? phương trần cũng không dám hỏi câu tiền bối à sao người không nói chuyện sợ nói xong sẽ bị chuông đuổi đi nếu nói ra thật đến lúc đó chắc chắn sẽ phải nằm cùng một chỗ với ngô mị sư đệ đúng lúc này trung chân truyền đột nhiên tựa hồ phát hiện được cái gì đó kinh hô nói tìm được rồi thấy thế mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía trung chân truyền à bọn họ vừa rồi xấu hổ không dám nhìn thẳng vào trung chân truyền lúc này trung chân truyền đáp lại bọn hắn đương nhiên lập tức chú ý đến giọng điệu của trung chân truyền đầy tự hào sở dĩ vừa rồi ta không nói lời nào thực ra là vì ta nghĩ đến một câu nói mà xích tôn đại nhân đã để lại mọi người nghe vậy lộ ra nghi ngờ đây là thật sao chung chân truyền không phải vì luyện không nổi nên mới trầm mặc sao chung chân truyền tiếp tục nói xích tôn đại nhân từng nói nếu như có một ngày gặp được tư chất khó kiểm tra ấn chân truyền bị trì hoãn lâu ngày không thể luyện cho đệ tử chân truyền thì hãy giao bảo vật quan trọng này cho chân truyền đó bởi vì đệ tử chân truyền này là sự tồn tại đặc thù nhất của đạm nhiên tông xứng đáng với bảo bối này mọi người lập tức cả kinh nhất là dư bạch diễm hắn đảm nhiệm vị trí tông chủ nhiều năm như vậy đây thật là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này chẳng lẽ xích tôn đại nhân thực sự đã tiên đoán được sự tồn tại của phương trần cái kia năng lực bói toán trước vận mệnh tương lai này có phải là quá mạnh không chờ chút dư bạch diễm đột nhiên sửng sốt nếu như xích tôn đại nhân thật sự có lời tiên đoán hắn dự liệu được việc mình sẽ quỳ sao phương trần ở khoảng cách gần thì nghẹn họng nhìn chân chối tràn ngập vẻ khó tin như vậy, chẳng lẽ bảo bối này chính là Chu Chân Truyền nghiêm nghị nói, "Không sai, Phương Trần, bảo bối này là của ngươi, cũng là ngươi dự ngôn chi tử trong miệng của xích Tôn đại nhân, sự tồn tại đặc thù nhất của cả Đạm Nhiên Tông." Mọi người nghe vậy, đều xôn xao, đều bị chấn nhiếp trong lòng hoảng sợ bởi lời nói hàm chứa khí thế cường giả của Chu Chân Truyền. "Phương Trần, hóa ra là dự ngôn chi tử của xích Tôn đại nhân sao?" Phương Trần nhất thời thụ kinh sủng nhược, kích động đến mức thân thể tự giác phát run, nói, đa tạ tiền bối, xin hỏi bảo bối này là cái gì trung chân truyền lộ ra vẻ tự hào chậm rãi nói là hắn đây cho ngươi nói xong năm cái ấn chân truyền chống khâu chậm rãi bay ra từ trong cơ thể của trung chân truyền vừa mới nói xong phương trần dư bạch diễm mọi người toàn điện đạm nhiên lại một lần nữa rơi vào im lặng như trước nhưng lần này không còn là sốc nữa mà là sự im lặng xấu hổ như chết trong sự yên lặng này chỉ có tiếng ngáy của ngô mỹ tiếp tục vang vọng phương trần sửng sốt trên thực tế ngay từ câu đầu tiên khi hắn nhắc đến dự ngôn chi tử ở chuông chân truyền hắn liền nghe ra tất cả chỉ là lời tán gẫu vô nghĩa nếu thực sự là dự ngôn chi tử thì ngay thời khắc chuông chân truyền lộ diện nên trực tiếp ngả bài cần gì lãng phí thời gian mặc dù phương trần không tin vào lời nói dối của hắn nhưng vẫn kích động chờ mong chuông chân truyền sẽ lấy ra bảo bối gì để chứng minh sự đặc biệt của cái gọi là dự ngôn chi tử nhưng phương trần quả thực không ngờ tới chuông chân truyền tiền bối đã mò nhiều năm như vậy lại trực tiếp bị hủy diệt không khác được tên vậy không khác nữa nếu muốn đặc biệt vậy một hơi năm cái là đủ đặc biệt rồi phải không khi toàn trường trầm mặc trước hành động tồi tệ của chuông chân truyền chuông chân truyền đột nhiên nở nụ cười thần bí không nên nghĩ rằng sự việc này đơn giản như vậy đây không phải năm cái ấn chân truyền đơn giản phương trần xứng sở cái này là chuông chân truyền tao nhã cười đây là ấn chân truyền trong lời tiên tri của xích tôn mọi người cái này không phải là ấn chân truyền sao phương trần trầm mặc tiền bối ngươi gạt bọn ta không sao đừng thực sự lừa gạt chính mình ta bị gạt không sao dù sao ta trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách giết cả gia đình mình như người chân truyền ấn tiếp tục nói hơn nữa năm cái ấn chân truyền này cực kỳ đặc biệt bọn họ đại biểu cho ngũ hành tương sinh tương khắc khả năng ngộ đạo cũng sẽ được tăng cường cho nên ngươi hiểu không phương trần sững sờ hóa ra năm cái ấn chân truyền xuất hiện vì ngũ hành tương sinh tương khắc sao nhưng hắn lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng nhưng ấn chân truyền khác cũng có đầy đủ ngũ hành hắn đã chạm vào khương ngưng y so với năm cái này hoàn toàn không khác biệt lúc này nhìn thấy phương trần vẫn còn nghi hoặc chuông chân truyền vẫn không lừa được hắn trầm ngâm thật lâu rồi đột nhiên hét lên ngưng năm cái ấn chân truyền chống rỗng đột nhiên ngưng tụ thành một ấn chân truyền khổng lồ trước mặt mọi người ta cho ngươi biết đây mới là pháp bảo đặc biệt mà xích tôn đại nhân để ta ban cho dự ngôn tri tử giờ khác này ngữ khí của chuông chân truyền không hề do dự rất tự tin ngạo nghễ lại kiên quyết như năm cái ấn chân truyền hợp nhất mặc dù tỷ lệ đã được phóng đại nhưng thực sự không có gì thay đổi chuông chân truyền tiếp tục nói được rồi, Phương Trần, viết tên của ngươi đi. Phương Trần ngạc nhiên hỏi. Ta, tự ta viết sao? Đúng, Trung chân truyền gật đầu, cười nói, thân phận ngươi đặc thù, đương nhiên là ngươi tự viết, như thế mới thể hiện được sự khác biệt của ngươi. Phương Trần trần trừ vươn tay, định dùng linh lực để lưu lại dấu vết, nhưng Trung chân truyền nhắc nhở. Lấy bút đi, tay không làm sao có thể viết được. Không có bản thể trợ giúp, ai cũng đừng nghĩ đến có thể thay đổi ấn chân truyền. Phương Trần, tiền bối, dùng bút viết không sợ rớt mực sao trung chân truyền rơi liền thay không phải chuyện lớn phương trần sau đó phương trần từ chối viết tên vì hắn không biết sử dụng bút lông tiền bối ta nghĩ rằng hiện tại không cần viết tên ta có thể tiếp tục thưởng thức ấn chân truyền này cũng được trung chân truyền thấy thế cũng không ép buộc mà đổi chủ đề nói đúng rồi phương trần ngươi không cần kêu nó là ấn chân truyền nữa ta đặt cho nó một cái tên độc nhất vô nhị gọi là ấn chân trần ấn này sinh ra vì ngươi tên cũng là đặt cho ngươi ngươi cảm thấy thế nào phương trần miễn cưỡng cười nói ta cảm thấy rất tuyệt. Trung chân truyền nói, vậy là tốt rồi, thấy ngươi cười đến không ngậm miệng được, ta cũng cao hứng, vậy ngươi nhận ấn chân truyền đi. Phương Trần đành phải cười tiếp nhận ấn chân trần. Bởi vì vật này không thuộc về Phương Trần nên Phương Trần có thể cảm nhận được sức mạnh chân chính của nó. Nặng như một ngọn núi nhỏ, cho dù là thương cổ thần cu của Phương Trần, lúc này cũng không thể không sử dụng sức mạnh của hai tay, khiến trong lòng hắn không khỏi cảm thán. Ấn chân trần quả nhiên rất nặng, sau đó Trung chân truyền nói, được rồi, cứ vậy đi, sau này có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Phương Trần nâng ấn chân Trần, chân, chân thành cười khan nói, "Tạ ơn tiền bối." Chung chân truyền hết sức hài lòng biến mất, điện đạm nhiên khôi phục sự yên tĩnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào. Bọn họ cảm thấy Phương Trần quá xui xẻo, đánh ba trận chiến lại được một pháp bảo vô dụng. Nhưng vào lúc này, Dư Bạch Diễm đột nhiên nghiêm nghị nói, "Đệ tử núi Xích Tôn ở đây nghe lệnh, việc Phương Trần lấy được ấn chân Trần, cần phải giữ bí mật với bên ngoài." đặc biệt là không thể để người trong ma tông biết được mọi người nghe vậy không khỏi sửng sốt chợt tái mặt sợ hãi cái ấn chân trần này cần coi trọng như vậy không sắc mặt sư bạch diễm nghiêm túc nhưng mọi người lại phát hiện trên mặt tông chủ dường như mang theo vẻ mừng như điên hắn nói từ giờ trở đi các ngươi nhất định phải nói năng thận trọng nếu có người tiết lộ việc này chắc chắn sẽ dẫn đến ma đạo sẽ dùng toàn lực nhắm vào phương trần bởi vì chỉ có bọn họ mới biết được điều này có ý nghĩa gì nghe vậy tất cả đệ tử đều sợ hãi cái gì hóa ra cái ấn chân trần này nổi tiếng thật sao ngay cả ma đạo cũng muốn toàn lực nhắm vào sau một khắc ánh mắt mọi người nhìn phương trần thay đổi họ cảm thấy lời nói của trung chân truyền không có một chữ nào là sự thật nhưng thái độ của dư bạch diễm lại làm chó bọn họ không thể không tin hóa ra phương trần không phải là người xui xẻo nhất mà là thiên kiêu trí tôn chân chính sao phương trần cũng bối rối đây là lần đầu tiên hắn thấy tư thái nghiêm túc này của dư bạch diễm hắn không nhịn được cúi đầu nhìn ấn chân trần trong lòng chậm rãi hiện ra nghi vấn chẳng lẽ cái đồ chơi này thật sự hữu ích cái này đương nhiên vô dụng trong vân lam cảnh dư bạch diễm vừa vào cửa vừa bĩu môi nói phương trần đứng ở phía sau hắn sắc mặt nhất thời hỗn loạn cảm giác mình như một tên hề vì vừa rồi đã dâng lên cảm giác mong đợi sau khi dư bạch diễm yêu cầu mọi người nói năng thận trọng hắn liền lấy cớ muốn tìm tổ sư bàn bạc về việc ấn chân trần đưa phương trần rời khỏi điện đạm nhiên chạy về vân lam cảnh sau khi về đến vân lam cảnh phương trần vốn định hỏi thăm tác dụng của ấn chân truyền ai ngờ dư bạch diễm lại đổ xuống câu này cả người phương trần đều choáng váng ta vừa rồi là vì che đậy thay chung chân truyền tiền bối bảo hộ chút mặt mũi của tiền bối nên mới nói láo dư bạch diễm thở dài sâu một hơi ta lừa gạt những người khác cũng không sao ngươi là người bị hại ta không thể lừa ngươi nếu không nửa đêm ta sẽ không ngủ yên phương trần tông chủ nhưng bây giờ ta cảm thấy ngủ không yên giấc náo loạn nửa ngày hắn vẫn nhận được một phế phẩm dư bạch diễm vỗ vài phương trần an ủi không sao ta để tiểu trích đi mượn quan tài phương trần cứng ngắc nói đa tạ tông chủ cảm ơn tiểu trích tiểu trích vẫy tay biểu thị không cần khách khí phương trần không cần cảm ơn còn có ngươi có thể gọi ta là dư trần phương trần bị cái tên làm cho giật mình lập tức nghĩ đến ấn chân trần vừa rồi đau đầu nói ngươi đừng nhắc trần với ta bây giờ ta bị dị ứng với cái chữ này ngữ khí tiểu trích mang theo đồng tình được rồi phương Lúc này Dư Bạch Diễm tiếp tục nói, ấn chân truyền được luyện thành từ đạo vận hạo ngọc. Nếu ấn chân trần của ngươi là đạo vận hạo ngọc tầm thường, bây giờ ta vẫn có thể mới mấy vị luyện khí sư luyện chế pháp bảo cho ngươi, mặc dù không thể đảm bảo có thể nắm giữ năng lực ngộ đạo, nhưng ít ra còn có thể để ngươi sử dụng, nên ngươi khẳng định không có vấn đề gì, nhưng Chuông chân truyền tiền bối để đảm bảo mỗi viên đạo vận hạo ngọc đều có thể giúp ích cho khả năng ngộ đạo, cho nên đã luyện chúng thành ấn chân truyền chống không. Bởi vậy, Mặc dù khả năng ngộ đạo được đảm bảo nhưng cũng có thêm một điều kiện khắc nghiệt, cái ấn chân truyền này nhất định phải là sau khi nhận chủ mới có thể phát huy tác dụng. Nếu không có chung chân truyền tiền bối giúp đỡ thì không có cách nhận chủ. Mà hắn không giúp ngươi, ta nghĩ có lẽ là do hắn không, vụ, năng lực hắn có hạn. Cho nên, mặc dù đáng tiếc nhưng ấn chân truyền của ngươi quả thực hoàn toàn vô dụng. Được thôi, được rồi, chúng ta hãy quên hết những chuyện không vui đi còn về ấn chân truyền. Thực ra Dư Bạch Diễm cảm thấy dựa theo nguyên tắc vật dùng đúng việc thì ấn chân truyền này nên được trả về chuông chân truyền, để khí linh có thể tiếp tục truyền cho các chân truyền khác mới phải. Nhưng nhìn gương mặt xám cho của Phương Trần, Dư Bạch Diễm cảm thấy hình như suy nghĩ của hắn tàn nhẫn quá rồi thì phải. Tốt nhất thì vẫn nên để Phương Trần tự mình xử lý thứ đồ này vẫn hơn. Lãng phí mất năm viên đạo vận hạo ngọc thì cũng đành chịu vậy, chỉ cần Phương Trần vui vẻ là được rồi. Dư Bạch Diễm còn định nói chuyện tiếp với Phương Trần về chuyện tiếp theo của thánh tử, nhưng sau khi thấy tình trạng của Phương Trần như thế, hắn cũng không nhẫn tâm tiếp tục nữa, hắn vỗ vai Phương Trần, nói, "Được rồi, Phương Trần, ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Hôm nay ngươi đánh nhau cả ngày như thế cũng vất vả rồi." Phương Trần, "Được, cảm ơn tông chủ, vậy thì ta xin phép cáo từ trước." Phương Trần được tiểu chỉ ôm đưa về Xích Tôn Sơn. Đến nơi, tiểu chỉ thả Phương Trần xuống đất, sau đó lại ôm lấy hắn nói, "Phương, ngươi đừng cảm thấy không vui vẻ nhé, có biết không, mặc dù Tiểu Chỉ không hiểu hành động của Chuông Chân Truyền có nghĩa là gì, cũng không hiểu được vì sao Phương Trần chỉ nhẹ nhàng đá bay hai người, đánh ngất một người mà dư Bạch Diễm lại bảo hắn vất vả, nhưng hắn ta biết rằng bây giờ Phương Trần đang cực kỳ không vui, thế nên hắn ta định an ủi Phương Trần, Phương Trần vỗ vỗ đầu Tiểu Chỉ, "Cảm ơn ngươi, Tiểu Chỉ." Lần này Tiểu Chỉ cũng không chấp nhặt việc Phương Trần không gọi tên khác của hắn ta nữa, mà hắn ta chỉ sờ lên cái đầu giấy trống không của mình, trên khuôn mặt hắn rõ ràng không có biểu cảm gì. Vậy mà lại vô thức làm cho người ta có một cảm giác trên có như có một nụ cười ấm áp, không cần cảm ơn ta đâu. Còn nữa, nếu ngày mai ngươi vẫn chưa cảm thấy vui vẻ thì ngươi có thể đến tìm ta, ta đưa ngươi đi chơi." Phương Trần nhịn không được mà bật cười, "Được." Trong lòng hắn thầm cảm thán, quả nhiên người giấy rất ấm áp. Thấy Phương Trần cười, Tiểu Chỉ mới gật đầu một cách hài lòng. "Vậy ta đi đây, đi đi." Sau khi nói xong, đôi chân bằng giấy của Tiểu Chỉ ghim sâu xuống mặt đất, sau đó hắn ta dùng linh lực bật người bay lên không trung vèo phương trần nhìn tiểu chỉ hóa thành một tia sáng bay lên trời cao hắn dùng mắt đưa tiễn sau đó lại thở dài một hơi thật ra bây giờ hắn cũng không phải cảm thấy rất không vui chủ yếu cảm giác mà hắn cảm thấy chính là khó chịu một bảo bối lớn như vậy nặng hơn cả rực hung nữa thế mà lại không có một tí tác dụng nào cả chủ yếu là kể cả cái thứ này không có tác dụng với hắn nhưng có tác dụng với gia đình người nhà của hắn thì cũng thôi đi thế nhưng vậy mà lại còn phải lấy máu nhận chủ thứ phế vật này hắn muốn lợi dụng cũng không biết nên lợi dụng như thế nào. Hắn cảm thấy bản thân thật khổ, Phương Trần suy nghĩ một chút, hay là hắn đợi Phương Quang Dự khu kiếp trở về sau đó đưa tên này đến chuông chân truyền nhận chủ. Lúc đó thì sẽ đổi tên ấn này thành ấn Quang Dự. Phương Trần đem theo nỗi phiền muộn đi vào cửa. Vừa vào cửa hắn đã thấy Dực Hung đang chơi kéo búa bao với Nhất Thiên Tam. Dực Hung chỉ biết ra bao, còn Nhất Thiên Tam lại chỉ biết ra mỗi nắm đấm. Dực Hung, ngươi đã thua 673 ván rồi, Thế nên ngươi nhớ sau này phải giúp ta điểm hóa 673 pháp bảo đó. Nhánh cây trên người nhất thiên tam hơi gật gật. Biểu thị rằng hắn ta đồng ý. Phương Trần vừa vào cửa mà hắn ta đã thấy một con chó ngoan rồi. Thấy Phương Trần quay lại, dực hung liền nhổm dậy nhanh đón. Trần ca, trận chiến tranh giành chức chân truyền thế nào rồi? Không có ai gây phiền phức cho ngươi chứ. Dực hung chưa bao giờ nghi ngờ về việc Phương Trần có thể đoạt được chức chân truyền hay không. Nếu Phương Trần thua, vậy thì có lẽ Đạm Nhiên Tông đã trở thành tông môn số một thiên hạ rồi nhưng dực hung cảm thấy rất khó hiểu đúng ra phương trần phải nhanh chóng trở về mới phải tại sao hắn lại đi lâu đến như vậy rốt cuộc là ai mà tài giỏi đến thế có thể giữ chân phương trần một thời gian dài như này phương trần mệt mỏi đi vào trong phòng ó là lão tiền bối của đạm nhiên tông chuông Trần truyền dực hung rất theo nhất thiên tam đi theo sau lưng phương trần nghe vậy thì hắn ta kinh ngạc hỏi hả cái thứ đó cũng có thể xuống sân đấu võ sao đạm nhiên tông này đang làm cái trò gì vậy đây quá không công bằng rồi ta kiến nghị ngươi nên rời khỏi tông môn nha để ta đưa ngươi về đảo càn khôn sau đó ngươi đấu một trận đường đường chính chính với cửu hoàng huynh của ta nếu ngươi thắng thì ngươi sẽ trở thành chân truyền của hồ tộc lúc đầu phương trần còn tưởng tên này đang cảm thấy bất công thay cho mình nhưng sau khi nghe một lúc hắn mới nhận ra tên này lại đang nói năng lung tung hắn không nói gì ném cai ấn chân trần về hướng rực hung view ấn chân trần rất nặng nó bay về phía rực hung mang theo tiếng gió rít rực hung thấy thế thì vội vàng lấy đuôi bắt lấy ấn chân trần sau khi bắt được, hắn kinh ngạc nói, cái này nặng thật đấy. Phương Trần liếc hắn ta một cái. Ánh mắt tỏ vẻ không thân thiện. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao khi nãy khi đao khí lao tới, cảm giác của tất cả mọi người như thế nào rồi. Sau đó, Dực Hung hỏi, đây là cái gì? Phương Trần đáp, đây là khen thưởng từ việc ta lên trước chân truyền của Đạm Nhiên Tông. Dực Hung lấy lại hứng thú nhìn ngó. Nhưng sau khi nhìn ngó một hồi thì hắn ta bỗng hiếu kỳ hỏi, cái này có tác dụng gì? Nhìn vẻ ngoài của ấn chân trần trông như bạch ngọc, nhìn nó giống một tác phẩm nghệ thuật tao nhã hơn nhưng dực hung nhìn một hồi cũng chưa phát hiện ra nó đặc biệt chỗ nào cả không có tác dụng gì hết phương trần lắc đầu sau đó lúc phương trần định nói gì đó thì hắn lại thấy nhất thiên tam đang trên lưng dực hung hắn bất giác tò mò hỏi đúng rồi tại sao nãy giờ nhất thiên tam không nói năng gì cả vậy từ khi phương trần vào cửa cho đến bây giờ nhất thiên tam không hề nói câu nào cả điều này không hề phù hợp với tính cách của hắn ta chút nào nghe phương trần hỏi vậy gương mặt dực hung tỏ vẻ khó chịu buồn bã hắn ta nói quá nhiều thế nên ta đã làm cho hắn ta im miệng trong nửa canh giờ phương trần thấy dực hung cướp đi quyền lên tiếng của nhất thiên tam nửa canh giờ thì không nói gì chuyện này nghe có vẻ tàn khốc nhưng hắn cảm thấy hắn rất đồng tình với dực hung hắn có thể tưởng tượng ra được dực hung buồn bực đến mức đó thì rốt cuộc hắn ta dac trải qua những gì nhưng dực hung cũng không thể đối xử quá đáng quá đối với nhất thiên tam được thế nên mới chỉ để cho nhất thiên tam im miệng nửa canh giờ đúng lúc này nhất thiên tam đột nhiên vui mừng cất tiếng nói hồ tỷ qua nửa canh giờ rồi phương trần hồ tỷ là cái thứ gì vậy nghe thấy câu xưng hô đó rực hung lại kiêu ngạo gật đầu được ngươi có thể nói chuyện rồi nhất thiên tam quay đầu về phía phương trần phương trần hoan nghe ngươi về nhà ngươi đem bạn mới về nhà à đúng vậy phương trần gật đầu nhất thiên tam nghe vậy thì sáp lại phương trần tò mò hỏi chào ngươi ta tên là nhất thiên tam ngươi tên là gì Phương Trần thấy thế thì muốn trả lời thay luôn rằng đây là chân trần ấn. Nhưng bỗng nhiên sắc mặt hắn thay đổi, đột nhiên hắn có một cảm giác quen thuộc đến lạ. Sau đó, hai mắt hắn trợn tròn. Vẻ mặt lộ ra vẻ kích động và mong chờ không kìm lại được. Hắn nhớ ra rồi. Hôm qua Nhất Thiên Tam cũng hỏi kiếm của Khương Ngưng Y Y Trang như này. Sau đó yên cảnh liền ra đời. Vậy bây giờ, Nhất Thiên Tam lại hỏi như vậy. Thế có phải có nghĩa là chân trần ấn có thể sẽ? Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi Nhất Thiên Tam nói xong, bên trong cơ thể của nhánh cây nhỏ bỗng nhiên có một luồng ánh sáng, sau đó luồng ánh sáng đó chập chờn rồi bay vào trong chân Trần Ấn. Vèo, sau khi luồng ánh sáng biến mất, chân Trần Ấn nãy giờ không có động tĩnh gì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng dần dần lưu chuyển. Thấy cảnh này, toàn thân Phương Trần kích động đến mức run lên. Mẹ no chứ, không ngờ, không ngờ lại xảy ra thật. Vậy thì tiếp theo có phải ấn chân trần sẽ sinh ra khí linh không? Ví dụ như đột nhiên có một âm thanh truyền ra từ bên trong ấn nói rằng ha ha ha, ta chính là ấn chân trần đây chẳng hạn nhưng trong lúc phương trần đang kích động mong chờ thì mãi khí linh của ấn chân trần vẫn không xuất hiện nhưng trong cơ thể dực hung lại bỗng nhiên sinh ra một luồng khí tức lạ vừa kỳ ảo vừa huyền diệu sau đó toàn thân dực hung bỗng bắt đầu hồng rực lên hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương trần kinh ngạc nói phương trần ta à, phương trần thấy thế thì hoảng hốt hắn vội vàng chạy đến kiểm tra tình trạng của dực hung vừa kiểm tra hắn vừa hỏi ngươi ngươi làm sao thế dực hung nói một cách chậm chạp và khó khăn ta à, hình như ta ngộ ra rồi nghe thấy dực hung nói vậy phương trần tỏ ra vô cùng kinh ngạc đây là chuyện gì đang xảy ra vậy rõ ràng là nhất thiên tam điểm hóa ấn chân trần vậy tại sao kết quả lại là dực hung ngộ đạo rồi phương trần nghĩ tới đây phản ứng đầu tiên của hắn là sững sờ sau đó hắn liếc về phía ấn chân trần khi nãy luồng sáng trong ấn còn le lói giờ đây lại đang tỏa ra ánh hào quang rực rỡ cực kỳ trói mắt bên trong ánh hào quang trói mắt này như ẩn chứa một sự huyền ảo nào đó làm cho người ta nhìn không thấu ánh sáng này chiếu lên khuôn mặt ngây ngốc của phương trần, hắn hiểu rồi, đến tên ngốc cũng hiểu được chuyện này có nghĩa là gì. Mẹ nó chứ, đây có nghĩa là ấn chân trần giúp dực hung ngộ đạo. Nhưng phương trần không hiểu chuyện này nghĩa là như nào. Không phải là cái thứ này cần nhận chủ mới dùng được à? Vậy tại sao đột nhiên dực hung lại ngộ được đạo? Và đúng lúc này, dực hung đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn ta hưng phấn nói: Trần ca, ta hiểu rồi, ta hiểu hết rồi. Phương trần quay đầu về phía dực hung, ngươi hiểu cái gì cơ? Dực hung ta hiểu ra nên dùng thuốc độc như nào rồi. Phương Trần, lời vừa dứt, không biết sực hung lấy ra được một bình thuốc độc kim đan kỳ từ chỗ nào ra. Hắn ta uống một lèo hết luôn, ực, ừ. sau khi uống hết bình thuốc độc, hắn ta hưng phấn mà gầm về phía trời cao. Gao u, sau khi hắn ta dùng hết sức để gầm lên trời, thất khiếu của hắn ta lập tức túa ra đầy máu, miệng nôn không ngừng, sau đó hắn ta suy sụp nằm co quắp trên mặt đất. Phương Trần, ngươi bị bệnh à, Phương Trần mắng to một câu. Sau đó hắn luống cuống chân tay vội vàng lấy thuốc giải ra, lúc này hắn mới phát hiện ra bản thân không hề mang theo thuốc giải. Nhất Thiên Tam nhớ vị trí của phòng thuốc, hắn ta vội vàng chạy đi lấy, nhưng Nhất Thiên Tam không lấy được. Cuối cùng vẫn là phải nhờ Phương Trần đi lấy, nhưng khi Phương Trần còn chưa kịp bón thuốc cho Dực Hung, sức mạnh của Dực Hung lại bỗng nhiên tăng mạnh lên. Ầm, tiếp theo, bộ lông của Dực Hung bỗng dựng thẳng lên từng chiếc một giống như sắt thép. Đôi mắt hắn ta lộ ra vẻ nguy hiểm sắc bén. Hắn ta chầm chậm đứng dậy, mặc dù thất khiếu vẫn đang chảy máu không ngừng nhưng khí thế hắn ta tỏa ra càng ngày càng mạnh và lúc này phương trần cảm thấy khí thế của dực hung càng lúc càng khó hiểu nó mạnh mẽ như có thể rời sông lấp biển khí thế mạnh như sóng đánh tới phương trần thấy sau khi dực hung uống thuốc độc thì trở nên mạnh hơn thì kinh ngạc ngươi đây là kết quả của cái mà ngươi hiểu ra à đúng vậy dực hung mở miệng nói chuyện lúc này mặc dù thất khiếu của hắn vẫn đang chảy máu nhưng tiếng nói của hắn lại vang như sấm rền Cơ thể hắn chỉ mới động một chút mà đã tạo ra được khí thế kinh khủng làm cho người đối diện cảm thấy sợ hãi. Sau đó, Dực Hung hưng phấn nhìn về phía Phương Trần, "Trần ca, thử lực chiến đấu của ta một chút đi, ngươi không cần uống thuốc giải độc à?" Phương Trần nhìn thấy máu me của hắn ta đầy mặt thì lo lắng hỏi, dáng vẻ uống thuốc độc này của hắn dọa người thật đấy. Dực Hung ngậm máu trả lời Phương Trần, "Yên tâm đi, ta thử qua rồi, trong vòng nửa canh giờ loại thuốc độc này không giết được ta đâu." Phương Trần nghe vậy mới yên tâm sau đó hắn gật đầu vậy được lời vừa dứt dực hung nhảy vào trong sân với vẻ cực kỳ hung hãn hắn ta ngạo nghễ hưng phấn nói ngươi mau mau đến đây đánh một trận với ta đi ta cảm thấy bây giờ ta cực kỳ mạnh luôn đấy nếu không phát tiết ra ngoài thì ta cảm thấy ta sẽ kìm nén đến nổ tung mất dực hung có thể cảm nhận được huyết mạch đế phẩm đang sôi sục lưu chuyển trong cơ thể hắn hắn của bây giờ mạnh mẽ giống như mặt trời mới mọc vậy được phương trần lập tức gật đầu sau đó hắn nhanh chóng nhảy vào sân dùng một chân đạp bay rực hung một lát sau rực hung trong hình dạng thu nhỏ giữa sát vào ấn chân trần còn nhất thiên tam thì đứng trên đầu rực hung hai nhánh cây của hắn dơ lên cao cao bây giờ rực hung đã được giải độc hoàn toàn mặc dù độc tố đã tiêu tán hết nhưng sắc mặt hắn ta vẫn cực kỳ suy yếu cú sút khi nãy của phương trần sút hắn ta đau thật đấy rực hung buồn bã nói trần ca có phải ngươi mạnh quá rồi không điều này không hợp lý chút nào ngươi có hiểu không hả ngươi mà cũng muốn so với ta hả ngươi còn chưa xem lại xem ngươi có tư cách gì mà đòi so chứ phương trần ngẩng đầu sau đó hắn ngồi trước mặt hai người kia cau mày hỏi thế rốt cuộc là khi nãy đã xảy ra chuyện gì cái thuật pháp mà sau khi ngươi uống thuốc độc xong dùng mà mạnh lên đó lại là thuật gì nữa ta cũng không biết rõ nữa ta chỉ biết là khi nãy sau khi ấn chân trần nhận được năng lượng từ nhất thiên tam xong thì hình như có tác dụng ngộ đạo chỉ trong chớp mắt mà pháp thuật trước đây ra nghĩ mãi không thông giờ lại thông suốt rồi dực hung trả lời phương trần sờ sờ cằm Hắn yên lặng suy nghĩ, xem ra sau khi được Nhất Thiên Tam điểm hóa thì ấn chân trần lại có tác dụng giúp ngộ đạo, nhưng khí linh không hề xuất hiện, vậy thì có thể gọi là điểm hóa không? Nghĩ tới đây, Phương Trần cảm thấy điều này thật khó tin. Hắn định hỏi Nhất Thiên Tam, nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng. Kiểu nói chuyện và biểu đạt của Nhất Thiên Tam cực kỳ kém, hỏi cũng như không hỏi mà thôi, dù sao thì bản thân hắn vui là được. Sau đó, Phương Trần hỏi Dực Hung, vậy còn phép thuật dùng độc của ngươi là sao? Có phép thuật của ai mà đi uống thuốc độc không hả? Ngươi bị điên à?" Dực Hung khó xử đáp. "Ta học theo ngươi mà." Nhưng Phương Trần tỏ ra không quan tâm, hắn nói chuyện kiểu khó chịu, "Ta là hồi sinh, không phải phép thuật." Đồ đần." Dực Hung, "Được rồi." Sau đó, Dực Hung thở dài một tiếng rồi nói, "Thực ra từ sau khi nhìn thấy ngươi uống thuốc độc rồi hồi sinh, ta đã muốn nghiên cứu thử rồi, ta muốn thử xem có thể học theo ngươi được hay không." nhưng với tu vi luyện khí cửu phẩm của ta và cả kinh nghiệm từ huyết mạch cho ta biết rằng nếu bản thân ta muốn tự hồi sinh thì mặc dù rất khó nhưng thực ra căng không hề dễ phương trần sờ sờ cằm ngươi nói hay lắm mặc dù ta không hề biết gì mấy về nghiên cứu thuật pháp nhưng nếu ngươi muốn ta cho ngươi ý kiến gì đó về vấn đề này thì ta chỉ có thể nói rằng đây thực sự không phải sở trường của ta ta không giỏi vấn đề này dực hung nghiêm túc lắng nghe một lúc sau đừng làm tốn thời gian của ta như vậy trần ca là do ngươi bắt đầu trước mà dực hung sau đó, Dực Hung tiếp tục nói, "Sau này, ta ngộ ra được nên hiểu theo hướng dùng thuốc độc để trị liệu cho bản thân. Thế thì có thể ra chiêu bất ngờ trong chiến đấu, làm cho kẻ địch khiếp sợ, sau đó dựa vào đó mà công kích đối phương. Nhưng ta đã nghiên cứu theo hướng này rất nhiều lần nhưng không có thu hoạch gì cả, cho tới hôm nay được ấn giúp đỡ, ta liền ngộ ra một đạo lý, đó chính là muốn dùng độc để tự chữa trị là điều không thể, nhưng ta có thể dùng thuốc độc để nâng cao năng lực chiến đấu của bản thân lên. Điều này có thể." Dực Hung nói tiếp, khi ta dùng loại độc dược này sẽ làm lượng linh lực bị tiêu hao tăng lên làm cho lượng máu trong cơ thể lưu chuyển nhanh hơn bình thường như vậy thì người dùng độc sẽ bị giết chết nhưng dưới sự trợ giúp của ấn chân trần ta đã ngộ ra một loại thuật pháp nó giúp ta có thét nhanh chóng đưa linh lực và dòng máu để dùng trong chiến đấu nghe xong phương trần im lặng sau đó hắn hỏi một cách thăm dò vậy thì không phải ngươi dùng luôn một số thuật pháp làm cho huyết mạch nóng lên không phải là hơn à dựa vào lỗi bug mà bản thân có thể hồi sinh phương trần từng nghiên cứu qua một số thuật pháp khắc mệnh ví dụ như làm nóng mạch máu hay huyết tế mấy loại đó hắn đã nghiên cứu qua nhưng sau đó hắn phát hiện ra không có gì nhanh gọn đơn giản giống như tự bạo cả thế nên cuối cùng hắn chọn không học mấy thuật pháp kia làm gì cả nhưng nếu bây giờ dực hung muốn học thì hắn cũng có thể chỉ cho hắn ta được trước câu hỏi của phương trần dực hung hử hai tiếng sau đó đắc ý nói ngươi cho rằng đơn giản như thế hay sao Mấu chốt ở thuật pháp của ta không phải để mạnh hơn, mà là làm cho độc dược và huyết mạch đế phẩm phối hợp với nhau rồi làm việc cho ta. Khi ta uống thuốc độc, công kích của ta cũng sẽ mang theo những độc tố này. Như vậy cũng có nghĩa là ta sẽ có thể nắm giữ được năng lực mà DOCH tu mất nhiều năm mới có thể nắm giữ được. Chỉ cần nghĩ thôi là cũng biết ta mạnh đến mức nào rồi đó, Dực Hung vừa nói vừa tỏ vẻ ngạo nghĩ. Phương Trần bị năng lực vận khí chi tử của chính thú sủng của bản thân đả kích. Hắn bày ra vẻ mặt bị tổn thương nói, ngươi mạnh thấy đấy. Vậy thì tại sao ngươi lại bị ta dùng một cước đá bay Dực hung Dực hung thản nhiên đứng dậy Sau đó hắn chậm chậm nói Ngươi nói mấy chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả Ngươi đang nghen tị với tài năng của ta Phương Trần cầm ấn chân trần Hắn dùng mắt lật qua lật lại xem xét cẩn thận Sau đó nói Vậy ngoài trừ thuật pháp khi nãy ra Ngươi còn lĩnh ngộ ra được gì nữa không có Dực hung nói Mặc dù việc ngộ đạo không làm cho tu vi của ta tăng lên Nhưng nó có thể làm cho ta nhận ra con đường mà ta cần đi Nói xong tu vi mà khi nãy dực hung còn đang cố tình nén xuống bỗng nhiên tăng vụt lên khi làm cho tu vi tăng lên dực hung tỏ ra vẻ kinh ngạc nói Iia sao đột nhiên lại đột phá lên rồi ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà phương trần dưới sự trợ giúp của Trứng yêu tổ linh trà và chân trần ấn dực hung đột phá như nước chảy thành sông mà nhờ vào tính cách và hành động của mình dực hung chịu một trận đánh này cũng là chuyện nước chảy thành sông trần ca ta sai rồi toàn thân tràn ngập khí tức kim đan nhị phẩm giờ phút này dực hung đang bị chứa ở trong một cái túi vải lớn dây buộc túi vải cột vào trên thân nhất thiên tam sau đó phương trần lại cắm hai con hàng này lên tường sau khi treo dực hung lên thật cao phương trần lại bắt đầu nghiên cứu chân trần ấn không thể không nói phương trần xác thực không ngờ tới mình không đợi được khí linh chân trần ấn sinh ra lại chờ được dực hung thăng cấp phương trần ngồi trước chân trần ấn lầm bầm đây là ta đang làm việc cho khí vận chi tử đúng không trong lúc thì thào phương trần lại sờ lên cái cảm ý thức được cái gì nói, chờ một chút. Nếu thứ đồ chơi này có thể có tác dụng với dực hung, vậy thì có thể có tác dụng với những người khác hay không? Phương Trần suy nghĩ vấn đề này, tự nhiên không phải là muốn dùng chân trần ấn này trên người mình. Hắn sơ soạn chân trần ấn như thế đã nửa ngày, một chút cảm giác cũng không có, chứng minh chân trần ấn hoàn toàn vô dụng với mình. Hắn là nghĩ đến, nếu có thể cho người Phương ra dùng, chẳng phải là có thể tặng lại người nhà. Nghĩ tới đây, đầu tiên Phương Trần liếc nhất thiên tam một cái, có nên cầm nhất thiên tam thử một chút không? một lát sau nhất thiên tam bị phương trần cầm xuống sau khi hôn chân trần ấn nửa ngày phương trần dò hỏi ngươi có cảm giác gì không nhất thiên tam đàng hoàng nói ta không có phương trần sờ cầm cũng không có ngoài dự kiến dù sao nhất thiên tam cũng là củi mục đừng nói lĩnh ngộ thuật pháp hay tiên đạo của bản thân hắn muốn chúc cơ cũng còn cần mình tiếp tục dùng kiếp lực giật điện hắn sau khi phương trần ngẫm nghĩ dự định thả nhất thiên tam vào trong nhà mang theo chân trần ấn đi tìm người khác thử một chút tuy nhiên thời khắc đứng dậy Phương Trần mới đột nhiên ý thức được nhất thiên tam có biến hóa. Không nhịn được kinh ngạc nói, lần này tại sao ngươi không nói láo. Đổi lại thường ngày, vì làm mình vui vẻ nhất thiên tam hẳn là đã thi triển kỹ xảo tình thương cấp cao, sao bây giờ lại thành thật như vậy. Nhất thiên tam nói, bởi vì hổ tổ dạy ta. Phương Trần nghe vậy, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, công phu của Dực hung không có uổng phí, lập tức nói, Dực hung, ngươi rất không tệ. Dực hung bị treo lên thật cao lẽ thẳng khí hùng nhận phần khích lệ này, cũng nói, vậy ngươi thả ta xuống. Phương Trần mang theo chân trần ấn, quay người nhanh chân rời đi, Dực Hung. Sau khi Phương Trần rời đi, Dực Hung nhìn Nhất Thiên Tam, nói: "Ngươi thấy ta nói đúng không? Thành thành thật thật nói chuyện là được, Trần Ca sẽ không giết chết ngươi, biết không?" Nhất Thiên Tam cao hứng gật gật thân thể, "Ta đã biết." Lúc Phương Trần còn chưa có trở về, Dực Hung và Nhất Thiên Tam hàn huyên rất lâu. Dực Hung mới đạt được tin tức từ trong lời nói của Nhất Thiên Tam, đó chính là Tiên Nhan Mẫu Thụ vốn cũng không có sẵn năng lực đối nhân xử thế gì, nhưng Mẫu Thụ suy nghĩ cho Nhất Thiên Tam vẫn mang hiểu biết của mình về những kỹ xảo để có thể tồn tại sau khi bị nhân tộc bắt lấy nhồi vào trong đầu nhất thiên tam nghe lời đàng hoàng làm người vui vẻ cho nên nhánh cây lẻ loi trơ trọi nghiêm túc nhớ kỹ lời của mẫu thụ sau khi rơi xuống từ mẫu thụ lần thứ nhất tỉnh lại sau khi biến thành nhánh cây nhất thiên tam cũng ngoan ngoãn nghe theo lời của mẫu thân vụng về ứng đối với nhân tộc đầu tiên hắn thấy dực không ý thức được nhất thiên tam là vì sống sót mới nói như thế vừa nghĩ nói như vậy mới bị chết càng nhanh đi nên vừa vỗ vỗ thân cây của Nhất Thiên Tam, vừa khuyên Nhất Thiên Tam một câu, "Vậy sau này ngươi không cần nói như vậy để nịnh nọt chúng ta, chúng ta sẽ không chém chết ngươi, vì sao?" Lúc ấy, Dực Hung ngồi đấy dùng tay hổ trà sát cái cằm, cân nhắc nói, "Có lẽ, bởi vì chúng ta là người nhà, đúng không?" Hắn cũng không quá chắc chắn, rốt cuộc, Phương Trần đối xử với hắn tốt hơn người nhà của hắn rất nhiều, mà Nhất Thiên Tam thì lẩm bẩm nói, "Người nhà? Vậy các ngươi cũng giống như mẫu thụ và huynh đệ tỷ muội của ta sao?" Dực Hung không kém bao nhiêu đâu, vừa mới nói xong. Nhất thiên tam trầm mặc nửa ngày đột nhiên cao hứng bừng bừng hoan hô lên, quá tốt rồi, ta có người nhà, ta lại có người nhà, mẫu thụ không cần lo lắng ta sẽ chết. Đạm nhiên tông, bên trong núi xích tôn ngày ngày nắng ấm chiếu cao, trời trong gió nhẹ lâu dài, lão hổ nhỏ ngâm trong suối nước nóng nhìn nhánh cây gieo hỏ không khống chế được. Không biết nghĩ tới điều gì, nhịn không được cũng cười theo. Sau khi phương trần rời khỏi núi xích tôn, thu nhập chân trần ấn vào trong nhẫn chứa đồ, Lặng lẽ nhẹ nhàng tiến về phía Nhược Nguyệt Cốc, hắn muốn muốn tìm đối tượng thí nghiệm chân Trần Ấn. Lệ Phục, sư phụ thân là cường giả điên đỉnh cao, nhìn theo một góc độ xảo diệu khác thì cũng có năng lực thí nghiệm và năng lực giữ bí mật cường đại nhất. Phương Trần có thể yên lòng nói bí mật cho Lệ Phục. Trên thực tế, nếu là Lăng Tu Nguyên ở bên cạnh, hắn cũng muốn để Lăng Tu Nguyên nhìn xem chân Trần Ấn kỳ lạ này, đáng tiếc người ta không ở đây. Sau khi đến Nhược Nguyệt Cốc, lần này Phương Trần rất nhanh đã tìm được Lệ Phục, bởi vì lúc này lệ phục đang bình tĩnh đứng trước một cái cây sừng sững bất động khuôn mặt nghiêm nghị tư thế đứng yên giống như pho tượng phương trần hắn ngắm cây này một cái vô cùng vững tin đây chính là thiên tài đỉnh phong mà lần trước lăng tu nguyên thua trận khiến đạm nhiên tông tiếc núi bỏ lỡ phương trần lẩm bẩm nói xem ra có cây rồi sư phụ cũng an phận một chút cũng coi như là mang đến tin tức tốt cho nhược nguyệt cốc rồi đã đến tìm vi sư lâu như vậy vì sao không nói lời nào đúng lúc này thanh âm của lệ phục đột nhiên chuyển đến ngươi thấy vi sư đang làm bạn với sư đệ cảm thấy lúc trước khi mình tu luyện không thể được ta chăm sóc cho rằng là vi sư đối đãi khác nhau cho nên lòng sinh chua xót phương trần lập tức trầm mặc môi rung rung một hồi trần chờ nói sư phụ ta không có ta chỉ là sợ quấy dày ngài vun trồng sư đệ cho nên mới không dám tùy tiện nói chuyện mà thôi lệ phục lại khoát khoát tay xoay đầu lại thản nhiên nói sai không thể nói láo câu nói này ta đọc lên tình cảm nội tâm của ngươi ngươi thật sự thất lạc phương trần đấy là trầm mặc không phải thất lạc lễ phục thản nhiên nói trước đó đó ta không có cầm tay chỉ việc dạy bảo ngươi là bởi vì ngươi đã có đầy đủ tâm cảnh và năng lực cường đại nhưng sư đệ ngươi đến bây giờ ngay cả lời cũng không thể nói hiển nhiên còn chưa đủ mạnh cho nên ta cần dốc lòng chăm sóc nó vi sư giải thích như vậy ngươi có hài lòng không phương trần trầm mặc gật gật đầu sư phụ ta hài lòng lễ phục ừ một tiếng khẽ vút cằm lại nói còn có cầu đạo giả nên khóc cười tùy tâm phong túng mới có thể để cho tâm cảnh nâng cao một bước. Phương Trần, túng cái gì? Lệ Phục tiếp tục nói, vi sư không thích ngươi nén giận vì suy nghĩ cho cảm nhận của sư đệ, sau này nội tâm có không vui thì cứ nói ra. Vi sư sẽ giải thích với ngươi, chiêu cố cảm nhận của ngươi. Còn lần này, trước hết ta tha thứ cho ngươi, sau này ngươi không như vậy nữa là được. Phương Trần nhất thời trợn mắt hốc mồm, lần nữa nhận được lời nói rung động đến từ lệ phục. Lệ phục lại tiếp tục nhìn gốc cây kia, thản nhiên nói, ngươi cũng thoải mái lên, không thể áp lực chính mình biết không sau lời này lá cây vốn còn có chút lay động theo gió nhẹ rừng sâu vốn đang phát ra tiếng xào sạc đột nhiên lâm vào tĩnh mịch an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gà gáy chó sủa truyền đến từ nơi xa lệ phục thu hồi tầm mắt nhìn về phía gốc cây quay lại mặt đối mặt với phương trần được rồi truyền đạo kết thúc ngươi nói đi tới tìm vi sư có chuyện gì phương trần xoa xoa mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán sư phụ cũng không có việc lớn gì, ta chỉ muốn nhờ ngài giúp ta xem qua một loại pháp bảo." Lệ Phục hơi nhíu mày, "Pháp bảo gì?" Sau khi Phương Trần lấy chân Trần ấn ra, lập tức hỏi Lệ Phục, "Sư phụ, là cái này, ngài cảm thấy thế nào?" Nói xong, Phương Trần bắt đầu chú ý sắc mặt của Lệ Phục. Trên thực tế, hắn cũng không quá chờ mong với lời phê bình của Lệ Phục, dù sao ở chung với sư phụ nhiều lần như vậy, mình thân là đồ đệ duy nhất, cũng phải hiểu tâm lý một chút. Hắn chỉ là muốn nhìn xem ấn chân truyền này liệu có mang đến hiệu quả ngộ đạo cho lệ phục hay không chỉ thấy sau khi phương trần lấy chân trần ấn ra lệ phục đầu tiên là nhìn về phía chân trần ấn sau khi nhìn qua hai lần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ lập tức bất động ngay sau đó dưới sự quan sát của phương trần mặt ngoài của chân trần ấn lại bắt đầu dâng lên từng tầng từng tầng sóng ánh sáng biểu hiện không khác gì lúc rực hung ngộ đạo vừa rồi phương trần thấy thế thì sững sờ chợt lộ ra nét mừng rỡ biểu hiện giống như đúc này chẳng lẽ nói rõ chân trần ấn này cũng hữu hiệu với sư phụ nghĩ tới đây phương trần vui sướng trong lòng ấn chân truyền vốn dĩ có tác dụng với chủ nhân thí dụ như ấn chân truyền của khương ngưng y có trợ giúp với khương ngưng y cho nên phương trần mới lo lắng chân trần ấn này của mình chỉ thuộc về dực hung tiếp theo dự định tìm đến sư phụ thử một chút bây giờ mắt thấy lệ phục đã có dấu hiệu ngộ đạo lúc này trong lòng phương trần đã có chủ ý pháp bảo này chỉ sợ là cũng hữu dụng với người khác nếu đã như vậy nếu lấy ra làm phần thường để người phương gia nỗ lực tu luyện, tựa hồ cực kỳ tốt. Tỷ như, người phương gia có thể tu luyện 360 canh giờ một tháng, sẽ khen thưởng một lần sử dụng chân trần ấn. Như vậy chẳng phải khiến cho bọn hắn đê mê hay sao? Lúc phương trần mặc sức tưởng tượng, lệ phục đột nhiên quát lạnh nói, đạo vận rác rưởi đừng ảnh hưởng ta, vừa mới nói xong, chân trần ấn chấn động. Lập tức sóng ánh sáng lưu chuyển nhanh chóng tiêu tán, Bạch Ngọc ấn khôi phục như thường, Phương Trần nhất thời phát mộng. Dựa theo hắn phỏng đoán, hắn không phải không nghĩ tới lệ phục sẽ nói chân trần ấn là pháp bảo rác rưởi nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến lệ phục vậy mà lại nói đạo vận của người ta là đạo vận rác rưởi nếu chân trần ấn có khí linh mà nói phương trần đoán chừng đối phương hiện tại cũng đến bị tức đến mức không muốn tiếp tục giúp lệ phục ngộ đạo lệ phục nhìn phương trần do hỏi vật ngộ đạo này gọi là gì ở đâu ra phương trần nuốt nước miếng một cái lúng ta lúng túng nói nó tên là chân trần ấn là vật ngộ đạo mà chuông chân truyền của đạm nhiên tông chuyên môn luyện chế cho ta ha ha vật ngộ đạo thực sự là lệ phục cười lạnh bốn chữ đến bên miệng lại đột nhiên ngừng cũng thản nhiên nói thôi được rồi ta không mắng nếu là đạm nhiên tông luyện chế như vậy ấn này hẳn là họ đền bù cho ngươi tuy nói phẩm chất của vật này không ra sao nhưng đây chỉ là do năng lực của bọn hắn có hạn ta không trách họ chỉ cần họ đủ thành khẩn là được dù sao ta chỉ là muốn thái độ của họ mà thôi bây giờ phần cảm giác tràn ngập áy náy và tội lỗi này của đạm nhiên tông đối với thầy trò hai người chúng ta Ta đã cảm nhận được, Phương Trần trừng to mắt nói, ái náy, tại sao họ phải ái náy với chúng ta? Lệ Phục thản nhiên nói, đạm nhiên tông này, nhất là kẻ cầm đầu lăng tu nguyên kia, để ngươi vào núi xích tôn, liên lụy tốc độ tu hành của ngươi. Chẳng lẽ không có ái náy sao? Phương Trần ngạt thở nói, Hí. ó, có đạo lý. Lệ Phục tiếp tục nói, nhưng ta rộng lượng, đã tha thứ hắn, ngươi cũng đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng chấp nhặt với hắn, biết không? Phương Trần bị làm trầm mặc. Lệ Phục cau mày nói, tại sao không nói chuyện? ngươi còn đang giận hắn sao nhanh chóng tha thứ hắn phương trần run rẩy bờ môi ừm ừm cái gì nói nhanh một chút ta à, ta đã tha thứ cho tổ sư lệ phục thấy thế thì rất hài lòng gật đầu không tệ rộng lớn rộng lượng mới là lòng dạ đồ đệ của ta phải có phương trần rơi lệ đầy mặt ha ha đúng vậy trong lòng hắn suy nghĩ lời này cũng không thể để lăng tu nguyên nghe thấy được nếu không thì xong đời sau đó lệ phục đột nhiên lấy ra một khối đá từ trong nhẫn chứa đầu đưa cho phương trần Phương Trần sững sờ, sư phụ, đây là ý gì? Lệ Phục ngạo nghễ nói, nếu ngươi thật muốn ngộ đạo, dùng viên táng đạo thạch đến từ táng đạo nhai mà vi sư đưa cho ngươi. Đây mới là vật ngộ đạo đệ nhất thiên hạ. Còn cái khác, ha ha, không đề cập tới cũng được. Phương Trần gượng cười hai tiếng, ngoan ngoãn tiếp nhận tảng đá không biết đã có được bao nhiêu cái tên. Được rồi, tạ ơn sư phụ. Còn ấn này, lệ phục nhìn chân trần ấn, đột nhiên nói, ngươi có muốn giữ lại không? phương trần nghe vậy thì bị dọa đến kém chút thì hồn phi phách tán nghe ý tứ trong lời nói của lệ phục là đang định một quyền hủy bỏ chân trần ấn sao hắn vội vàng gào to sư phụ ta muốn giữ lại lệ phục khẽ gật đầu nếu ngươi muốn giữ lại ta thành toàn cho ngươi có điều vật này có tai hại ngươi sử dụng cẩn thận chí ít không thể để cho đạo vận của nó ô nhiễm ngươi phương trần tạ ơn sư phụ nhưng ta tạm thời không cảm giác được nửa phần đạo vận sau đó phương trần thở dài một hơi may mắn kịp thời ngăn cản lệ phục nếu không chân trần ấn sẽ bị hắn một quyền hủy đi oanh đúng lúc này lệ phục đột nhiên không nói tiếng nào đánh nổ chân trần ấn phương trần vừa thở dài một hơi lập tức ngây người sư phụ ngài làm gì vậy chỉ thấy mảnh vỡ chân trần ấn phiêu đãng ở giữa không trung xẹt qua gương mặt thậm chí còn chưa kịp phản ứng của phương trần kéo ra một đường sáng trắng phương trần sợ hãi nói sư phụ vì sao ngài đột nhiên hủy đi chân trần ấn ai nói ta hủy nó ta chỉ là thấy nó có chút tai hại điều chỉnh giúp nó, thuận tiện thay ngươi luyện chế nó mà thôi. Lệ Phục thu hồi nắm đấm, Từ Tốn nói một tiếng, chợt trong tay hắn dập dờn ra một trận lực lượng ba động. Chân trần ấn bị đánh thành vô số mảnh vỡ đột nhiên ngưng tụ, giống như là bị đông cứng ở giữa không trung. Ngay sau đó, Lệ Phục nghiêm nghị chậm rãi phun ra một chữ, "Hợp". Sau khi Lệ Phục nói xong, mảnh vỡ của ấn chân truyền bắt đầu dung hợp. Dưới cái nhìn soi mói của Phương Trần, nó kết thành một viên, hình cầu với tốc độ cực kỳ chậm rãi, Phương Trần chừng to mắt, chân trần ấn thành quả cầu, thế không phải là thành chân trần cầu rồi sao? Hơn nữa, Phương Trần nhìn chân trần cầu. Chẳng biết tại sao, lại có một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Hắn cẩn thận ngẫm nghĩ, đột nhiên nhớ tới. Đây không phải là tạo hình của đại ngộ đạo tiên thạch của sư phụ sao? Quả thật đúng là vậy, lệ phục nhìn chân trần cầu sinh ra. Thỏa mãn gật đầu, không tệ, giống như đúc tiên thạch vô niết của ta, đây mới là hình thái hoàn mỹ nhất một món pháp bảo nên có. Vừa mới nói xong, lệ phục lần nữa đưa tay lại lần nữa làm ra cử động mà phương trần không tưởng tượng được lần này lệ phục vậy mà thật rất nghiêm túc đánh ra một loạt pháp quyết từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy linh quang trực tiếp đi vào bên trong chân trần cầu khiến cho khí tức mặt ngoài quả cầu bắt đầu vặn vẹo biến hóa phương trần thấy thế hôm nay rốt cục cảm nhận được rung động phát ra từ nội tâm lúc còn sống vậy mà có thể thấy sự phụ nghiêm chỉnh như thế một lát sau lệ phục điều chỉnh chân trần cầu hoàn tất đưa nó cho phương trần được rồi đồ nhi ngươi cầm lấy đi phương trần tiếp nhận chân trần cầu đánh giá rồi thì thào hỏi vậy sư phụ cải thiện mà ngài nói tới là chỉ cải thiện cái gì hắn quan sát nửa ngày ngoại trừ phát hiện chân trần cầu hóa thành quả cầu ra cũng không dị thường nào khác ai ngờ lúc này lệ phục lại im miệng không nói lời nào một mực nhìn hắn thẳng đến khi nhìn đến mức hắn bắt đầu không được tự nhiên đột nhiên cười ha 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 tốt 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 thật không hổ là đồ nhi của ta biểu hiện của ngươi thật sự là quá ưu tú phương trần sư phụ người tư duy chậm một chút ta thật sự theo không kịp rồi phương trần im lặng đứng một bên hắn hoàn toàn không hiểu lệ phục đang nghĩ gì tại sao sư phụ hắn nhìn một hồi rồi bỗng nhiên cười lớn là sao sau đó phương trần quyết định thay đổi góc nhìn hắn bỏ qua góc nhìn của một người bình thường sẽ xem xét sự việc như thế nào mà thử đứng ở góc độ của sư phụ để xem xét và sâu chuỗi tất cả các sự việc vừa xảy ra sau đó hắn nhanh chóng suy nghĩ sau khi nhìn lại mọi thứ một lượt hai mắt phương trần bỗng sáng rực lên hắn hiểu ra rồi hắn đứng được vào góc nhìn của kẻ điên để nhìn nhận rồi sau khi tự coi bản thân như một kẻ điên phương trần bỗng hiểu ra vì sao khi nãy sư phụ lại khen ngợi mình như vậy sự thật chỉ có một mà thôi đây chắc chắn là do đạo vận của cầu chân trần rồi khi nãy khi ấn chân trần còn chưa biến thành cầu chân trần sư phụ hắn đã bị đạo vận của thứ này ảnh hưởng rồi hắn ta còn mắng một câu đây đúng là thứ đạo vận rác rưởi mà nhưng cường giả mạnh như sư tôn mà còn bị đạo vận này ảnh hưởng thế mà hắn lại không có phản ứng gì cả mặc dù nói là do thiên tư của hắn rác rưởi quá rác rưởi đến mức mà không có cách nào cảm ngộ được đạo vận nhưng dưới góc nhìn của một kẻ điên như sư tôn của hắn thì chắc chắc sư tôn sẽ nghĩ rằng hắn mạnh tới mức mà không bị ảnh hưởng chút nào bởi cái đạo vận rác rưởi này dựa vào mấy điều đó thôi chẳng nhẽ còn không đủ để nhận được lời khen tặng từ một kẻ điên hay sao sau chuỗi tất cả các sự việc lại phương trần cảm thấy suy nghĩ của bản thân có thể đúng đến tám chín phần hắn cảm thấy kết luận của bản thân cực gì logic tư duy cực kỳ rõ ràng nghĩ tới đây trên mặt hắn lộ ra nụ cười cuối cùng hắn cũng hiểu làm cách nào để bản thân có thể trở thành một kẻ điên rồi sau đó phương trần nở nụ cười tươi trên mặt hắn cực kỳ tự tin mở miệng nói sư tôn vì sao tự nhiên ngươi lại khen ta mà không có lý do gì vậy nghe thế lệ phục nở một nụ cười hài lòng hắn ta cười khẽ nói đó là do kỹ năng đối nhân xử thế của ngươi đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi phương trần tưởng mình đã lường trước hết cả rồi nghe vậy thì nụ cười trên mặt bỗng cứng lại hả lệ phục vỗ vỗ bả vai phương trần nói một cách từng trải trước đây mỗi khi ngươi đứng trước mặt vi sư đều tỏ ra cực kỳ khúm núm cực kỳ nghe lời mặc dù nói ta làm thầy ngươi nghe lời ta cũng chẳng có gì là sai cả nhưng ta không hy vọng đồ đệ của ta chỉ biết nghe lời mà không biết phản kháng tất nhiên là trước giờ ngươi cũng không phải luôn luôn nghe theo lời ta một cách mù quáng ta vẫn nhớ năm đó khi ngươi độ kiếp lần thứ nhất ngươi đứng trước mặt tám tên tu sĩ mà luôn giữ thái độ im lặng để bày tỏ sự bất mãn của ngươi với ta mặc dù lúc đó ta mất hết mặt mũi nhưng trong lòng ta cảm thấy rất vui vui vì cuối cùng ngươi cũng biết cách biểu đạt chính mình nghĩ gì khóe môi phương trần giật giật sư phụ à mấy cái khác ngươi nói có đúng hay không ta không quan tâm nhưng ta độ khiếp lần thứ nhất mới xảy ra hơn chục ngày trước thôi mà lệ phục tiếp tục nói nhưng sau khi chuyện đó xảy ra trong lòng ta cảm thấy cực kỳ tự trách ta cảm thấy những gì ta dạy dỗ cho ngươi vẫn chưa đủ chính vì thế mới làm cho ngươi dùng cách im lặng như vậy để tỏ thái độ phản kháng lại với ta thế nên ta vẫn luôn tự kiểm điểm lại chính mình muốn tìm một cơ hội để dạy cho ngươi đạo đối nhân xử thế ta muốn dạy cho ngươi biết rằng nhân tình thế thái trên đời này không chỉ có mỗi sự nịnh nọt khéo léo đưa đẩy một cách cố ý mà chúng ta phải xử lý sao cho nó đạt một cảnh giới cực kỳ hoàn hảo phải làm sao để có thể vừa nêu được quan điểm của chính mình vừa có thể giữ thể diện cho người khác trước đây mỗi khi ngươi đứng trước mặt ta ngươi đều cố gắng đè ép suy nghĩ của chính mình mặc dù ta cảm thấy rất ổn nhưng chắc chắn cảm xúc của ngươi rất tồi tệ chỉ biết quan tâm đến cảm xúc của người khác không phải là cách đối nhân xử thế tốt nhất, đó chính là tự mua dây buộc mình. Nhưng nếu ngươi chỉ biết dùng sự im lặng để bày tỏ sự phản kháng của mình với ta thì lại cực đoan quá. Mà ngươi làm vậy cũng sẽ làm ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân ngươi nữa. Ngươi nhìn xem, lần độ kiếp trước, nếu ngươi không phải cứ im lặng như vậy, mà có thể tự mở miệng nói chuyện thì có phải là ngươi đã có thể tự mình chọn qua bồi lễ của tám tên hóa thần kia rồi hay sao? Có đúng không? Nếu vậy thì ngươi đã có thể không để cho tám tên đó tặng ngươi mấy thứ rác rưởi rồi, mà cứ bắt bọn chúng tặng cho ngươi mấy bảo vật của đại thừa kỳ luôn có phải hơn không? Ánh mắt của Phương Trần dần dần trở nên rời rạc. Nghe một lời của sư phụ bằng 10 năm đọc sách, "Sư phụ à, trong mấy lời nói điên điên khùng khùng của ngươi thế mà lại có chút logic khó cãi được, mà trong đó lại vừa có vẻ chẳng có logic gì cả. Điều này làm cho ta cảm thấy rất khó chịu nha." Lúc này, cuối cùng Phương Trần cũng hiểu được cảm giác của Du Khởi khi hắn ta thấy hắn hút thuốc hút máu luyện hóa huyết mạch yêu đế ngay trước mặt rồi lúc hắn lặp đi lặp lại những hành động đó mục đích để lầm thức tình trí nhớ kiếp trước của hắn ta chắc chắn lúc đó hắn ta cũng cảm thấy rất suy sụp sau khi nhắc lại sự việc lần trước xong trên mặt lệ phục lộ ra vẻ thoải mái hơn sau đó hắn ta nói trước đây ta vẫn luôn không nhắc tới chuyện lôi kiếp lần trước là bởi vì ta sợ ta phê bình như thế sẽ gây tổn thương cho người thế nên ta vẫn luôn suy nghĩ cách nào đó để có thể bảo toàn thể diện cho người nhưng hôm nay ngươi làm cho vi sư cảm thấy rất kinh ngạc và vui mừng ta vẫn còn chưa dạy cho ngươi đạo lý này thế mà ngươi đã tự thay đổi bản thân nhanh hơn vi sư một bước rồi nếu đã như vậy thì ta cũng không sợ làm ngươi tổn thương nữa phương trần hắn ngơ ngác hỏi sư phụ ta tự thay đổi bản thân lúc nào vậy lệ phục cười vui vẻ chính là vào hôm nay ngươi vừa cầm lấy pháp bảo mà vi sư giúp ngươi sửa chữa còn hỏi vi sư thứ này là gì ta vừa nghe đã hiểu trong lòng ngươi chắc chắn đang nghĩ là vi sư không hề thay đổi gì nó cả nhưng ngươi không hề hùa theo, nói rằng vi sư sửa pháp bảo này tốt đến mức như thế nào đó. Ngươi cũng không dùng phương pháp im lặng cực đoan để biểu đạt sự bất mãn với vi sư, mà ngươi lại dùng phương pháp uyển chuyển như vậy để biểu đạt sự nghi ngờ của bản thân. Ngươi làm như vậy vừa có thể bảo toàn thể diện của vi sư, vừa có thể thể hiện cho vi sư thấy sự hoài nghi của ngươi. Đây chính là lý do mà ta khen ngợi ngươi đó. Phương Trần ngơ ngác, mẹ nó no chứ, tiết học về EQ này của sư phụ. Quá con mẹ nó no cao cấp rồi, Phương Trần cảm thấy cực kỳ bất ngờ, nhưng điều làm hắn bất ngờ không phải là vì tiết học về e quy này mà hắn bất ngờ vì bộ não của Lệ Phục. Phương Trần bắt đầu cảm thấy bái phục Lệ Phục từ tận sâu trong đáy lòng. Khi nãy hắn còn tự cho rằng bản thân hiểu được lối suy nghĩ của sư phụ. Thật đúng là không biết trời cao đất dày mà bản thân hắn vẫn chưa xứng để có thể đứng ở góc độ của sư phụ để suy nghĩ vấn đề, chứ đừng nói học theo sư phụ. Đây đúng là điều là người bình thường không có cách nào có thể dự đoán theo được mà. Lệ Phục ngưng câu chuyện lại hắn ta vỗ vỗ vai phương trần được rồi câu chuyện dừng lại ở đây thôi nếu ta còn khen thêm nữa thì ngươi sẽ cảm thấy kiêu ngạo mất phương trần ừm. lệ phục nhìn về phía cầu chân trần hỏi còn về viên cầu táng đạo này vi sư sẽ giúp người luyện hóa lại nó một chút nhé phương trần ừm. hắn vô thức chừng to mắt sư phụ từ bao giờ mà nó gọi là cầu táng đạo thế lệ phục liếc phương trần một cái rồi đáp ta vừa mới đặt cho nó đấy có sao không phương trần hơi ngập ngừng rồi đáp không không sao cả chỉ là ta cảm thấy cái tên này cao cấp quá. ngươi cảm thấy cái tên cầu chân trần thì thế nào? lệ phục cao mày như muốn nói lại thôi. sau đó hắn ta vui mừng cười đáp được có thể đó. phương trần thấy lệ phục cười trong lòng hắn thoáng qua một ý nghĩ nụ cười này của sư phụ có lẽ là dành cho cái gọi là phản kháng một cách uyển chuyển của hắn đúng không nhỉ? lệ phục tiếp tục nói hiện nay năng lực của cầu chân trần có thể mạnh gấp vài lần so với trước đây cũng không chừng cái đạo vận rác rưởi của hắn có thể làm hại khiến cho vô số người rơi vào trong đạo trướng. Thế nên sau này ngươi có thể dùng cầu chân trần này để đi làm hại người khác rồi. Hắn ta vừa dứt lời, người đang còn cố gắng muốn lý giải nụ cười của lệ phục là phương trần nghe thế thì mặt trở nên ngu hẳn. Hả, cầu chân trần có thể làm hại rất nhiều người. Nói thế là có ý gì? Phương Trần cảm thấy bản thân ngu luôn rồi. Sau đó, hắn nhanh chóng suy nghĩ, hai mắt bỗng sáng rực lên. Hắn hiểu rồi, hắn lại hiểu ra rồi. Phương Trần cho rằng vì lễ phục cho rằng đạo vận này là đạo vận rác rưởi, thế nên nếu truyền bá đạo vận rác rưởi cho người khác thì cũng là làm tổn thương người khác. Mà sư phụ còn nói, bây giờ cầu chân trần có thể làm hại rất nhiều người hơn nữa. Nếu nói như vậy, trải qua sự nghiêm túc suy nghĩ, sâu chuỗi logic, Phương Trần đưa ra được kết luận, sau khi cầu chân trần được sư phụ luyện chế xong xuôi thì có thể giúp cho rất nhiều người ngộ đạo chỉ trong một lần. Nghĩ tới đây, Phương Trần bỗng cảm thấy cực kỳ mừng rỡ, cực kỳ kích động nếu thật sự như vậy thì chẳng phải là đệ tử phương gia sẽ có thể tăng cường sức mạnh nhanh đến mức có thể ghi vào sử sách hay sao nhưng sau khi vui mừng xong phương trần lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đợi đã không đúng sự việc không thể đơn giản như vậy được nghĩ tới đây đầu óc phương trần lại tiếp tục xoay chuyển khi nãy sư phụ nói đạo trướng làm hại người khác chẳng nhẽ ý sư tôn muốn nói chính là có thể dùng đạo vận rác rưởi của cầu chân trần để dẫn dắt người khác ngộ đạo sau đó nhân lúc người đó đang rơi vào bên trong đạo trướng mà sư phụ nhắc đến rồi chúng ta đánh lén họ. Hoặc là, đầu óc Phương Trần nhanh chóng lướt qua rất nhiều suy nghĩ, hắn muốn thử hiểu lệ phục nghĩ gì thêm một lần nữa. Lúc này, lệ phục nhìn vẻ mặt lúc thì ngu ngơ, một lúc sau lại trở nên hưng phấn, sau đó lại tỏ ra nghĩ ngợi của Phương Trần. Hắn ta cau mày lại, ngươi bị làm sao thế? Phương Trần nghe vậy thì liền hỏi, sư phụ, chỉ là ta đang nghĩ cầu chân Trần làm thế nào để làm hại được người khác mà thôi. Hắn đã nghĩ một lèo hơn chục khả năng có thể xảy ra. Lần này, Phương Trần cũng không dám tự nhận bản thân nắm chắc chín phần nữa, nhưng tự tin thì hắn vẫn có 100% đó. Lệ phục nhàn nhạt, nhạt nói, làm hại người khác như thế nào ư? Không phải ta nói cho ngươi nghe rồi à? Ngươi cứ để cho bọn chúng trực tiếp bị rơi vào đạo trướng là được rồi. Phương Trần cười hi hi. Sau đó hắn hỏi một cách thăm dò, ừm, xin hỏi ngươi, đạo trướng là cái gì vậy? Phương Trần từng nghe qua về cái đạo trướng này đây là một loại bệnh chứng giống như bị tẩu hỏa nhập ma vậy nhưng bệnh này cũng không tính là khó giải quyết lắm so với chứng bệnh coi thế giới là huyễn cảnh thì còn nhẹ chán trong quá trình ngộ đạo nếu xảy ra sai sót ở đâu đó thì sẽ dẫn đến việc rơi vào đạo trướng người đó sẽ bắt đầu nghi ngờ cuộc đời sau đó tự nghi ngờ chính mình hoài nghi rằng việc tu đạo tu tiên liệu có đúng đắn hay không tình huống này đã từng xảy ra trên người một số tu sĩ có tu vi cao cường ở tu tiên giới nếu trong chiến đấu thực tế nếu lúc đó có thể dẫn người ta rơi vào đạo chứng vậy thì chắc chắn rằng nó sẽ đem lại hiệu quả rất tốt nhưng phương trần cảm thấy đạo chứng trong lời mà lệ phục nói sẽ không hề giống với đạo chứng mà hắn biết đạo chứng mà lệ phục nói có lẽ cũng gần giống như đạo vận rác rưởi mà hắn mơ ước đã lâu nghe câu hỏi của phương trần lệ phục cau mày lại đạo chứng là cái gì ư ngươi chưa từng trải nghiệm qua à phương trần cau mày lại trước giờ hắn tu luyện đều không phải do tự bản thân tu luyện đừng nói đến đạo chướng đến cả con quỷ cũng chưa từng tới tìm hắn bao giờ cả đâu lễ phục thấy vậy thì nghĩ nghĩ một lát sau đó hắn ta tỏ ra cực kỳ hài lòng khen ngợi cũng đúng ngươi là kẻ có tư chất nghịch thiên lại còn có năng lực đoạn chi trùng sinh cơ thể có năng lực bất tử bất diệt vậy thì làm sao có thể bị đạo chướng quấn thân được phương trần nở một nụ cười gượng gạo lễ phép không nói gì cả lễ phục lại nói thôi đành vậy vậy thì để ta chỉ dạy cho ngươi làm như thế nào để có thể dùng đạo chướng để làm tổn thương người khác ngươi nhìn cho kỹ đây Vi sư chỉ làm một lần thôi đấy." Phương Trần lập tức tập trung ánh mắt nhìn Lệ Phục, trên mặt hắn lộ ra vẻ cực kỳ mong đợi và hưng phấn. Giây tiếp theo, Lệ Phục đột nhiên phất tay, cầu chân Trần ban đầu trắng như bạch ngọc, bỗng nhiên xuất hiện từng lớp từng lớp hắc mang u ám. Theo sau đó, từng vòng ánh sáng màu đen u tối mang màu sắc quỷ quyệt bắt đầu lay động. Nó mang theo sự hỗn loạn, do dự, kinh ngạc, cả tâm trạng khốn khổ lan tỏa ra xung quanh. Đây là cảm giác tuyệt vọng khốn khổ lúc mà kẻ cầu đạo rơi vào sự sâu não suy nghĩ dần dần đi vào đường chết bồi hồi cảm giác bồi hồi đến vô tận phương trần thấy thế đồng tử của hắn bỗng cứng ngắc lại trong phút chốc theo đó trong lòng hắn bắt đầu sinh ra vô số ý nghĩ hoài nghi chính mình con đường mà bản thân hắn vẫn đi từ trước đến nay có phải là sai rồi hay không bản thân hắn là một người xuyên không tại sao hắn phải chịu đựng sự khốn khổ dãy dụa như vậy hắn đã phải chịu đựng nhiều sự tự bạo và tự hủy đến như vậy chẳng lẽ hắn không tuyệt vọng hay sao nếu đằng nào bản thân hắn cũng chết rồi vậy thì không phải hắn nên tự tặng cho bản thân một cái kết đơn giản nhất giúp cho vận khí chi tử hoàn thành mong muốn đi không phải tốt hơn sao khiếp giới là một thứ gì đó đáng sợ như vậy đến cả hệ thống còn phải e rè vậy thì tại sao bản thân hắn cứ phải cố gắng đấu tranh để làm gì chứ hắn tìm một thành phố nhỏ sống một cuộc sống không tranh đấu làm một ông lão thọ vài trăm năm không tốt hay sao cứ như vậy thoải mái mà sống qua một đời người không cần quan tâm gì hết trời có sụp đất có nứt cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hắn cả chẳng nhẽ sống một cuộc sống như vậy không tốt hay sao? Từng suy nghĩ nghi ngờ, tuyệt vọng cứ như thế dâng lên trong đầu hắn, ánh mắt Phương Trần cứng đơ lại. Giống như một xác sống vậy, lúc này trong lòng hắn đang cảm thấy cực kỳ đau khổ, do dự, phân vân. Những cảm giác đau đớn mà mỗi khi tự bạo và tự hủy đem lại, cảm giác bị lôi kiếp đánh thẳng vào người như bị nướng chín, cảm giác cơ thể giống như bị xé rách. Tất cả đang được phóng đại gấp một vạn lần trong đầu hắn. Trước đây, đối với cảm giác đau đớn mà tu luyện đem lại, phương trần chưa từng cảm thấy sợ hãi thậm chí hắn còn cố tình làm lơ bỏ qua nhưng bây giờ hắn bắt đầu cảm thấy sợ rồi rõ ràng bản thân hân chỉ là một người bình thường vậy tại sao hắn phải chịu đau khổ đến như vậy tại sao hắn phải ôm lấy ý nghĩ muốn cứu mọi người xung quanh mà tiếp tục nỗ lực như vậy để làm gì có lẽ hắn vẫn nên đi hưởng thụ vài trăm năm sau đó chết đi chết đi chính là cách để thoải mái nhất tỉnh lại đúng lúc này một tiếng gào thét như sấm nổ bên tai phương trần giọng nói vang vọng như sấm Phương Trần bị giọng nói này làm cho đột nhiên tỉnh lại, tất cả đạo trướng trong lòng hắn bị dọn bay sạch không còn gì cả. Đúng lúc này, ánh mắt Phương Trần mới trở về vẻ minh mẫn rõ ràng, hắn ngẩng đầu lên nhìn, dáng vẻ cao lớn của Lệ Phục lập tức rơi vào mắt hắn. Khuôn mặt Lệ Phục vẫn nghiêm nghị như trước đây, hắn ta thản nhiên hỏi, cảm giác như thế nào? Không biết vì sao, khi nghe thấy âm thanh này, Phương Trần vô thức ngồi sụp xuống, co quắp lại. Sau đó hắn thở gấp giống như người bị thiếu oxy, cả người toát ra đầy mồ hôi lạnh, hắn yếu ớt đáp Sư phụ, ta, à, ta vẫn ổn. Lúc này đây, cả trước ngực và sau lưng Phương Trần đều nhanh chóng bị mồ hôi thấm cho ướt sũng, còn những suy nghĩ, hoài nghi và do dự khi nãy nảy sinh trong lòng hắn đều bị hắn đuổi hết ra ngoài, không giữ lại trong lòng nửa phần nào hết. Đi chịu chết ư? Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng đó. Hơn nữa con mẹ nó chứ, hắn đã nói rồi, vì để trở nên mạnh hơn mà đến cả gà con hắn cũng nấu rồi, bây giờ bảo hắn bỏ tất cả những thứ này đi để đi chịu chết ư? vậy thì hắn có xứng đáng với gà con đã chết hay không khi trong đầu nảy ra ý nghĩ này không biết vì sao phương trần cảm thấy bản thân như trở nên thăng hoa hơn vậy thăng hoa trên mọi phương diện tiếp đó từ cầu chân trần bỗng truyền tới một cảm giác dẫn dắt cực kỳ mạnh mẽ lúc này phương trần đột nhiên kinh ngạc phát hiện ra bản thân đã trở thành chủ nhân của cầu chân trần rồi thấy vậy trong lòng phương trần trở nên cực kỳ kiếp sợ hắn thì thào đây là cầu chân trần nhận chủ rồi ư đây là chuyện gì đang xảy ra vậy vào đúng lúc này, Lệ Phục gật nhẹ đầu, "Không tồi, sau khi tỉnh lại từ đạo trướng mà ngươi có thể có biểu hiện như này, đúng là không hổ danh là đệ tử của ta." Thấy Lệ Phục nhìn thấu được hắn có một trái tim vững chắc, hoàn toàn không bị đạo trướng ảnh hưởng, trong lòng Phương Trần cảm thấy cực kỳ hài lòng. Miệng hắn lại nói, "Cảm tạ sư phụ khen thưởng." Lệ Phục nhàn nhạt, nhạt nói, "Không cần cảm ơn ta, đây đều là những điều mà ngươi nên nhận được. Dù sao thì không phải ai cũng có thể vừa thoát khỏi đạo trướng lại có thể ngồi trên đất nghỉ ngơi." còn cả nhanh chóng phục hồi thể lực được như ngươi phương trần sư phụ có phải ngươi khen nhầm chỗ rồi hay không sau đó phương trần vô thức nuốt nước bọt hắn nhìn lệ phục cao lớn đứng trước mặt khuôn mặt nghiêm túc trong lòng lại cảm thấy cực kỳ bất ngờ không ngờ lần này sư tôn lại đáng tin một lần ư hắn ta nói sẽ luyện cầu chân trần ra được đạo trướng vậy mà lại thật sự có thể có đạo trướng đây thật sự là mạnh quá đi hơn nữa cầu chân trần còn trở thành pháp bảo của hắn rồi nghĩ tới đây trong lòng phương trần không kìm nén được sự kích động hắn muốn thử triệu gọi cầu chân trần vì lời kêu gọi vừa dứt cầu chân trần bỗng lao về phía ngược với hướng của phương trần một cách hung hăng đụng thẳng vào mặt lệ phục dầm lệ phục trực tiếp bị nện một cái vào thẳng mặt phương trần nhìn chân trần cầu trực tiếp xông tới phía lệ phục phương trần bị dọa đến mức hồn phi phách tán vội vàng xông lên phía trước lấy chân trần cầu xuống hắn cũng không dám thao túng chân trần cầu nữa hắn sợ thứ đồ chơi này lại nổi điên phát động công kích lệ phục lần nữa, vậy thật sự có thể trực tiếp. Khai tiệc ở vách núi Ngộ Đạo, Thiên Địa Đồng Thọ và vách núi Càn Khôn. Sau khi cầm chân trần cầu xuống, Phương Trần phát hiện khuôn mặt của lệ phục không có chút biến hóa nào. Căn bản nhìn không ra dấu hiệu vừa bị chân trần cầu có trọng lượng của cả ngọn núi nhỏ hung hăng và chạm qua. Phương Trần thấy thế thì không nhịn được thở dài một hơi, cũng may. May mà da mặt của sư phụ đủ cứng, hoàn toàn không có việc gì. Tuy nhiên, Phương Trần cũng không lo lắng lệ phục sẽ bị thương. Lệ phục chính là thể tu cường đại nhất trong thiên hạ mà hệ thống nhận định, chứ không nói đồ vật ở bên trong, nhưng bên ngoài tuyệt đối có phòng thủ kiên cố. Đây chính là cái gọi là bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Sau khi Phương Trần gỡ chân trần cầu xuống, vội vàng giải thích nói, Sư phụ, xin lỗi, đây không phải bản ý của ta, ta chỉ muốn đem gọi chân trần cầu đến bên cạnh ta, nhưng không nghĩ tới lại thương tổn ngài. Trong lúc nói chuyện, Phương Trần nghi hoặc trong lòng kỳ thật với tốc độ của chân trần cầu sư phụ không có đạo lý sẽ bị đánh trúng nha vì sao không tránh chứ đúng lúc này lệ phục thản nhiên nói sai phương trần sững sờ lập tức vội vàng nói sư phụ đúng ta sai rồi ta nhận sai xin ngài tha thứ biết sai cái gì sao phương trần khắc sâu tự suy ngẫm nói à ta không nên thao túng pháp bảo chưa quen thuộc lệ phục cười nhạo nói không đúng ngươi sai vì nói chuyện không nghiêm cẩn ngươi căn bản không có năng lực thương tổn ta Chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra sao? Phương Trần, ta sai rồi, ta không nên nói chuyện nghiêm túc với ngài. Khóe môi của Phương Trần mấp máy hai lần, sau cùng hỏi, như vậy sư phụ, ngài, không có tức giận chứ? Ta đập ngài như vậy, lệ phục thản nhiên nói. Sai, đây không phải đập, đây là chân trần cầu đi ngang qua mặt của ta. Phương Trần chừng to mắt, còn có thể giải thích như vậy sao? Lệ phục lại thản nhiên nói, vi sư vô cùng rõ ràng vừa rồi ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đơn giản là vừa mới thành lập liên hệ với chân trần cầu khiến nó nhận ngươi làm chủ nhân, cho nên ngươi muốn thao túng kêu gọi nó, đúng không? Nếu các bạn thấy hay, hãy cho át một like, đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nha.